Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1601, biết làm chó kết cục sao? Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn lùi tới nghiêm ác chàng cửa vào hai cái tông môn, hắn thiện ý mà hỏi, các ngươi là cái nào tông môn? Hai cái này tông môn tông chủ, bọn hắn khẽ cau mày, bất quá, bọn hắn vẫn là trả lời Diệp Thần Phong vấn đề, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong loại này dũng cảm đảm đương hành vi vẫn là thật bội phục. Lần sau Diệp Thần Phong biểu hiện ra thiên phú và sức chiến đấu, cũng để hai người bọn họ từ trong đáy lòng khiếp sợ. Trong đó một cái ăn mặc trường sam màu xanh đàn ông trung niên, hắn hồi đáp, trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh. Một người khác mặc trường sam màu trắng đàn ông trung niên, hắn cũng đơn giản trả lời một câu. Nhai Hải Các tông chủ Vương Diệu Biển, trời xanh tông cùng Nhai Hải Các trên đất huyền giới đều thuộc về là ngũ phẩm tông môn. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển thân là hai cái này tông môn tông chủ, thực lực của hai người bọn họ cũng đều tại luân hồi cảnh tầng thứ. Kỳ thực, giờ khắc này Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển trong lòng đã có chút hối hận rồi, bọn hắn sợ sệt của mình loại hành vi này cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá, dĩ nhiên đã lựa chọn không đứng ở Diệp Thần Phong phía đối lập, như vậy hai người bọn họ không có hối hận đường sống. Diệp Thần Phong lạnh nhạt gật gật đầu. Nói ra, các ngươi sau này sẽ vì hôm nay sự lựa chọn này mà cảm thấy vinh hạnh. Trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải Các tông chủ Vương Diệu Biển, bọn hắn đối Diệp Thần Phong lời nói thờ ơ không động lòng. Không biết, sự lựa chọn này cải biến cuộc đời của bọn hắn, trong tương lai địa huyền giới diện lâm đại nạn thời điểm, rất nhiều ngũ phẩm tông môn, thậm chí là tứ phẩm tông môn đều nghênh đón tai họa ngập đầu. Mà trời xanh tông cùng Nhai Hải Các bởi vì hôm nay một cái nho nhỏ lựa chọn, bọn hắn trong tương lai đã nhận được Diệp Thần Phong che chở, tại đại nạn đến thời điểm, tông môn từ trên xuống dưới dĩ nhiên không tổn thương chút nào. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau rồi. Nghiêm ác chàng Chu Vi vẫn cứ đứng tại chỗ tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, những tông môn này cơ bản đều là ngũ phẩm, hoặc là lục phẩm phẩm bậc. Những người này một mặt trào phúng nhìn xem lùi tới nghiêm ác chàng cửa vào trời xanh tông cùng Nhai Hải Các, bọn hắn hoàn toàn cho rằng hai cái này tông môn tông chủ là nước chảy vào đầu rồi, như thế một cái áp sát luyện khí tông cùng linh dược cốc cơ hội, hai cái này tông môn tông chủ dĩ nhiên không biết thật tốt nắm chắc. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm, bây giờ Âm Minh tông tông chủ Lý Bắc Ngạo chết rồi, năm đại trưởng lão cũng đã chết, liền ngay cả thánh tử cũng đã chết. Có thể nói vào hôm nay qua đi. Lại Minh Tông cái này tông môn e sợ sẽ rời đi địa huyền giới sân khấu rồi. Trên thủ vị Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng Lão Thần Hạc Giang, Luyện Khí Tông Tông chủ Vương Trấn Núi, Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Năm, Tông chủ Nam Hạo Sinh cùng với Tống Long Thiên, bọn hắn từng cái toàn bộ đều đối Diệp Thần Phong hận thấu xương. Nguyên bản canh chừng Tằng Quang Viễn đám người tán tu Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân Người, bọn hắn cũng về tới trên thủ vị. Tại hai người bọn họ xem ra Tằng Quang Viễn đám người trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục sức chiến đấu rồi. Yếu xử trí như thế nào Tằng Quang Viễn đám người? Chờ bắt lại Diệp Thần Phong sau đó có thể từ từ thương lượng, dù sao trên thủ vị người đối Diệp Thần Phong phẫn nộ quá thịnh vượng, liên đối Diệp Thần Phong người chung quanh cũng nhất định phải muốn hảo hảo dằn vặt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết quá mức dễ dàng. Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân Người đã từng thu qua Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc ân huệ. Bọn hắn đương nhiên là muốn giúp đồng thời bắt Diệp Thần Phong được rồi. Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân Người hai người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xích Hỏa Chân Nhân nói, Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc đối hai chúng ta có ân. Tiểu tử này tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng hắn dù sao chỉ là tạo hóa cảnh thực lực. Hắn nữ nhân trong ngực cũng chỉ là luân hồi cảnh thực lực. Do hai chúng ta ra tay vậy là đủ rồi. Hắn trung phẩm bảo khí tại hai chúng ta trên người không phát huy ra tác dụng. Chúng ta tu luyện là hỏa hệ công pháp. Nếu Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân mọi người nói như vậy, ở đây những người còn lại cũng không có phản đối. Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân người ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ thật giống căn bản không lo lắng Diệp Thần Phong đào tẩu như thế, từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Mà đồng dạng là niết bàn cảnh Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Năm cùng Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng Lão Thần Hạc Giang. Hai người bọn họ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn cũng đi ở Xích Hỏa Chân Nhân cùng Xích Viêm Chân Người phía sau. Về phần nơi xa ôm Bạch Tiểu Nhu Diệp Thần Phong, hắn đem hỏa vẫn kiếm cũng thu nhập hỗn độn trong nhẫn, phải tay ôm lấy Bạch Tiểu Nhu thon thả, trái tay cầm khối này đen tuyền thiết bài, đem trong thân thể linh khí cuồn cuộn không đoạn hướng về thiết bài bên trong truyền vào.
Bạch Tiểu Nhu đang nhìn đến Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người đang hướng về bên này lại đây, người muốn đứng ra ngăn cản, tuy rằng người biết mình không là đối thủ của đối phương nếu nàng liền là không cho phép bất luận người nào bắt nạt của nàng Diệp đại ca. Xóa Diệp Thần Phong tay phải vững vàng ôm Bạch Tiểu Nhu thon thả, hắn nói ra, Tiểu Nhu, ta là nam nhân, để một người phụ nữ chặn ở trước mặt ta, như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Chuyện nơi đây ta có thể giải quyết, người an tâm tựa ở ngực ta bên trong. Được Diệp Thần Phong vừa nói như thế, Bạch Tiểu Nhu trong lòng nổi lên một trận khác thường tâm tình, người ngoan ngoãn gật gật đầu, đầu tựa vào Diệp Thần Phong trên bả vai, nói ra Tiểu Nhu thích nhất Diệp đại ca trong ngực nữa nha. Mà lúc này, Diệp Thần Phong trong miệng đã là cắn chặt hàm răng rồi, hắn cảm giác khối này thiết bài quả thực là một cái động không đáy. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian, hắn trong thân thể linh khí liền bị rút lấy hơn một nửa, sắc mặt của hắn có phần trở nên trắng rồi. Oanh! Một tiếng, Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí trong nháy mắt được rút không có chút nào thừa lại, đồng thời hắn cũng cảm thấy thiết bài bên trong mơ hồ có một loại rung động. Hắn biết thiết bài hẳn là liên lạc với thế tục giới chỗ kia đáy biển cung điện rồi. Tiểu Nhu, đỡ ta. Diệp Thần Phong vội vàng nhỏ giọng nói. Tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Bạch Tiểu Nhu, người đã nhận ra Diệp Thần Phong không đúng, người không để cho bất luận người nào phát hiện, người dùng thân thể của mình thể chống đỡ lấy Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt vẻ mặt cũng có vẻ cực kỳ trắng xanh. Tại Diệp Thần Phong trong thân thể linh khí được thiết bài rút khô trong nháy mắt. Thế tục giới nơi nào đó đáy biển bên dưới. Một tòa cổ điển cung điện bắt đầu lắc lư, tại tòa cung điện này ngay phía trên bài tượng thượng thình lình viết Âm Minh Tông. Ba chữ này, theo, cổ điển cung điện không ngừng lay động, cổ điển cung điện mặt ngoài một tầng mục nát cở ra, dĩ nhiên lộ ra một loại mới tinh năm màu vẻ, mà khối này bài nạc thượng Âm Minh Tông. Này ba chữ lớn cũng cở ra. Hiện ra bốn chữ lớn, Lưu Ly Cung Điện. Diệp Thần Phong thiết bài chính xác liên lạc với Lưu Ly Cung Điện. Thiết bài chỉ là điều khiển động Lưu Ly Cung Điện một chiếc chìa khóa, từ cả tòa Lưu Ly Cung trong điện chợt bộc phát ra nhất cổ năng lượng kinh người chấn động. Này Lưu Ly Cung Điện bản thân liền ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, bằng không dựa vào Diệp Thần Phong điểm này linh khí, căn bản vô pháp để Lưu Ly Cung Điện vượt qua không gian đi hướng địa huyền giới. Diệp Thần Phong chỉ là lợi nhiễm thiết bài để Lưu Ly Cung Điện bản thân năng lượng thả ra ngoài mà thôi. Theo Lưu Ly Cung Điện lay động càng ngày càng lợi hại. Oanh! Tốt một tiếng, cả tòa Lưu Ly Cung Điện đột nhiên phóng lên trời. Trên mặt biển nổi lên ngập trời sóng lớn, thậm chí ngay cả đáy biển cá mập các loại cá, chúng nó cũng đều được vén lên giữa không trung. Lưu Ly Cung Điện tại hướng lên bầu trời sau đó rất nhanh sẽ biến mất rồi. Địa huyền giới. Âm Minh Tông nghiễm ác trên trận, Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người hai cái này lão đầu, bọn hắn tại khoảng cách Diệp Thần Phong xa 50 mét địa phương ngừng lại. Xích Hỏa chân nhân lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý tự phế tu vi, sau đó lại tùy ý Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc xử trí, như vậy hai chúng ta cũng không ra tay với ngươi rồi, dù sao nếu như chúng ta động thủ. Như vậy ngươi đem hội chịu đựng vô tận thống khổ. Thân thể hư nhược Diệp Thần Phong, trong đầu hắn nhớ tới lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, yên tâm, Lưu Ly Cung Điện đã tải bay đi nơi này, đại khái chỉ cần 20 hô hấp khoảng chừng, Lưu Ly Cung Điện là có thể đã tới, này Lưu Ly Cung Điện nhưng là có thể trực tiếp xé nứt hư không, nửa bước tiên khí tên tuổi không phải là giả dối. Dựa vào Bạch Tiểu Nhu chống đỡ Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống. Hắn khinh thường cười lạnh, ngữ khí có phần hư nhược nói ra các ngươi biết làm chó kết cục là cái gì không? Các ngươi biết làm ta Diệp Thần Phong địch nhân chó, kết cục là cái gì không? Chỉ có một chữ, hôm nay ta miễn phí đưa cho các ngươi rồi. Chết! Diệp Thần Phong dùng hết toàn lực gầm hét lên. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân sắc mặt người nộ đỏ một mảnh, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong lời thề son sắt dáng dấp. Bọn hắn hoài nghi lẽ nào Diệp Thần Phong chả có lá bài tẩy sao? Bọn hắn quyết định trước tiên không tới gần Diệp Thần Phong, cách Diệp Thần Phong 50 mét địa phương thi triển chiến kỹ, đến đem Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu phế bỏ. Chương 1602, trực tiếp đè chết. Nằm trên đất không cách nào đứng lên Tằng Quang Viễn đám người, bọn hắn nhìn thấy sự tình phát triển đã đến ZS sắc sắc mức độ. E sợ hôm nay bọn hắn toàn bộ đều phải rơi vào Luyện Khí Tông các loại tông môn trong tay rồi.
mà bị phong ở huyệt đạo Lâm Hân Di, người cũng tạm thời đã quên ghen tị, trên thủ vị những người kia toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn cũng tạm thời đã quên Lâm Hân Di tồn tại. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người đôi này song bào thai lão đầu, bên trong cơ thể của bọn họ niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế phun trào, hai người bọn họ liên thủ sức chiến đấu, đủ để đối chiến niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cường giả. Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Thần Hạc Giang, Linh Dược Cốc lão tổ Đỗ Bắc Năm, hai người bọn họ đứng ở Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người phía sau, bọn hắn cũng không hiểu Diệp Thần Phong phách lối tư bản ở nơi nào. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người hai tay cùng lúc phung chuyển động, tại bọn hắn bốn phía lập tức bỗng dưng sinh ra hỏa nhiệt năng lượng. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người dự định đồng thời thi triển một loại tên là đốt sạch bát phương chiến kỹ. Nhưng hai người bọn họ lại không thể đủ muốn Diệp Thần Phong mệnh, cho nên hai người bọn họ đang khống chế lực đạo, dự định chỉ đem Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu phế bỏ. 50 mét bên ngoài dựa vào Bạch Tiểu Nhu chống đỡ Diệp Thần Phong. Hắn tính toán đã đi 15 cái hít thở, hắn liền lần nữa hướng về phía Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người, quát lên, hai người các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Cánh tay liên tục vung lên Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người, hai người bọn họ trong nháy mắt bị tức dựng râu trừng mắt rồi, hai người bọn họ tăng nhanh thi triển chiến kỹ tốc độ, Xích Viêm chân người quát lên, tiểu tử, ngươi quả thực là muốn chết, nguyên bản chúng ta chỉ muốn phế bỏ ngươi. Hiện tại chúng ta chỉ đát loạn giữ lại cho ngươi một hơi. Mà chung quanh quảng trường lựa chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó sù người, bọn hắn cũng dồn dập khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thiên phú và sức chiến đấu mặc dù không tệ. Thế nhưng làm người quá mức ngu xuẩn. Mà lùi tới quảng trường lối vào trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển đám người, bọn họ là dồn dập thở dài lắc đầu. Theo Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người chung quanh hỏa nhiệt năng lượng càng ngày càng dày đặc, thậm chí hai cái này lão đầu phía trên đã ngưng tụ ra hai cái to lớn hỏa long rồi. Hỏa long máu diễm dữ tợn cực kỳ. Mà Diệp Thần Phong ở trong lòng mấy đạo, 18 cái hô hấp rồi. Ngược lại, Diệp Thần Phong nhìn xem Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người, lạnh giọng quát lên, xuất hiện tại các ngươi liền lưu lại di ngôn cơ hội cũng không có. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân nhân khí thân thể một trận run rẩy, mà chu vi trên quảng trường người đều cho rằng Diệp Thần Phong là một cái ngốc nghếch ngu xuẩn. Trên thủ vị luyện khí tông tông chủ Vương Trấn Núi, khinh thường cười nói, tiểu tử này là tại cố làm ra vẻ bí ẩn. Linh Dược Cốc tông chủ Nam Hạo Sinh cũng gật đầu nói, tiếp đó, chúng ta phải suy nghĩ một chút nên làm sao dằn vặt này tiểu rác rưởi rồi. Nguyên Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên, hắn cười lạnh nói, đến lúc này, lại vẫn giả vờ chấn định, hắn thật sự coi chính mình là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường giả sao. Mà Tằng Quang Viễn cùng Lâm Hân Di đám người, bọn họ là lo lắng nín thở, ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Về phần tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực, chống đỡ lấy Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu. Trên mặt nàng không có bất kỳ hoang mang. Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người hai tay hướng về Diệp Thần Phong phương hướng tìm tòi. Hai cái dữ tợn hỏa long sẽ đối Diệp Thần Phong đánh tới rồi, hai cái này lão trên đầu trên mặt hiện lên trào phúng cười gằn. Cho tới bây giờ Diệp Thần Phong cũng không có thể hiện ra bất kỳ lá bài tẩy đến, bọn hắn cũng đã nhận định Diệp Thần Phong là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. 20 hô hấp. Diệp Thần Phong trong lòng lặng lẽ mấy đạo. Diệp Thần Phong lãnh đạm nhìn xem hai cái yếu hướng về hắn kéo tới dữ tợn hỏa long, hắn nhìn xem Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người, nói ra, hai người các ngươi có thể đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo. Dứt tiếng, chỉ thấy Âm Minh Tông trên quảng trường phương không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Ồ, một tiếng, một đạo cự đại màu đen vết xước xuất hiện tại trên bầu trời. Sát theo đó, một tòa thật to ngũ sắc cung điện từ màu đen vết xước bên trong nhảy ra, nhanh chóng hướng về Âm Minh Tông dưới quảng trường hàng. Theo, to lớn ngũ sắc cung điện xuất hiện. Từ trên cung điện truyền ra nhất cổ minh mông uy thế. Luồng áp lực này coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, e sợ cũng sẽ cảm giác được run rẩy. Từ trên cung điện truyền ra uy thế. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, hai cái nguyên bản yếu đánh úp về phía Diệp Thần Phong hỏa long. Xì xì, xì xì. Tại minh mông uy thế dưới,
hai cái dữ tợn hỏa long trong nháy mắt biến thành hư vô. Ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng được Diệp Thần Phong ôm Bạch Tiểu Nhu bên ngoài, trên quảng trường những người còn lại đều thay đổi sắc mặt, luồng áp lực này làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi, thậm chí thực lực yếu một ít đã miệng phun máu tươi. Cung điện khổng lồ gần như có thể bao trùm toàn bộ quảng trường rồi, nếu như trực tiếp rơi vào trên quảng trường, Tằng Quang Viễn cùng Lâm Hân Di mấy người cũng chắc chắn phải chết rồi. Diệp Thần Phong trong đầu ý nghĩ như thế hơi động, chỉ thấy từ bầu trời bên trong nhanh chóng hạ xuống cung điện lập tức bắt đầu rút nhỏ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người tuy rằng chả không cách nào chân chính điều khiển động lưu ly cung điện, thế nhưng để lưu ly cung điện thu nhỏ lại, hoặc là ở trên bầu trời hơi chút di động vẫn là có thể. Nghe vậy, Diệp Thần Phong rất nhanh để lưu ly cung điện rút nhỏ rất nhiều, cả tòa lưu ly cung điện chỉ che trùm lên xích hỏa chân nhân, xích viêm chân người, thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm trên đỉnh đầu rồi. Trên thủ vị có Lâm Hân Di tại, mà nơi xa lại có Tằng Quang Viễn bọn người ở tại, xem ra chỉ có thể trước tiên giải quyết xích hỏa chân nhân bọn họ. Được lưu ly cung điện bao phủ, xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người được bao phủ ở lưu ly cung điện dưới đáy chính giữa, hai người bọn họ thừa nhận uy thế là lớn nhất, mà thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm được bao phủ ở biên giới, hai người bọn họ thừa nhận uy thế muốn nhỏ hơn rất nhiều. Giữa bầu trời lưu ly cung điện càng hàng càng thấp, xích viêm chân nhân hòa xích hỏa chân nhân được mạnh mẽ uy thế bao phủ, thân thể của bọn họ căn bản vô pháp nhúc nhích. Mà thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm hai người này, hai người bọn họ liều mạng vận chuyển trong cơ thể linh khí, trên trán là mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn nhanh chóng liền đổ cứt đái đều phải phun ra ngoài rồi, giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ một tia cường giả phong độ rồi. Cuối cùng, bởi Đỗ Bắc Năm cùng thần Hạc Giang chỉ là thừa nhận lấy khá là nhỏ uy thế, bọn hắn rốt cục tránh thoát lưu ly cung điện bao phủ, hai người bọn họ thân ảnh hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn cách lưu ly cung điện Việt Viễn càng tốt. Xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân nhìn xem lập tức muốn ép tại trên người bọn hắn lưu ly cung điện, hai người bọn họ trên mặt che kín tuyệt vọng, bọn hắn biết nếu như được cung điện này đặt ở dưới đáy, như vậy bọn hắn còn sống khả năng cơ hồ là linh rồi. Diệp Thần Phong ôm Bạch Tiểu Nhu thon thả, hắn bình thản nói ra, ta đã sớm để cho các ngươi lưu lại di ngôn, đáng tiếc hai người các ngươi lão đầu không nghe. Xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người nhưng là niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả A-Hát. Càng là thực lực mạnh người, bọn hắn liền càng không muốn chết, bọn hắn có thể tu luyện thực lực hôm nay, bọn hắn quả thực bỏ ra không ít cố gắng. Thời khắc này, xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người hối hận rồi, hai người bọn họ đúng là hối hận rồi. Không có việc gì tới cái gì Âm Minh Tông tham gia trò vui. Xích hỏa chân nhân quát không, không. Ta không muốn chết, tiểu tử, thả chúng ta một con ngựa. Xích viêm chân người cũng khàn cả giọng quát lên, tiểu tử, chúng ta nguyện ý không nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay, để cho chúng ta sống tiếp. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, ZS sắc sắc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Đi Diêm Vương Điện đăng báo nói. Xích viêm chân nhân hòa xích hỏa chân nhân ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn, bọn hắn hối hận tại sao phải chọc Diệp Thần Phong. Chọc ZS sắc sắc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tiểu ma đầu. Trong lòng bọn họ cái kia hối hận A-Hát, cái kia hận A-Hát. Hiện tại cho dù để hai cái này lão đầu quỳ xuống xin Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng thì nguyện ý, chỉ cần có thể mạng sống. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có lời nói, như vậy liền thật sự không còn có cái gì nữa, tôn nghiêm gì gì đó càng thêm là đánh rắm rồi. Bọn hắn một loại người là vì mạng sống. Có thể chính mình đem tôn nghiêm của mình cho dẫm nát tan. Oanh! Một tiếng. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Cả tòa rút nhỏ rất nhiều lưu ly cung điện chính xác đã rơi vào xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người chỗ ở sắc gì. Xích hỏa chân nhân cùng xích viêm chân người trực tiếp được lưu ly cung điện cho ép thành bánh thịt. Mặt đất không ngừng rung động. Từng cái vết nứt tại trên quảng trường không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ầm. Trên mặt đất tấm gạch dồn dập nổ tung hóa thành bột phấn. Từ lưu ly cung trên điện tứ tán uy thế, đem quảng trường rất nhiều mọi người hất tung ra ngoài, mà có một ít thực lực không tệ người, bọn hắn cũng là gì sắc chợt lui, tận lực rời xa này lưu ly cung điện. Toàn bộ Âm Minh Tông quảng trường được nồng nặc bột phấn cho bao phủ lại rồi.
trong không khí không ngừng quanh quẩn được uy thế lật tung đi ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1603, bên trong cung điện viễn cổ yêu thú. Tại Lưu Ly cung điện đem Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người ép thành bánh thịt thời điểm. Tại Trình Mảnh Nhiễm Ác trên sân rơi vào hỗn loạn, trong không khí được bột phấn bao phủ thời điểm. Diệp Thần Phong nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức nuốt mấy viên bổ linh đan, trong thân thể trong nháy mắt khôi phục một ít linh khí. Thừa dịp mưu có người đều hoảng loạn chạy trốn. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đầu tiên đi tới Lâm Hân Di bên cạnh, thời điểm này Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người, bọn hắn đã sớm quên Lâm Hân Di chết sống rồi. Diệp Thần Phong đem Lâm Hân Di ôm vào trong ngực sau, hắn và Bạch Tiểu Nhu lại tới Tằng Quang Viễn đám người bên cạnh. Hắn và Bạch Tiểu Nhu đem Tằng Quang Viễn các loại người tới Lưu Ly cung trước điện. Tràn ngập ở trong không khí bột phấn từ từ tản đi rồi, Nghiễm Ác trên sân tất cả đại tông môn người từng cái vạn phần hoảng sợ, bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng Lưu Ly cung điện, bọn hắn đã không cảm giác được bất kỳ một tia Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người hơi thở, nói cách khác Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người 100% là được đè chết. Phải biết Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người nhưng là niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả a hát. Về phần đã sớm lùi tới Nghiễm Ác chàng lối vào, trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, nhai hải các tông chủ Vương Diệu Biển, bọn hắn liền đồng môn dưới đệ tử là không ngừng nuốt nước miếng, bọn hắn không có lựa chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó, nhưng là bọn hắn thật không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong trong tay vẫn còn có cường hãn như vậy lá bài tẩy. Trực tiếp đem Xích Hỏa chân nhân cùng Xích Viêm chân người cho đè chết. Nguyên bản những kia trên thủ vị đại nhân vật, bây giờ còn sống chỉ có Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Thần Hạc Giang, Linh Mai Táng Cốc lão tổ Đỗ Bắc Năm, Tông chủ Nam Hạo Sinh, Luyện Khí Tông Tông chủ Vương Trấn Núi cùng Tống Long Thiên rồi. Giờ khắc này, Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người, bọn hắn mỗi một người đều mặt mày xám xịt, bọn hắn đứng xa xa nhìn Diệp Thần Phong. Mắt của bọn hắn ca tụng bên trong phảng phất đều phải phun ra lửa đến rồi. Mà đứng tại Lưu Ly cung trước điện Diệp Thần Phong, hắn giúp Tào Quang Sa đám người trị liệu đơn giản một cái, để Tằng Quang Viễn đám người có thể tự mình đứng lên đến đi lại. Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An, Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm bốn người này, bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai cái này lão đầu đờ đẫn nói không ra lời. Mà Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm cái này hai người trẻ tuổi này, bọn họ đều là tôn trọng sức mạnh, bọn hắn một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần Phong, Tả Phi Bạch cười nói, lão tổ tông, ngươi thực sự là quá châu phù. Ngô Lực Phàm cũng gấp bận bịu gật đầu nói, lão tổ tông, ngươi là ta Ngô Lực Phàm ở trên thế giới này người khâm phục nhất. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, hắn đem trong lòng Lâm Hân Di trên người huyệt đạo giải khai. Lâm Hân Di lập tức tránh thoát Diệp Thần Phong trong ngực, người mặc dù biết Diệp Thần Phong tại thế tục giới đã có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong như thế thân cận, trong lòng nàng chỉ là có chút không thoải mái. Nhưng Lâm Hân Di cũng biết bây giờ không phải là cáu kỉnh thời điểm, người chỉ là đứng ở một bên băng lãnh lãnh không lên tiếng. Mà Bạch Tiểu Nhu vẫn là dính tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực, căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói. Bây giờ Lưu Ly cung điện là tới đất huyền giới rồi, bất quá, lấy Diệp Thần Phong thực lực bây giờ, hắn căn bản vô pháp điều khiển động Lưu Ly cung điện, thế nhưng này Lưu Ly cung trong điện có thể giúp Diệp Thần Phong đồ vật. Diệp Thần Phong phải trong tay cầm có thể điều khiển động Lưu Ly cung điện thiết bài, hắn trực tiếp nói các ngươi đi theo ta đi. Diệp Thần Phong một bên nắm thiết bài, một bên trực tiếp thuận lợi đi tới Lưu Ly cung điện bên trong. Bên trong cung điện vô cùng rộng rãi. Tia sáng cũng vô cùng sung túc, xem đến này không gian bên trong không có cùng theo một lúc thu nhỏ lại vẫn là duy trì dáng dấp ban đầu. Tại Diệp Thần Phong đám người đi vào cung điện sau đó Diệp Thần Phong trong tay đen tuyền thiết bài, không ngừng lóe lên ánh sáng màu đen. Sát theo đó, Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tiểu Nhu, Lâm Hân Di cùng Tằng Quang Viễn đám người một tên tiếp theo một tên biến mất rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, không cần phải lo lắng. Lúc trước ngươi lần thứ nhất đi vào cung điện thời điểm, ngươi và cái kia gọi Lâm Hân Di nha đầu, không phải cũng bị truyền đưa đến trong một cái phòng đấy sao? Tại trong gian phòng kia Tống Xuân Mi một tia thần niệm mới đem nha đầu kia mang đi. Hiện tại bọn hắn cần phải cũng chỉ là được truyền đưa đến cung điện này mỗi cái gian phòng bên trong mà thôi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong này mới an tâm xuống, tại cung điện này phân biệt hai bên thụ lập năm cái to lớn trụ đá.
tại mỗi một cái trên trụ đá đều có trông rất sống động đồ án. Diệp Thần Phong nhớ rõ ban đầu ở thế tục giới, hắn và Lâm Hân Di đám người tiến vào cung điện sau, cái thứ nhất trụ đá cùng cái thứ hai trụ đá rõ ràng cũng đã nổ tung rồi, hơn nữa khắc họa tại cái thứ nhất trên trụ đá yêu thú đồ án, cùng khắc họa tại cái thứ hai trên trụ đá yêu thú đồ án, chúng nó đều từ trong trụ đá sống lại. Lúc trước Diệp Thần Phong đám người còn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại những này yêu thú trong tay, hảo hoàn lúc trước bọn hắn được đúng lúc truyền đưa đến cung điện những phòng khác bên trong đi rồi. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, bên trái cái thứ nhất trên trụ đá khắc họa 10 con sư tử thân thể, nhưng cũng mọc ra cánh yêu thú. Bên trái cái thứ nhất trên trụ đá đột nhiên kim quang tăng mạnh. 10 con sư tử thân thể, nhưng cũng mọc ra cánh yêu thú, chúng nó từ trong trụ đá nhảy ra. Cái thứ nhất trụ đá ầm ầm sụp đổ, này 10 con sư tử thân thể, nhưng cũng mọc ra cánh yêu thú, trên người đều tản ra tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế. Lúc này, 10 con sư tử thân thể, mọc ra cánh yêu thú, chúng nó cũng không hề đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, chúng nó thật giống đối Diệp Thần Phong trong tay thiết bài tràn đầy kiêng kỵ. Sát theo đó bên trái cái thứ hai trên trụ đá cũng hào quang màu vàng tăng mạnh. Từ đó nhảy ra cửu đầu dường như hỏa ưỡn lân vậy yêu thú này 9 con yêu thú trên người duy trì tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế. Này cửu đầu dường như hỏa ưỡn lân yêu thú cũng không có lựa chọn hướng về Diệp Thần Phong công kích, Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút rồi, nếu như là thật sự hỏa kỳ lân lời nói, như vậy thực lực tuyệt đối không thể thấp như vậy. Lúc này, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lại mở miệng, tiểu gia hỏa, này cũng không phải thật sự là hỏa quân cờ lân. Trên người chỉ là có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch mà thôi, cùng chân chính hỏa quân cờ lân so ra kém xa lắm rồi. Thế nhưng, nơi này trong trụ đá yêu thú bị phong ấn vô số năm tháng, bây giờ thực lực của bọn họ liền năm đó một phần ngàn cũng không phong rồi, nhưng mà nếu như chúng nó có thể đủ năng hấp thu linh khí, như vậy chúng nó rất nhanh có thể đủ khôi phục năm đó thực lực. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói, này làm cho Diệp Thần Phong hơi sững sờ. Nói như vậy sư tử này thân thể lại mọc ra cánh yêu thú, cùng với có một tia hỏa ưỡn lân huyết mạch yêu thú, chúng nó năm đó trạng thái đỉnh cao thực lực, tối thiểu đều đã vượt qua niết bàn cảnh chứ. Này làm cho Diệp Thần Phong kinh hãi không thôi. Diệp Thần Phong trong tay thiết bài ánh sáng màu đen lóe lên càng ngày càng lợi hại rồi. Chỉ là một sẽ thời gian, bên trái cái thứ ba, cái thứ tư cùng cái thứ năm trụ đá đều nổ tung rồi. Từ bên trái cái thứ ba trong trụ đá nhảy ra 8 con yêu thú, thực lực đều tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Từ bên trái cái thứ tư trong trụ đá nhảy ra 7 con yêu thú, thực lực đều tại luân hồi cảnh 3 buông trời đỉnh phong. Từ bên trái cái thứ năm trong trụ đá nhảy ra 6 con yêu thú, thực lực đều tại luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bên trái trách 5 cái trụ đá toàn bộ nổ tung sau. Bên phải 5 cái trụ đá cũng bắt đầu có phản ứng. Bên phải mỗi một cái trên trụ đá chỉ khắc họa một con yêu thú đồ án. Bên phải cái thứ nhất trụ đá nổ tung sau đó từ đó nhảy ra một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ yêu thú. Bên phải cái thứ hai trụ đá nổ tung sau đó từ đó nhảy ra một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong yêu thú. Bên phải cái thứ ba trụ đá nổ tung tương đối chậm, oanh. Một tiếng, nhất cổ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thật khí thế bạo phát, một đầu hình thể to lớn chi chu từ đó nhảy ra. Sát theo đó, bên phải cái thứ tư trụ đá sáng ngời chuyển động, nhất cổ càng thêm khí thế cường hãn từ đó tản ra, một con to lớn thằn lằn từ đó nhảy ra, từ trên người nó tản ra niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Bên phải cái thứ năm trụ đá, cũng chính là cuối cùng một cái trụ đá, ở tại lắc lư hơn một phút đồng hồ sau, cây này trụ đá mới cuối cùng nổ tung rồi, từ đó bay ra một cái to lớn nhện xà, nhất cổ cực hạn thật khí thế trong nháy mắt bao phủ. Này to lớn nhện xà thậm chí có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Tại cuối cùng ba cái trong trụ đá yêu thú xuất hiện sau đó ở đây còn lại yêu thú đều có vẻ nơm nớp lo sợ. Đầu kia niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cự đại chi chu, nó chính là băng phách ma chu. Đầu kia niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tích xanh, nó chính là viễn cổ long tích, trên người có một tia huyết mạch của rồng. Cuối cùng cái kia niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nhện lớn, nó chính là thôn thiên long chu. Trên người một tia huyết mạch của rồng muốn so viễn cổ long tích mạnh hơn không ít. Diệp Thần Phong cảm thụ nhất cổ càng lúc càng cường hãn thật khí thế. Hắn nhìn xem phía trước mặt từ trong trụ đá liên tục nhảy ra đi tới yêu thú. Hắn là có chút chưa hoàn hồn lại rồi.
nếu như nơi này yêu thú chỉ khi nào năm một phần ngàn thực lực, như vậy những này niết bàn cảnh yêu thú, chúng nó năm đó thực lực yếu mạnh bao nhiêu? E sợ không đơn thuần là vượt qua niết bàn cảnh đơn giản như vậy chứ. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi nói lá bài tẩy sẽ không phải là những này yêu thú chứ. Lão Hắc Giang Vận Thiên không vui nói, tiểu tử, yên tâm, những này yêu thú mặc dù so sánh hung tàn, nhưng ngươi bây giờ chính là Lưu Ly cung điện chủ nhân, chúng nó tối thiểu sẽ không ra tay với ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1604, không kịp chờ đợi cười nhạo. Diệp Thần Phong từ lão Bạch cùng lão Hắc khẩu bên trong đại thể hiểu được những này yêu thú lai lịch. Những này yêu thú đều là viễn cổ thời đại kết quả, bây giờ địa huyền giới đã sớm diệt tuyệt. Trong đó niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thôn thiên long chu, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ viễn cổ long tích, niết xào cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ băng phách ma chu. Này ba cái đại gia hỏa chính là còn lại yêu thú cũng lính, còn lại từ trong trụ đá nhảy đi ra ngoài yêu thú. Tại chúng nó ba cái trước mặt đều ngoan ngoãn nằm nhoài tại trên mặt đất. Thôn Thiên Long Chu cùng viễn cổ Long Tích bởi trong thân thể có một tia huyết mạch của rồng, thân thể của bọn nó mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng long lân. Mà to lớn băng phách ma chu nhưng là cả người hiện ra màu trắng, dáng dấp nhìn qua hết sức khủng bố. Này ba cái đại gia hỏa ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, Thôn Thiên Long Chu miệng nói tiếng người nói, xem ra ngươi đã trở thành Lưu Ly cung điện chủ nhân. Chúng ta đều là được Lưu Ly cung điện đời trước chủ nhân phong ấn tại trong trụ đá, chúng ta đều đang đợi sự xuất hiện của ngươi. Bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách làm chủ nhân của chúng ta, huống hồ ngươi bây giờ liền Lưu Ly cung điện đều không thể điều khiển động, cho ngươi làm chủ nhân của chúng ta đều sẽ không cam lòng. Viễn cổ Long Thích cũng mở miệng nói, đại ca nói không sai, tiểu tử này thực lực quá yếu, đúng là quá yếu. Băng phách ma chu cũng lập tức âm thanh khàn giọng nói, đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên lựa chọn như thế nào? Thôn Thiên Long Chu, viễn cổ Long Tích cùng băng phách ma chu chính là kết bái huynh đệ, trong đó Thôn Thiên Long Chu vì đại ca, viễn cổ Long Tích vì nhị đệ, băng phách ma chu vì tam đệ. Thôn Thiên Long Chu đầu lung lay, nó thu lại khí thế, xem ra nó đối Diệp Thần Phong cũng không tồn tại ác ý. Mà Diệp Thần Phong trong lòng mà ngã là có chút khẩn trương. Thật sự là lấy thực lực của hắn đối diện với mấy cái này viễn cổ yêu thú, còn thật sự không có chút nào đủ nhìn. Một lát sau, Thôn Thiên Long Chu Du Du mở miệng nói, tiểu tử, chúng ta có thể cho ngươi 50 năm thành thời gian dài, nếu như 50 năm sau, ngươi có thể đạt đến chúng ta chờ mong, như vậy chúng ta nguyện ý vẫn cứ nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng, tại ngươi không có đạt đến chúng ta chờ mong trước đó, ngươi liền không có tư cách đến ra lệnh cho chúng ta làm việc. Dù sao đời trước Lưu Ly cung điện chủ nhân đối với chúng ta có ân, chúng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu như chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi, như vậy cuối cùng chỉ biết hại ngươi, có trợ giúp của chúng ta, tại tương lai ngươi chả sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Muốn trở thành cường giả, ngươi liền tất cần phải tại một lần lại một giới trong lúc nguy hiểm gắng gượng qua. Viễn cổ Long Tích cùng băng phách ma chu sâu sắc cảm thấy gật đầu đồng ý, chúng nó đều đang đợi Diệp Thần Phong trả lời. Diệp Thần Phong biết này Thôn Thiên Long Chu nói không sai, huống chi hắn thế tất yếu đến sống mãi, hắn không chút do dự gật đầu nói, được, ta đồng ý đề nghị của ngươi, bất quá, trước mắt ở bên ngoài có rất nhiều người nghĩ lấy mạng ta, cũng bởi như thế, ta mới vạn bất đắc dĩ liên lạc với Lưu Ly cung điện, các ngươi tối thiểu phải giúp ta giải quyết trước mắt cái phiền toái này chứ. Thôn Thiên Long Chu cũng trực sảng nói ra, được, yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi. Đang giúp ngươi giải quyết xong trước mắt cái phiền toái này sau, chúng ta cũng đều yếu tạm thời rời khỏi, chúng ta phải mau sớm khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Khi nghe đến Thôn Thiên Long Chu đồng ý sau đó Diệp Thần Phong trong lòng là vui vẻ, hắn không nghĩ tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Thôn Thiên Long Chu, dĩ nhiên hội tốt như thế nói chuyện. Diệp Thần Phong lập tức lại hỏi, của ta mấy người bằng hữu kia đâu này? Ta muốn làm sao để cho bọn họ về tới đây? Thôn Thiên Long Chu hồi đáp, Lưu Ly cung điện cũng không phải những người không có liên quan có thể ra vào, bọn hắn được truyền tống đến những phòng khác bên trong đi rồi, chỉ cần ngươi rời khỏi Lưu Ly cung điện, bọn hắn cũng trực tiếp sẽ bị truyền tống ra Lưu Ly cung điện. Được rồi, hiện tại chúng ta giúp ngươi đi giải quyết phía ngoài phiền phức đi. Tại Thôn Thiên Long Chu, viễn cổ Long Tích cùng băng phách ma chu đáp ứng Diệp Thần Phong,
giúp hắn giải quyết Lưu Ly cung ngoài điện phiền phức lúc. Giờ khắc này, Lưu Ly cung ngoài điện, Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng Lão Thần Hạc Giang, Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Năm, Tông Chủ Nam Hạo Sinh, Luyện Khí Tông Tông Chủ Vương Trấn Núi cùng Tống Long Thiên đám người, bọn hắn quên mất vừa vặn khủng hoảng, bọn hắn từng cái trên mặt hiện lên hưng phấn vẻ. Thần Hạc Giang thân thể có phần khẽ run nói, Lưu Ly cung điện. Đây là trong truyền thuyết nửa bước tiên khí Lưu Ly cung điện. Linh Dược Cốc Lão Tổ Đỗ Bắc Năm gật đầu nói, ừm, không có sai, đây chính là Lưu Ly cung điện, có người nói tại viễn cổ thời đại, này Lưu Ly cung điện chính là Âm Minh Tông bí bảo, làm sao sẽ xuất hiện tại cái nhỏ rác rưởi trên tay. Lấy thực lực của hắn, hắn không thể điều khiển động Lưu Ly cung điện, xem ra hắn chỉ là đem Lưu Ly cung điện triệu hoán tới đây mà thôi, này tiểu rác rưởi trên người thứ tốt cũng thật nhiều, hiện tại hắn trốn vào Lưu Ly cung trong điện, chúng ta căn bản không vào được. Vừa nãy Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người, bọn hắn đã thử muốn đi vào Lưu Ly cung điện, nhưng bọn họ khẽ dựa gần Lưu Ly cung điện, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được nhất cổ uy thế, tung khiến cho bọn họ sử xuất toàn lực, bọn hắn cũng đẩy không mở Lưu Ly cung điện cửa lớn. Nghiêm Ác Chàng chu vi tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn cũng chậm chậm khôi phục trấn định, bọn hắn dồn dập thần thái loại loại nhìn chằm chằm Lưu Ly cung điện, đây chính là nửa bước tiên khí đây này a hát. Có người nói trên đất huyền giới đừng nói là tiên khí liền một cái nửa bước tiên khí đều không tồn tại, thậm chí là thượng phẩm bảo khí cũng hầu như không có. Thần Hạc Giang đám người ánh mắt nhìn hướng Nghiêm Ác Chàng lối vào. Lùi tới lối vào Trời Xanh Tông tông chủ Chu Vô Danh cùng Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển, bọn hắn cảm thấy được Thần Hạc Giang đám người ánh mắt sau, sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi. Thần Hạc Giang cười lạnh rồi nói. Vừa nãy các ngươi đã lựa chọn không đứng ở đó tiểu rác rưởi đối lập mặt, như vậy chúng ta liền tới thăm các ngươi một chút hành vi phải hay không làm ngu tấu chứ. Ta đem bọn ngươi từng cái giết chết các ngươi nói cái nhỏ rác rưởi xảy ra tới cứu các ngươi sao. Nghe vậy, Trời Xanh Tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển, sắc mặt của bọn họ có vẻ càng thêm khó coi. Mà Nghiễm Ác trên sân còn lại lựa chọn làm Luyện Khí Tông các loại tông môn chó sù người. Trên mặt bọn họ lại lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, từng cái liên tục mở miệng chào phúng. Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các tông chủ quả thực là đầu tiến đại tiện rồi, hiện tại bọn hắn là chắc chắn phải chết rồi. Lại dám không ủng hộ Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc, bọn hắn vốn là đang tìm cái chết. Nghe chung quanh tiếng bàn luận, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển cùng với phía sau cũng đệ tử, bọn hắn từng cái sắc mặt bể giữa trắng xanh một mảnh. Mà chính lúc Thần Hạc Giang đám người muốn bắt Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các người tính mạng uy hiếp Diệp Thần Phong thời điểm. Lưu Ly cung điện cửa lớn từ bên trong bị đẩy ra. Diệp Thần Phong cực kỳ bình tĩnh từ Lưu Ly cung trong điện đi ra, sau đó Bạch Tiểu Nhu, Lâm Hân Di cùng Tằng Quang Viễn mấy người cũng được truyền tống đi ra. Diệp Thần Phong đem vừa vặn Thần Hạc Giang lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở, hắn lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi là vội vã đi Diêm Vương điện báo cáo. Như vậy ta há có không thành toàn đạo lý của các ngươi? Thần Hạc Giang hơi sững sờ sau đó hắn giận quá mà cười nói, tiểu rác rưởi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản vô pháp điều khiển động Lưu Ly cung điện, ngươi chẳng lẽ còn có hắn lá bài tẩy của hắn sao? Ngươi cũng không tin ngươi còn có hắn lá bài tẩy của hắn rồi. Bây giờ liền nửa bước tiên khí cũng xuất hiện, Thần Hạc Giang đám người hầu như cũng có thể khẳng định đây là Diệp Thần Phong át chủ bài cuối cùng rồi. Bạch Tiểu Nhu, Lâm Hân Di cùng Tằng Quang Viễn đám người, bọn hắn cũng không nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ta còn có một chút giúp đỡ đây. Liền để cho bọn họ tới ngươi giải quyết nhóm đi. Diệp Thần Lao vừa dứt lời. 10 con tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong sư tử thân thể, nhưng cũng mọc ra cánh yêu thú, từ Lưu Ly cung trong điện đi ra. Này 10 con yêu thú hung khí xâm xâm con mắt, trước sau nhìn chằm chằm Thần Hạc Giang đám người. Thần Hạc Giang đám người nhìn thấy này 10 con yêu thú sau, bọn hắn hơi sững sờ, bọn hắn liếc mắt là đã nhìn ra này chính là viễn cổ yêu thú, tại bây giờ địa huyền giới đã sớm diệt tuyệt. Thế nhưng chỉ là 10 con tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong yêu thú có thể lật được nổi cái gì bọt nước đến. Thần Hạc Giang cực kỳ âm trầm bắt đầu cười lớn, ha ha ha, tiểu rác rưởi, đây chính là ngươi tại Lưu Ly cung trong điện tìm giúp đỡ. Sợ chúng nó liền cho chúng ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dù sao Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đều cũng có niết bàn cảnh thực lực.
Tằng Quang Viễn đám người cũng không có nhìn thấy bên trong cung điện yêu thú, bọn hắn cũng từng cái trở nên lo lắng. Nghiêm Ác Tràng lối vào trời xanh tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển, bọn hắn cũng là lặng lẽ lắc đầu, 10 con tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong yêu thú, vào lúc này vẫn đúng là không lật nổi bọt nước tới. Chu vi còn lại trong tông môn tông chủ và đệ tử cũng dồn dập cười nhạo lên Diệp Thần Phong đến, bọn hắn biết Diệp Thần Phong không cách nào điều khiển động Lưu Ly cung điện, bằng không Diệp Thần Phong cũng sẽ không trốn Lưu Ly cung trong điện rồi, bọn hắn bây giờ là không e ngại Diệp Thần Phong rồi. Mà Diệp Thần Phong đối với chung quanh trào phúng, hắn căn bản thờ ơ không động lòng, hắn lạnh nhạt nói, hy vọng các ngươi sau đó vẫn có thể cười đến lên tiếng đến. Này 10 con Lưu Ly cung trong điện yếu nhất yêu thú chỉ là trước hết đi ra mà thôi, những yêu thú khác chả đều không có đi ra khỏi đến đây. Thần Hạc Giang loại này chút tấu hàng liền không kịp chờ đợi cười nhạo khởi Diệp Thần Phong đến rồi. Chương 1605, toàn bộ sợ tráng váng. 10 con sư tử thân thể, nhưng cũng mọc ra cánh yêu thú, chúng nó trên người tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế nhấp nhô, chúng nó đem Diệp Thần Phong đám người chắn phía sau. Trên người là nồng nặc sát khí, chúng nó bị phong ấn lâu như vậy tuế nguyệt, thân thể bên trong lệ khí một mực ép chế. Bây giờ cuối cùng là có thể rời đi Lưu Ly cung điện, này 10 con yêu thú khát vọng tiên huyết, khát vọng ấm áp tiên huyết. Tuy rằng này 10 con yêu thú bây giờ chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng theo lão Bạch cùng lão Hắc từng nói, những này yêu thú liền năm đó một phần ngàn sức mạnh cũng không có, có thể tưởng tượng được này 10 con thực lực yếu nhất yêu thú. Năm đó đỉnh phong thực lực cũng đủ để vượt qua niết bàn cảnh tầng thứ. Này 10 con sư tử thân thể lại mọc ra cánh yêu thú sau khi xuất hiện, chúng nó bắt đầu tham lam hấp thu trong không khí linh khí. Theo, này 10 con yêu thú liên tục hấp thu, 4 phương 8 hướng linh khí nhanh chóng hướng về Nghiễm Ác trên sân hội tụ. Toàn bộ Nghiễm Ác trên sân linh khí là càng ngày càng nồng đậm, này 10 con yêu thú trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ mặt đến. Dù sao tại Lưu Ly cung trong điện, nhưng là hấp không thu được linh khí, này 10 con yêu thú đã có vô số tuế nguyệt không có hấp thu qua linh khí. Hải thần điện thái thượng trưởng lão thần Hạc Giang, hắn nhìn thấy Nghiễm Ác trên sân biến hóa sau, mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, hắn mở miệng nói, này viễn cổ yêu thú quả nhiên là đồ tốt, nếu như có thể thuần phục lời nói, khẳng định như vậy hội có tác dụng lớn nơi. Linh dược cốc lão tổ Đỗ Bắc Năm, hắn cũng gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta tạm thời trước tiên đem các loại yêu thú đánh ngã xuống đất, giữ lại bọn chúng một cái mạng, nhìn xem có thể hay không thuần phục chúng nó. Bây giờ ở đây chỉ còn dư lại thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm chính là Niết Bàn Cảnh cường giả. Trong đó thần Hạc Giang thực lực tại Niết Bàn Cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, mà Đỗ Bắc Năm thực lực tại Niết Bàn Cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Tại thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm trong lòng tính toán thu phục viễn cổ yêu thú thời điểm. Giống. Chỉ nghe từ Lưu Ly cung trong điện truyền ra một trận điên cuồng dã thú tiếng hô. Sát theo đó, cửu đầu ngoại hình cùng hỏa kỳ lân không có khác nhau quá nhiều, nhưng chỉ có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch yêu thú, từ Lưu Ly cung trong điện dâng lên, này cửu đầu có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch yêu thú, thực lực của bọn họ đều tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Này cửu đầu có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch yêu thú, chúng nó đồng dạng là đem Diệp Thần Phong chắn phía sau. Chúng nó cũng bắt đầu hấp thu lên không khí bên trong linh khí, đằng đằng sát khí con người quét mắt Nghiễm Ác trên sân những người còn lại. 4 phương 8 hướng hướng về Nghiễm Ác chàng hội tụ linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Nghiễm Ác chàng người trên lần nữa sững sờ rồi, có mấy người không khỏi bật thốt lên, hỏa, hỏa kỳ lân. Trong truyền thuyết thần thú, thần Hạc Giang, Đỗ Bắc Năm cùng Vương Chấn Núi các loại cả đám, bọn hắn tuy rằng trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng là bọn hắn tốt xấu cũng coi như là đại nhân vật, bọn hắn nhìn ra được xuất hiện trước mặt này 9 con yêu thú chỉ là có một tia hỏa kỳ lân huyết mạch mà thôi. Thần Hạc Giang nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc, hắn hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu rác rưởi, ngươi những này giúp đỡ tại trước mặt chúng ta còn thật sự không đáng chú ý, ta lại phải cảm ơn ngươi cho chúng ta đưa đến nhiều như vậy viễn cổ yêu thú, các loại đến chúng ta đem các loại viễn cổ yêu thú thu phục. Tương lai những này viễn cổ yêu thú sức chiến đấu khẳng định phi phàm. Nghiễm Ác chàng chu vi tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ, bọn hắn biết hôm nay bọn hắn căn bản liền một điểm chỗ tốt đều không vớt được rồi, luyện khí tông các loại tông môn chắc chắn sẽ không phân bọn hắn một chén canh. Này làm cho chung quanh những tông môn này tông chủ và đệ tử,
bọn hắn không hẹn mà cùng hận lên Diệp Thần Phong, bọn hắn từng cái lần nữa đối Diệp Thần Phong mở miệng giễu cợt lên. Chửi rủa âm thanh không dứt bên tai, mà lùi tới Nghiễm Ác Tràng lối vào Trời Xanh Tông tông chủ Chu Vô Danh cùng Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển đám người, bọn hắn chau mày đứng ngay tại chỗ. Về phần đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di đám người, Bạch Tiểu Nhu là tựa vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Lâm Hân Di có phần ghen ghét sờ môi, mà Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An, Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm bốn người này, bọn họ là lo lắng đề phòng nhìn xem Diệp Thần Phong. Cho dù có 10 con tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong yêu thú, cửu đầu tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú tọa chấn, e sợ vẫn là không cách nào hòa nhau cục diện. Diệp Thần Phong nhìn xem ý cười càng ngày càng nồng nặc Thần Hạc Giang đám người, hắn âm thầm lắc lắc đầu, những người này chết đến nơi rồi rồi, dĩ nhiên chính ở chỗ này dương dương đắc ý. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ nhưng vẫn là gợn sóng không khỏi, hắn lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi có bản lãnh, như vậy các ngươi cứ việc có thể thu phục những này viễn cổ yêu thú, ta chỉ sợ các ngươi sau đó liền thu phục những này yêu thú ý nghĩ cũng không dám có. Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Nam đám người không muốn cùng Diệp Thần Phong nhiều lời, nhưng chính khi bọn họ chuẩn bị đối Diệp Thần Phong đám người động thủ lúc. Chính lúc chu vi tất cả đại tông môn không ngừng chào phúng Diệp Thần Phong lúc. Chỉ nghe Lưu Ly Cung trong điện tiếng thú gào không ngừng, hơn nữa tiếng thú gào bên trong ẩn chứa khí thế càng phát cường đại rồi. Những này yêu thú bị phong ấn nhiều tuổi như vậy Nguyệt, chúng nó đã sớm là không nhẫn nại được trong lòng mà khát vọng tiên huyết xúc động rồi. Theo, thực lực từ thấp đến cao, một nhóm viễn cổ yêu thú từ Lưu Ly Cung trong điện dâng lên. 8 con luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong yêu thú, chúng nó là nhóm thứ 3 tuôn ra xuất Lưu Ly Cung điện. 7 con luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong yêu thú, chúng nó là nhóm thứ 4 tuôn ra xuất Lưu Ly Cung điện. 6 con luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú, chúng nó là nhóm thứ 5 tuôn ra xuất Lưu Ly Cung điện. Tại 6 con luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong yêu thú tuôn ra đi ra sau, Lưu Ly Cung trong điện tiếng gào đình chỉ lại. Mà từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến linh khí càng ngày càng nồng đậm, toàn bộ Nghiễm Ác Tràng quả thực là linh khí hải dương rồi. Chu vi tất cả đại tông môn bên trong tông chủ và đệ tử, bọn hắn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Dù sao bọn hắn đại thể đều là ngũ phẩm cùng lục phẩm tông môn, coi như là tông chủ cũng chỉ có luân hồi cảnh thực lực, hơn nữa trong bọn họ hầu như không có ai đến luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Nam đám người nghe được Lưu Ly Cung trong điện tiếng gào đình chỉ, bọn hắn lấy vì những này chính là Diệp Thần Phong toàn bộ trợ thủ, Thần Hạc Giang trong lòng cũng khá là chấn kinh rồi, hắn nói ra tiểu rác rưởi, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp không được, bất quá. Ngươi cho rằng có những này viễn cổ yêu thú, ngươi hôm nay là có thể nghịch chuyển cục diện sao? Luân hồi cảnh yêu thú nhất định chỉ là luân hồi cảnh mà thôi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, nói ra, không nên gấp gáp, của ta giúp đỡ vẫn không có toàn bộ đi ra đây. Tiếng nói cũng bình, giống. Một tiếng ngập trời giống to từ Lưu Ly Cung trong điện truyền ra. Một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ yêu thú từ Lưu Ly Cung trong điện đi ra. Sát theo đó, lại là một tiếng càng thêm khí thế hùng hậu tiếng gào, một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong yêu thú cũng đi ra. Thần Hạc Giang chỉ có niết bàn cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, mà Đỗ Bắc Năm chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, một đầu niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong yêu thú, lại thêm minh còn lại luân hồi cảnh cùng tạo hóa cảnh yêu thú. Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Nam sắc mặt rốt cục sản sinh biến hóa, hai người bọn họ nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất rồi. Nhưng mà, càng làm cho Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Nam đám người hỏng mất sự tình trả ở phía sau. Lưu Ly Cung trong điện viễn cổ yêu thú 3 vị thủ lĩnh, chúng nó cũng không hề phát ra ngập trời tiếng gào, chỉ là trên người duy trì chính mình lẽ ra hỏng có thật khí thế. Đầu tiên đi ra chính là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ băng phách Ma Chu. Này băng phách Ma Chu vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người cảm thấy băng phách Ma Chu thực lực, Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Nam đám người sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Ma Chu vì tất cả đại tông môn phong tông chủ và đệ tử, bọn hắn đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sát theo đó, đi ra chính là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ viễn cổ long tích. Này viễn cổ long tích vừa xuất hiện, niết tế cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế trong nháy mắt bao phủ. Đỗ Bắc Năm cùng Thần Hạc Giang đám người hoàn toàn sợ đến thân thể phát run lên,
mà chu vi tất cả đại tông môn bên trong tông chủ và đệ tử, bọn hắn từng cái sợ đến co quắp ngồi ở trên mặt đất. Nhưng chính khi bọn họ chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Niết Tế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thôn thiên long mãng cũng đi ra Lưu Ly cung điện. Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng liền nhất phẩm trong tông môn những kia một mực bế quan lão quái vật cũng không có phần này thực lực chứ. Thôn thiên long mãng vừa xuất hiện, Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi, màu máu trên mặt thật giống trong nháy mắt được rút khô, da đầu phảng phất nổ ra, trong đầu lập tức trở nên một mảnh trống không, bọn hắn hoàn toàn là được sợ tráng váng. Đến khắp chung quanh co quắp ngồi dưới đất tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, tại thôn thiên long mãng xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều người quần trong phút chốc ướt đẫm, nhất cổ khó nghe mùi vị ở trong không khí khuếch tán. Xem ra những người này trực tiếp là bị dọa đến tè ra quần. Nghiễm Ác trên sân trào phúng âm thanh biến mất không còn chút nào. Thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cùng tiếng hít thở cũng không có. Toàn bộ Nghiễm Ác trên sân tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 1606, cầu xin tha thứ đã muộn. Ở đây không ai từng nghĩ tới. Từ Lưu Ly cung trong điện dĩ nhiên trọn vẹn lao ra khỏi 5 con niết bàn cảnh viễn cổ yêu thú. Trong đó 3 con thậm chí đều tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ, lại tăng thêm nhiều như vậy luân hồi cảnh cùng tạo hóa cảnh yêu thú, cho dù muốn hủy diệt một cái nhất phẩm tông môn, này chỉ sợ cũng chắc chắc có thừa. Diệp Thần Phong nhìn cả người run rẩy Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người, hắn cười nói, xuất hiện tại các ngươi có thể động đều tay, các ngươi không là muốn thu phục những này viễn cổ yêu thú sao? Gào! Giống! Ngoại trừ 3 vị yêu thú thủ lĩnh, thôn thiên long mãng, viễn cổ long thích cùng băng phách ma chu bên ngoài, còn lại viễn cổ yêu thú hầu lung trong tiếng gầm gừ không ngừng, mắt của bọn nó con mắt huyết hồng một mảnh, chúng nó ánh mắt quét mắt người chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo. Tại đây chút viễn cổ yêu thú trong mắt, chung quanh những nhân loại này tu luyện người đều là mỹ vị thực vật, chúng nó đã có quá lâu không có hưởng qua máu rầm rề thịt hương vị. Giờ khắc này, Nghiễm Ác trên sân linh khí đã nồng nặc hóa không mở. Thôn thiên long mãng, viễn cổ long tích cùng băng phách ma chu này 3 cái kết bái huynh đệ, chúng nó cũng không hề hóa thành hình người, chúng nó cảm thụ vùng thế giới này, mắt của bọn nó trong con ngươi lộ ra sầu lo. Viễn cổ long tích đối với thôn thiên long mãng, nói ra, đại ca, này mảnh linh khí của thiên địa quá mỏng manh, e sợ không đủ chúng ta khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Băng phách ma chu cũng lập tức nói ra, đúng vậy, chúng ta bị phong ấn đoạn này trong 5 tháng. Vùng thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn thiên long mãng cả người long lân lóng lánh hào quang lóa mắt, nó thở dài nói, trước tiên giúp tiểu tử này giải quyết phiền toái trước mắt đi. Ta đại khái cảm ứng được một ít gì đó, nơi này vùng thế giới này, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nhân tu luyện đến niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hải thần điện thái thượng trưởng lão Thần Hạc Giang, hắn nhìn xem từng con dữ tợn khủng bố yêu thú, sau một chốc sau, trong đầu hắn mới khôi phục một chút năng lực suy tính, trong lòng của hắn khủng hoảng tới cực điểm, nhưng hắn tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát lên, bé trai, người biết không biết mình đang làm gì. Ta Hải Thần Điện là nhị phẩm tông môn, mà linh dược cốc cùng luyện khí tông trên đất huyền giới có phi phàm địa vị, lẽ nào ngươi muốn trở thành địa huyền giới công địch sao? Thời khắc này, Thần Hạc Giang đã buông tha cho muốn bắt được Diệp Thần Phong ý niệm, hắn chỉ muốn sống. Cho nên hắn này phen lời nói phải là đầu chính ngôn từ. Linh dược cốc lão tổ Đỗ Nhọn Năm, da mặt của hắn cũng không ngừng rút xúc, tiểu tử, người chẳng lẽ điên rồi sao? Luyện khí tông tông chủ Vương Chấn Núi, linh dược cốc tông chủ Nam Hạo Sinh cùng Tống Long Thiên đám người, bọn hắn cũng dồn dập hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần Phong, nhìn xem những kia nhìn chằm chằm yêu thú, bọn hắn biết chuyện ngày hôm nay thật sự khó giải quyết. Tuy rằng trong lòng bọn họ hận không thể thanh Diệp Thần Phong oanh thành thịt băm, thế nhưng hiện tại bọn hắn không có năng lực này. Nếu như những này viễn cổ yêu thú đồng thời động thủ, như vậy bọn hắn hôm nay là chắc chắn phải chết rồi. Vừa vặn bọn hắn còn tại ảo tưởng muốn thu phục viễn cổ yêu thú, sau đó ép hỏi ra Diệp Thần Phong trên người hết thảy bí mật, lại để cho Diệp Thần Phong nhận hết dằn vặt sau tử vong. Nhưng hôm nay, tình thế đến rồi một cái 180 độ xoay chuyển. Bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt biến thành người yếu. Diệp Thần Phong nghe Thần Hạc Giang nghĩa tránh ngôn từ lời nói, hắn hầu lung bên trong bắt đầu cười lớn, ha ha ha, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Toàn bộ huyền giới công địch.
Diệp Thần Phong tiếng cười cực kỳ làm càn, hắn khinh thường nói, nguyên bản ta hôm nay chỉ là tới mang đi Hân Di, nguyên bản ta đánh bại Giang Mạc Thiên, các ngươi nên muốn cho ta mang đi Hân Di, mà các ngươi làm cái gì? Được, ta là thực lực không bằng các ngươi, cho nên ta lui một bước, ta lại cùng Tống Xuân Mi đối chiến, tại chiến thắng Tống Xuân Mi sau, các ngươi tổng hẳn là muốn cho ta mang đi Hân Di đi nha. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi nói vốn là đánh giắm. Ta thừa nhận, ta là cùng Hải Thần Điện có cửu oán, Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân, có thể nói là chết ở trên tay ta, nhưng kia là Tống Hải Vân đối với ta động thủ trước, ta là bị bất đắc dĩ, ta không để hắn chết lẽ nào ta muốn duỗi ra cái cổ đến khiến hắn giết sao? Lại có thêm luyện khí tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường, hắn là mình đến gây sự với ta, ta cùng hắn so với đấu luyện khí, hắn đã thua bởi ta giết hắn, này vô cùng công bằng. Về phần luyện khí tông đại trưởng lão chết các ngươi cho rằng luyện khí tông liền không dậy nổi sao? Có thể không nhìn tính mạng của chúng ta, luyện khí tông đại trưởng lão cũng chết có ở cô. Nói đến Linh Dược Cốc lời nói, nếu không phải ban đầu ở Dược Vương Thành bên ngoài các ngươi không phân tốt xấu, thậm chí đối với ta hùng hổ dọa người, ta sẽ tại hủy diệt Dược Vương Thành sao? Ta sẽ tại Dược Vương Thành bên ngoài đại khai sát giới sao? Diệp Thần Phong âm thanh âm vang mạnh mẽ. Hắn một mực duy trì điệu thấp tâm thái, thay vào đó chút ngu xuẩn chính là muốn khiến hắn kiêu căng này làm cho hắn có biện pháp gì. Diệp Thần Phong thanh âm tại dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục quát, hôm nay là ngươi buộc ta lấy ra một tấm lại một tấm lá bài tẩy, nếu như không có những này lá bài tẩy, như vậy chỉ sợ ta đã sớm chết chứ. Bây giờ thấy ta có nhiều như vậy viễn cổ yêu thú lấy tư cách trợ thủ, các ngươi sợ hãi. Các ngươi muốn cùng giải trừ. Các ngươi cho là mình là ai? Hay là tại trong mắt người khác các ngươi xem như là đại nhân vật, nhưng ở ta Diệp Thần Phong trong mắt, các ngươi liền cái không bằng cái dám. Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm các loại người tức giận đến mức cả người run run, mà Diệp Thần Phong cũng không nhiều lời nữa. Hắn đối với Thôn Thiên Long mắng, nói ra, ngoại trừ lùi tới nghiêm ác tràng cửa vào hai cái tông môn, những người khác một cái không lưu. Thôn Thiên Long mắng gật gật đầu. Nó hầu lung bên trong phát ra một tiếng mệnh lệnh, còn lại những viễn cổ đó yêu thú nhất thời đối nghiêm ác tràng chu vi người trên triển khai công kích. Viễn cổ Long Tích cùng băng phách ma chu cũng nhao nhao muốn thử lên, thân là yêu thú đều là ưa thích huyết nhục, chúng nó cũng tham dự vào trong chiến đấu. Chỉ có Thôn Thiên Long Mãng vẫn cứ đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Nghiêm ác trên sân tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, phàm là muốn trốn khỏi nghiêm ác tràng người trên. Đều sẽ cái thứ nhất được viễn cổ yêu thú giải quyết, không ai có thể thoát đi mảnh này nghiêm ác tràng. A-hát, lại, tiểu, nghiêm ác trên sân tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những kia lựa chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó sù người, những kia vừa vặn trào phúng Diệp Thần Phong người, bọn hắn mỗi một người đều khàn cả giọng đối Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ. Buông tha chúng ta cùng ngươi không có thù, ngươi không thể đủ giết lung tung vô tội. Đúng, đúng, ngươi không thể đủ làm như vậy, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi. Diệp Thần Phong nghe chung quanh tiếng cầu xin tha thứ, hắn lãnh đạm quát lên, vừa vặn đã cho các ngươi sống sót cơ hội, là các ngươi muốn tuyển chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó sủ, điều này có thể oán ai. Các ngươi liền an tâm lên đường thôi. Không, hòa. Nghiêm ác trên sân tất cả đại tông môn tông chủ và đệ tử, bọn hắn thống khổ hét to. Có mấy người nhưng là lấy ra đưa tin dùng ngọc bài, bọn hắn hướng cách Âm Minh Tông thành trì gần đây bên trong tu luyện người phát ra cầu cứu. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong không ngăn cản nổi rồi, bất quá, nếu như không người nào dám tới quản việc không đâu, như vậy trực tiếp đưa đi thấy Diêm Vương là tốt rồi. Băng Phách Ma Chu đối mặt Thần Hạc Giang, Viễn Cổ Long Thích đối mặt Đỗ Bắc Năm. Tuy nói Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm cũng là niết bàn cảnh cường giả, nhưng bọn họ tại băng phách ma chu cùng viễn cổ long tích trong tay không hề phản kháng lực lượng, rất nhanh, hai cái này lão đầu liền được giải quyết, giờ khắc này, băng phách ma chu cùng viễn cổ long tích đang tại gặm ăn hai cái lão đầu huyết nhục rồi. Luyện khí tông tông chủ Vương Trấn Núi, Linh Dược Cốc tông chủ Nam Hạo Sinh cùng Tống Long Thiên đám người, bọn hắn đúng là sợ hãi, bọn hắn đúng là sợ hãi. Bây giờ duy nhất còn dư lại hai tên niết bàn cảnh cường cũng đã chết. Vương Trấn Núi đám người là hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Trấn Núi đám người trong lòng chả không muốn chết trong đó Tống Long Thiên cái thứ nhất quỳ xuống, hắn quát, buông tha ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Theo,
Tống Long Thiên quỳ xuống, Vương Chấn Núi cùng Nam Hạo Sinh nhìn xem những kia khủng bố yêu thú, bọn hắn cũng buông tha cho thân là tông chủ tôn nghiêm, phải biết bọn hắn lúc trước thân là luyện khí tông cùng linh dược cốc tông chủ, cho dù nhất phẩm tông môn đều là cho bọn họ mặt mũi. Bây giờ vì muốn sống, Vương Chấn Núi cùng Nam Hạo Sinh cũng dồn dập quỳ xuống, bọn hắn không hẹn mà cùng quát tha chúng ta một mạng. Diệp Thần Phong chỉ là lạnh lẽo bình thản trả lời một câu, hiện tại cầu xin tha thứ có phải là quá muộn hay không? Các ngươi vẫn là đều đi Diêm Vương Điện đăng báo nói. Nói xong, rất nhanh, Tống Long Thiên cùng Vương Chấn Núi đám người, bọn hắn cũng bị viễn cổ yêu thú nuốt mất rồi. Máu thịt của bọn họ được viễn cổ yêu thú tranh nhau cướp đoạt, những này cái gọi là đại nhân vật, bọn hắn toàn bộ biến thành viễn cổ yêu thú khẩu bên trong mỹ vị. Chương 1607, dị biến lưu ly cung điện. Âm Minh Tông nghiễm ác trên trận, trong không khí tràn ngập nồng nặc máu tanh vị, loại này buồn nôn mùi khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Bây giờ Âm Minh Tông ngoại trừ nghiễm ác chàng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại địa phương nghiễm nhiên là biến thành một vùng phế tích rồi. Từ lưu ly cung trong điện đi ra viễn cổ yêu thú, chúng nó đang giải quyết nghiễm ác trên sân tu luyện người, sau đó chúng nó bắt đầu mạnh mẽ đâm tới tứ ngược Âm Minh Tông vật kiến trúc rồi. Những này viễn cổ yêu thú thân thể cực kỳ cường hãn, phàm là được chúng nó xông tới qua địa phương, tại mấy giây bên trong liền sẽ hóa thành phế tích rồi. Âm Minh Tông cái này tông môn vào hôm nay qua đi, sợ rằng sẽ hội triệt để trên đất huyền giới biến mất rồi. Về phần nhị phẩm tông môn Hải Thần Điện, một vị thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân đã bị chết ở tại Lạc Nhật Đảo Thượng, bây giờ một vị khác thái thượng trưởng lão Thần Hạc Giang đã bị chết ở tại Âm Minh Tông. Hải Thần Điện chỉ có hai tên nhất tế cảnh cường giả đều chết hết, này Hải Thần Điện nhất định cũng sẽ xuống dốc đi xuống. Mà Linh Dược Cốc cái này cực kỳ đặc thù luyện dược sư tông môn, Tông Nam Hạo Sinh cùng lão tổ Đỗ Bắc Năm cũng đều chết hết, trước đó tại Dược Vương Thành bên ngoài, lại có nhóm lớn trưởng lão cùng đệ tử đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, có thể nói Linh Dược Cốc là hoàn toàn suy yếu rồi. Luyện Khí Tông tình huống cũng không khá hơn chút nào, trước đó đại trưởng lão đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay, bây giờ tông chủ Vương Chấn Núi cũng đã chết, đây đối với Luyện Khí Tông tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ đả kích nặng nề. Linh Dược Cốc đời bề ngoài địa huyền giới luyện dược sư trình độ, Luyện Khí Tông đời bề ngoài địa huyền giới luyện khí sư trình độ, bây giờ bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, địa huyền giới luyện dược sư cùng luyện khí sư trình độ là mức độ lớn giảm xuống. Một bên Tằng Quang Viễn, Tiền Vinh An, Tả Phi Bạch cùng Mô Lực Phàm bốn người này, sớm tại vừa vặn lưu ly cung trong điện tuôn ra xuất niết bàn cảnh yêu thú thời điểm, bọn hắn đã là sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem Thần Hạc Giang cùng Đỗ Bắc Năm đám người, tại đây chút viễn cổ yêu thú trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn, bọn hắn nhìn xem Thần Hạc Giang đám người huyết nhục được viễn cổ yêu thú từng miếng nuốt vào. Tằng Quang Viễn bọn bốn người có một loại cực kỳ không chân thật cảm giác, trong lòng bọn họ vừa khiếp sợ lại có chút sợ hãi, thật sự là những này viễn cổ yêu thú thực lực thật là đáng sợ, e sợ địa huyền giới những kia nhất phẩm tông môn, tại đây chút viễn cổ yêu thú quét ngang dưới cũng không chống đỡ được. Tằng Quang Viễn bọn bốn người không ngừng âm thầm nuốt nước miếng, bọn hắn cảm giác mình hầu lung bên trong khô ráo cực kỳ, trong lỗ mũi hô hấp cũng có vẻ hơi không trôi chảy rồi. Tằng Quang Viễn quá rồi sau một hồi lâu, hắn hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn lời nói, sư phụ, những người này toàn bộ chết rồi. Diệp Thần Phong tùy ý năm nhún vai, hồi đáp, sự thực không phải đặt tại ngươi lại trước sao. Tả Phi Bạch không ngừng ức chế nội tâm kích động, hắn ấp a ấp úng nói ra, lão, lão tổ tông ngươi, ngươi làm như thế nào? Những này viễn cổ yêu thú tất cả nghe theo ngươi lời nói. Ngô Lực Doanh Phàm thì là nhìn phía sau lưu ly bổ điện, có chút run run nói, lão tổ tông, này, đây thật sự là lưu ly cung điện. Trong truyền thuyết nửa bước tiên khí. Diệp Thần Phong gật gật đầu, thuận miệng nói ra, đúng vậy, đây chính là nửa bước tiên khí rồi. Nghe vậy, không chỉ có Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm kích động, liền ngay cả Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, bọn hắn cũng không ngừng vuốt lưu ly cung điện, vô cùng háo kỳ quan sát lưu ly cung điện. Mà Bạch Tiểu Nhu Thủy Chung là tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực trên mặt hiện lên một bộ thư thích biểu lộ, thật giống tại Bạch Tiểu Nhu trong mắt, của nàng Diệp Đại Ca lại làm sao kiểu như châu bò cũng là bình thường. Về phần một bên băng lãnh lãnh Lâm Hân Di, bây giờ nguy cơ đã qua, trong lòng nàng bắt đầu không sảng khoái lên, người giận dỗi mạnh mẽ cắn môi mình, cố ý không nói với Diệp Thần Phong lời nói.
Ở mảnh này Nhiễm Ác trên sân ngoại trừ Diệp Thần Phong đám người còn sống bên ngoài còn có lùi tới Nhiễm Ác chàng lối vào Trời Xanh Tông tông chủ Chu Vô Danh, cùng với Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển các loại người sống. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển sở dĩ không có lựa chọn đứng ở Diệp Thần Phong đối lập mặt bọn hắn chỉ là không muốn làm trái với nội tâm ý nghĩ, nguyên bản bọn hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong hôm nay là hẳn phải chết được rồi. Nhưng kết quả lại thật to ngoài hai người bọn họ dự liệu. Giờ khắc này, Trời Xanh Tông tông chủ Chu Vô Danh, Nhai Hải các tông chủ Vương Diệu Biển hai người bọn họ cùng với sau lưng đệ tử, bọn họ là không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, trong đầu hồi tưởng vừa vặn nghiêng về một phía chém giết, nhìn trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng tiên huyết, bọn hắn cả người run lên một cái. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển đám người chậm rãi từ ngây người bên trong phản ứng lại, trong lỗ mũi không ngừng xông vào gai mũi máu tanh vị. Què, què, què. Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các đệ tử, bọn hắn trực tiếp không ngừng què ói ra, mà Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển sắc mặt cũng hết sức khó coi, bọn hắn trong dạ dày cũng tìm một trận bốc lên, bọn hắn tại cố nén buồn nôn kích động. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển trong lòng một trận nghĩ mà sợ, hai người bọn họ sau lưng quần áo cũng đã ướt đẫm rồi, nếu như bọn hắn vừa vặn cũng lựa chọn làm luyện khí tông các loại tông môn chó xù, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã biến thành đất, trên mặt phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi nha. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển bắt đầu nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn cảm giác Diệp Thần Phong người thanh niên này sâu không lường được. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển nơm nớp lo sợ đi tới Ngưu Thần Phong trước mặt, thực lực bọn hắn tuy rằng còn cao hơn Diệp Thần Phong suốt không ít, nhưng là bọn hắn cũng không dám tại Diệp Thần Phong trước mặt bất cần. Diệp Thần Phong nhìn xem Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển, hắn thuận miệng nói ra, xuất hiện tại các ngươi ứng với nên biết mình lựa chọn phi thường chính xác chứ. Các ngươi có thể mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi, về sau nếu có ta có thể giúp đỡ sự tình như vậy ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi một cái, đây là của ta hứa hẹn. Nếu như đổi lại là chưa có tới tham gia Âm Minh Tông Thánh Tử chọn lựa trước đó, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển tuyệt đối sẽ cho rằng Diệp Thần Phong đầu óc hỏng rồi, dù sao bọn hắn nhưng là đường đường ngũ phẩm tông môn tông chủ, thực lực tốt xấu cũng có luân hồi cảnh tầng thứ, mà Diệp Thần Phong lại chỉ có vẻn vẹn tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Một cái tạo hóa cảnh tiểu tử dám lớn như thế nói không hổ đổi lại lúc trước, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển đã sớm một cái bàn tay phiến đi qua. Mà bây giờ, Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển lại là thụ sủng nhược kinh, bọn hắn phảng phất là đã nhận được hoàng thượng ngợi khen thái giám, hai người bọn họ thanh tư thái thả phải vô cùng thấp. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển biết, chỉ cần Diệp Thần Phong một mực như thế tiếp tục trưởng thành, tương lai Diệp Thần Phong tuyệt đối có xưng bá địa huyền giới khả năng, lần sau Diệp Thần Phong trong tay lá bài tẩy cũng đầy đủ làm cho cả địa huyền giới run rẩy. Chu Vô Danh suy nghĩ một lúc sau, hắn không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Thần Phong. Hắn cuối cùng mới nghĩ tới một cái xưng hô, nói nghịch tiền bối, ta Chu Vô Danh cũng chỉ là không muốn làm trái với nội tâm ý nghĩ, cho nên ta mới không có lựa chọn đứng ở luyện khí tông bọn hắn phía bên kia. Vương Diệu Biển cũng vội vàng nói, tiền bối, Chu Vô Danh nói không sai, chúng ta không muốn làm trái với nội tâm của mình. Diệp Thần Phong gật gật đầu nói ra, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Vừa nãy mặc dù có người lợi dụng đưa tin dùng ngọc bài cầu cứu rồi, thế nhưng thời gian như vậy vội vàng, bọn hắn khẳng định không cách nào đem Âm Minh Tông sự tình đầu đuôi đưa tin đi ra. Bây giờ tại Âm Minh Tông người toàn bộ chết rồi, hai người các ngươi tông môn chỉ phải khiêm tốn một ít, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến các ngươi. Chu Vô Danh cùng Vương Diệu Biển cũng biết lần này không thích hợp ở lâu. Hai người bọn họ luôn mãi cảm ơn Diệp Thần Phong, sau đó bọn hắn mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi Âm Minh Tông Nghiêm Ác Tràng. Mà ở Trời Xanh Tông cùng Nhai Hải các người rời đi sau. Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu ba vị này viễn cổ yêu thú thủ lĩnh, bọn hắn cũng chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong cáo biệt. Mà chính lúc này, cái kia Lưu Ly Cung Điện dĩ nhiên tự chủ lóe lên thiếp thải quang mang, cái này đang nghiên cứu Lưu Ly Cung Điện Tằng Quang Viễn đám người sợ hết hồn. Bọn hắn gấp vội vàng lui về phía sau chừng 10 bước. Mà Lưu Ly Cung trên điện hào quang năm màu lóe lên càng ngày càng lợi hại rồi, một khí thế bàng bạc từ Lưu Ly Cung trong điện lan tràn ra, đem chung quanh Diệp Thần Phong đám người xung kích không ngừng rút lui, liền ngay cả Thôn Thiên Long Mãng các loại viễn cổ yêu thú cũng bị hướng lui thật nhiều bước. Có thể thấy được từ Lưu Ly Cung trong điện lan tràn ra thật khí thế có cỡ nào cường hãn. Sát theo đó,
Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, oanh, một tiếng, cả tòa lưu ly cung điện phóng lên trời, tốc độ cực kỳ cực kỳ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, phóng lên trời lưu ly cung điện liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Cầm trong tay khối này đen tuyền thiết bài Diệp Thần Phong, hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, hắn nỗ lực muốn dùng thiết bài đi câu thông lưu ly cung điện, nhưng hắn căn bản không cảm giác được lưu ly cung điện tồn tại, hắn lập tức ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, chuyện gì thế này? Này lưu ly cung điện đột nhiên phóng lên trời, sau đó vô ảnh vô tung biến mất, thậm chí ngay cả thông qua điều khiển động lưu ly cung điện thiết bài, cũng chút nào không cảm giác được lưu ly cung điện tồn tại, này làm cho Diệp Thần Phong có loại không tìm được manh mối cảm giác. Chương 1608, mới ngắn hạn mục tiêu. Vừa vặn tại viễn cổ yêu thú chém giết trên quảng trường người tu luyện lúc. Rất nhiều người tu luyện đều thông qua đưa tin ngọc bài, hướng cách Âm Minh Tông thành trì gần đây bên trong người cầu cứu rồi. Khoảng cách Âm Minh Tông gần nhất hai tòa trong thành người, phần lớn đều nhận được cầu cứu đưa tin, nguyên bản bọn hắn cũng không tin này cầu cứu đưa tin, dù sao hôm nay Hải Thần Điện, Luyện Khí Tông cùng Linh Dược Cốc đều đi Âm Minh Tông phủng tràng, có ai dám vào lúc này đi Âm Minh Tông gây sự. Thế nhưng, theo cầu cứu đưa tin càng ngày càng nhiều, tiếp thu được đưa tin người bắt đầu chậm rãi đã tin tưởng Âm Minh Tông xảy ra chuyện rồi. Bất quá, Âm Minh Tông phụ cận hai tòa thành trì trong, bây giờ cũng không hề niết bàn cảnh cường giả, về phần luân hồi cảnh cường giả cũng trên căn bản đều đi Âm Minh Tông tham gia trò vui được rồi, cho nên nhận được cầu cứu đưa tin trên căn bản đều là tạo hóa cảnh tầng thứ người tu luyện. Những này tạo hóa cảnh tầng thứ người tu luyện, bọn hắn không ngừng tới gần Âm Minh Tông, nhưng cách Âm Minh Tông còn có thật dài một khoảng cách thời điểm, bọn hắn liền từ Âm Minh Tông chỗ ở trên núi cảm thấy đáng sợ khí tức, hơi thở này có tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ. Cho nên, những này tạo hóa cảnh người tu luyện không những không dám đến gần rồi, bọn hắn trái lại là một đường lui trở lại, bọn hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình cho ném vào rồi. Mà lúc này, Âm Minh Tông trên quảng trường, Diệp Thần Phong cực kỳ buồn bực nhìn lên bầu trời bên trong lưu ly cung điện biến mất địa phương. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, tại chúng ta thời đại kia, Âm Minh Tông cực kỳ cường thịnh, Âm Minh Tông địa chỉ cũ không phải ở nơi này, hẳn là sau đó Âm Minh Tông mới chuyển đến xuất hiện ở cái địa phương này. Căn cứ ta cùng Lão Hắc suy đoán, lưu ly cung điện có thể là cảm thấy Âm Minh Tông địa chỉ cũ khí tức, này lưu ly cung điện dù sao cũng là Âm Minh Tông bí bảo. Bây giờ rất có thể là chủ động bay trở về Âm Minh Tông địa chỉ cũ rồi. Khả năng tại Âm Minh Tông địa chỉ cũ địa phương có hấp dẫn lưu ly cung điện đồ vật đi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói, tiểu tử, là người đem lưu ly cung điện một lần nữa kích hoạt, sau đó triệu hoán đã đến địa huyền giới đến, bằng không lưu ly cung điện cũng không khả năng sẽ chủ động đi hướng Âm Minh Tông địa chỉ cũ. Bất quá, có một chút người hãy yên tâm, điều khiển động lưu ly cung điện thiết bài trong tay ngươi thượng. Người khác thì không cách nào sử dụng lưu ly cung điện, lần sau thực lực của ngươi bây giờ chả quá yếu, đem lưu ly cung điện lưu ở trên người cũng vô dụng, tương lai ngươi chỉ cần đi một chuyến Âm Minh Tông địa chỉ cũ, ngươi là có thể cầm lại lưu ly cung điện. Diệp Thần Phong hỏi, Âm Minh Tông địa chỉ cũ ở nơi nào? Nghe vậy, Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, tiểu tử, đây không phải hiện tại nên quan tâm sự tình, nỗ lực tăng cao thực lực đi. Cho dù thực lực của ngươi đã tới niết bàn cảnh, ngươi muốn nhẹ nhàng như thường điều khiển động lưu ly cung điện, điều này cũng hầu như phi thường khó mà làm được. Nghe được Lão Hắc trả lời sau, Diệp Thần Phong lựa chọn trầm mặc, hắn mơ hồ cảm giác được tại niết bàn cảnh bên trên khẳng định còn lại tầng thứ, nhưng tại toàn bộ địa huyền giới, thực lực cao nhất cũng chỉ có niết bàn cảnh, này không khỏi để Diệp Thần Phong nghĩ sâu xa lên. Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu ba vị này viễn cổ yêu thú thủ lĩnh, trong đó Thôn Thiên Long Mãng ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong, chỉ chốc lát sau, Thôn Thiên Long Mãng phảng phất hiểu được một ít chuyện. Hắn thở dài một hơi, tự nhủ, không nghĩ tới hôm nay vùng thế giới này đã sớm hoàn toàn biến dạng rồi. Thôn Thiên Long Mãng nhìn xem Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu. Nói ra, nhị đệ, tam đệ, ta biết có thể khôi phục thực lực chúng ta địa phương. Này mảnh linh khí của thiên địa quá mỏng manh, chúng ta nhất định muốn rời đi. Tiếp lấy, Thôn Thiên Long Mãng vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, thực sự là thiên ý như thế a hát. Tiểu tử, nếu như chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, như vậy lần sau gặp mặt.
Mặc kệ thực lực ngươi tại cái gì tầng thứ, chúng ta đều nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Thôn Thiên Long Mãng nói xong câu đó sau, hắn chả ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hay là hôm nay từ biệt, vĩnh viễn cũng không thấy được tiểu tử này đi. Lấy thực lực của hắn muốn đạt tới cao hơn vị diện, đây cơ hồ là không thể nào. Ở đây chỉ có Thôn Thiên Long Mãng thực lực tại Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đã áp sát địa huyền giới đỉnh phong thực lực mức cực hạn, chỉ có Thôn Thiên Long Mãng cảm giác ra một ít cái gì, về phần Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu, hai người bọn họ cũng chút nào không có cảm giác xuất cái gì dị dạng đến. Diệp Thần Phong nghi hoặc nhìn Thôn Thiên Long Mãng, hắn trong xương là cực kỳ cao ngạo, hắn lạnh nhạt nói, được, lần sau gặp mặt, các ngươi có lẽ hiếu gọi ta là chủ nhân rồi. Viễn Cổ Long Tích khủng bố con mắt trừng lên Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, ngươi không nên đắc ý quá sớm, thật tốt nỗ lực sống tiếp đi. Hôm nay nếu không phải có chúng ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ chết ở nơi này rồi. Diệp Thần Phong đối với cái này không nóng không lạnh bĩu môi, hắn biết cho dù không có Lưu Ly cung điện, hắn cũng có Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp, chỉ là hắn không muốn cho mượn dùng huyết trắng cùng Lão Hắc sức mạnh. Một khi mượn, Lão Bạch cùng Lão Hắc liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chi bên trong. Diệp Thần Phong cực kỳ tự tin nói, lần sau gặp mặt, thực lực của ta không chỉ muốn chiếm được các ngươi tán thành, ta còn muốn các ngươi xin để cho ta làm chủ nhân của các ngươi. Băng Phách Ma Chu trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng cười, tiểu tử, thế giới này xa rất không giống ngươi hiểu được đơn giản như vậy, ta ngược lại thật ra chờ mong lấy chúng ta lần sau gặp lại rồi. Thôn Thiên Long Mãng lung lay cái đầu, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, liền như vậy từ biệt rồi, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, lần sau gặp mặt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Nói xong, Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu ba vị này thủ lĩnh, bọn hắn mang theo một đám viễn cổ yêu thú trực tiếp ngự không bay đi nơi xa. Bây giờ Lưu Ly cung điện bay mất, viễn cổ yêu thú cũng bay mất. Diệp Thần Phong biết bọn hắn cũng có thể muốn rời đi. Thế là, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu mấy người cũng nhanh chóng rời đi Âm Minh Tông. Sau mấy tiếng, tại hoàn toàn cách xa Âm Minh Tông sau, Diệp Thần Phong bọn người ở tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp làm sơ nghỉ ngơi. Bây giờ Âm Minh Tông hủy diệt rồi, Lâm Hân Di được cứu ra, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên cũng đều chết hết. Diệp Thần Phong trong lòng một cái ngắn hạn mục tiêu cũng coi như là hoàn toàn hoàn thành. Xích Phiêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, bọn hắn nghỉ ngơi một lúc sau, Tiền Vinh An mở miệng nói, sư phụ, lại có thêm 2 tháng, Long Nguyên bí cảnh liền muốn mở ra, ngươi là cùng chúng ta đồng thời về Xích Phiêm Tông làm chuẩn bị đâu này. Vẫn là, Diệp Thần Phong đã hiểu rõ Long Nguyên bí cảnh đại thể vị trí rồi, từ nơi này đi hướng Long Nguyên bí cảnh lời nói. Chính dễ dàng trải qua Diệp Thần Phong Diệp Môn, Diệp Thần Phong đã thật lâu chưa có trở về qua Diệp Cửa. Bây giờ Diệp Môn có ngày hỏa lão người tỏa chấn, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn. Lần này Diệp Thần Phong dự định về Diệp Môn nhìn xem, cho nên, Diệp Thần Phong nói ra, 2 tháng sau, chúng ta tại Phong Hỏa Thành thấy đi. Ta sẽ đến đúng giờ. Phong Hỏa Thành chính là khoảng cách Long Nguyên bí cảnh tương đối gần một tòa thành một trong. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An thấy Diệp Thần Phong nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện miễn cưỡng, Tằng Quang Viễn nhắc nhở, sư phụ, vậy chính ngươi phải chú ý an toàn. Nói ra câu nói này sau đó Tằng Quang Viễn khóe mắt cơ bắp không khỏi giật giật. Hải Thần Điện chọc Diệp Thần Phong, làm cho 2 tên Thái Thượng Trưởng Lão đều chết hết. Luyện Khí Tông chọc Diệp Thần Phong, làm cho Đại Trưởng Lão cùng Tông Chủ đều chết hết. Linh Dược Cốc chọc Diệp Thần Phong, làm cho Linh Dược Cốc cơ hồ đã suy yếu rồi. Xem ra Diệp Thần Phong vị sư phụ này an toàn chả thật không cần Tằng Quang Viễn lo lắng. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An nghỉ ngơi một lúc sau, 2 người bọn họ liền cùng Diệp Thần Phong phân biệt. Về phần Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm 2 người này, bọn hắn cũng không tiện mặt dày mày dạn đi theo Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn cung kính mời Diệp Thần Phong có thời gian đi Vân Tiên Tông cùng Lạc Nhật Đảo làm khách sau. 2 người bọn họ liền cũng rời khỏi. Bây giờ tại cánh rừng cây này bên trong chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di rồi. Diệp Thần Phong trong lòng đang suy tư vấn đề, cho nên hắn không có cảm giác được bầu không khí lúng túng, ngược lại là Lâm Hân Di lạnh như băng có phần đứng ngồi không yên. Lần này Âm Minh Tông một trận chiến. Để Diệp Thần Phong khắc sâu nhận thức được thực lực của mình vẫn là quá yếu rồi,
nếu như không là dựa vào ngoại lực trợ giúp, như vậy hắn căn bản vô pháp sống sót rời đi Âm Minh Tông. Bây giờ Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh cũng đã tìm tới. Hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng mục tiêu chính là đến sống mãi, để người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Này đến sống mãi chính là Diệp Thần Phong dài hạn mục tiêu, trong lòng của hắn đột nhiên lại toát ra một cái ngắn hạn mục tiêu. Dù sao hiện tại Diệp Thần Phong đã cùng địa huyền giới tứ đại nhất phẩm tông môn Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông kết xuống cửu oán rồi. Như vậy Diệp Thần Phong ngắn hạn mục tiêu chính là tận nhanh đến Niết Bàn Cảnh, sau đó trở thành địa huyền giới chân chính bá chủ, đem toàn bộ địa huyền giới trưởng khống tại trong tay chính mình. Chương 1609, địa huyền giới khủng hoảng. Tại Diệp Thần Phong bọn người rời đi Âm Minh Tông sau. Âm Minh Tông phụ cận hai tòa thành trì bên trong nhận được cầu cứu đưa tin tu luyện người, bọn hắn vốn là dự định đi Âm Minh Tông tìm tòi hư thực, nhưng là xa xa cảm nhận được Âm Minh Tông bên trên khí tức cường đại sau đó bọn hắn lại toàn bộ lui trở về. Bất quá, những người này thời khắc đều lưu ý Âm Minh Tông thượng tình huống, mỗi một quãng thời gian, bọn hắn đều sẽ phái ra một người tới gần Âm Minh Tông, cảm ứng một cái Âm Minh Tông bên trên khí tức. Bây giờ Âm Minh Tông thượng khí tức cường đại đã biến mất rồi. Điều này cũng làm cho nói rõ Niết Bàn Cảnh ngũ trọng thiên cường giả đã rời khỏi. Những này nhận được cầu cứu đưa tin tu luyện người, phần lớn đều là tạo hóa cảnh thực lực, tuy rằng Âm Minh Tông thượng khí tức cường đại đã biến mất, nhưng là bọn hắn cũng không dám lỗ mãng nhưng xông tới Âm Minh Tông đi. Lại đợi sau 3 canh giờ, đang xác định hiểu rõ Minh Tông thượng thật không có động tĩnh rồi, những này tu luyện người mới dồn dập thận trọng đến gần rồi Âm Minh Tông. Những này tu luyện người nhận cầu cứu đưa tin đều gấp vô cùng gấp rút, bởi lúc đó tất cả đại tông môn người tại Âm Minh Tông thượng chịu đến viễn cổ yêu thú chém giết, bọn hắn phát ra cầu cứu đưa tin nội dung đều đứt quãng. Những này từ Âm Minh Tông phụ cận hai tòa thành trì bên trong mà đến tu luyện người, bọn hắn một bên đến gần Âm Minh Tông, vừa bắt đầu thấp giọng bắt đầu đàm luận. Âm Minh Tông thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhận được cầu cứu đưa tin, giống như nói là nửa bước tiên khí lưu ly cung điện xuất hiện. Nắm giữ lưu ly cung điện chính là một người thanh niên, hắn tại Âm Minh Tông thượng đại khai sát giới. Đúng vậy, ta cũng nhận được tương tự cầu cứu đưa tin, thật giống từ lưu ly cung trong điện trả lao ra khỏi rất xa xôi cổ yêu thú. Đến cùng những này cầu cứu đưa tin có phải không thật sự? Ta nhận được cầu cứu đưa tin so với các ngươi nội dung càng nhiều hơn một chút, cái kia nắm giữ lưu ly cung điện thanh niên, không những ở Âm Minh Tông đại khai sát giới. Hơn nữa hắn vẫn là trước đây không lâu phá hủy Dược Vương Thành hung thủ, lần sau liền luyện khí tông đại trưởng lão dĩ nhiên cũng là người trẻ tuổi này giết. Đúng, 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 ta nhận được cầu cứu đưa tin cũng gần như, dù sao đầu mâu đều chỉ hướng một người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này cùng Linh Dược Cốc, luyện khí tông đều có thù, hắn dùng lưu ly cung điện tại Âm Minh Tông thượng đại sát tứ phương, người trẻ tuổi này trả lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa. Những này không ngừng tới gần Âm Minh Tông tu luyện người, mỗi người bọn họ trao đổi nhận được cầu cứu đưa tin nội dung, mặc dù có đưa tin nội dung tương đối nhiều, có tương đối ít, nhưng hết thảy đưa tin không thể nghi ngờ đều chỉ hướng một người trẻ tuổi này, một cái thần bí thanh niên. Tại đây chút tu luyện người sắp đến Âm Minh Tông nghiêm ác tràng cửa vào lúc, một trận nồng nặc máu tanh vị bay vào trong lỗ mũi của bọn hắn, này để thần kinh của bọn họ trong nháy mắt căng thẳng lên, dưới chân bọn họ bước chân đình chỉ. Đang xác định thật không có động tĩnh sau đó bọn hắn mới chậm rãi bước chân vào Âm Minh Tông nghiêm ác tràng. Khi này chút tu luyện người nhìn thấy nghiêm ác trên sân một màn sau đó bọn hắn từng cái trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy nghiêm ác tràng thượng đâu đâu cũng có buồn nôn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trên mặt đất che kín sền sệt tiên huyết, nghiêm ác trên sân máu tanh vị càng thêm nồng nặc, khiến người ta lập tức có một loại buồn nôn cảm giác. Đó là Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Thần Hạc Giang đầu. Thần Hạc Giang nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hải Long Vương A Hát. Một thân thực lực sâu không lường được, hắn dĩ nhiên chết rồi. Hả, Thần Hạc Giang bên cạnh một cái đầu, đây không phải là Linh Dược Cốc lão tổ Đỗ Bắc Năm sao? Đỗ tiền bối thực lực nhưng cũng có Niết Bàn Cảnh đó a. Đây không phải là luyện khí tông tông chủ Vương Trấn Núi đầu sao? Thần Hạc Giang đám người huyết nhục tuy rằng được viễn cổ yêu thú cho nuốt chửng. Nhưng là đầu của bọn họ chả bảo lưu lại, thật giống viễn cổ yêu thú đối với nhân loại đầu không có hứng thú. Những này cẩn thận từng ly từng tí đi tới Âm Minh Tông nghiêm ác chàng tu luyện người, bọn hắn tại nghiêm ác trên sân nhận ra rất nhiều người đầu,
bọn hắn nhìn xem đã biến thành phế tích Âm Minh Tông kiến trúc, bọn hắn từng cái là kinh hồn táng đảm. Có phần tâm trí không kiên định tu luyện người, bọn hắn tại chỗ liền điên cuồng ngoẻ ói ra. Những này tu luyện người nhanh chóng lui ra Âm Minh Tông, ai biết hung thủ còn có thể hay không lại xuất hiện. Bọn hắn nhưng không muốn mạo hiểm lưu chờ chết ở đây. Tại đây chút tu luyện người rời đi Âm Minh Tông sau. Âm Minh Tông thượng sự tình lập tức tại toàn bộ địa huyền giới truyền ra. Phàm là đại tông môn đều có mạng lưới tình báo của mình, cho nên Âm Minh Tông thượng sự tình trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ huyền giới, làm cho cả địa huyền giới nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Bây giờ rất nhiều tu luyện người khẩu bên trong đàm luận đều là một cái thần bí thanh niên, người trẻ tuổi này không chỉ có là phá hủy Dược Vương Thành hung thủ hơn nữa còn là giết luyện khí tông đại trưởng lão hung thủ. Lần sau, tại Âm Minh Tông bên trên, người trẻ tuổi này điều khiển động lưu ly cung điện, từ lưu ly cung trong điện cho gọi ra viễn cổ yêu thú, tại Âm Minh Tông thượng đại khai sát giới y nhưng giống như một tôn sát thần. Trước mắt địa huyền giới đã đem Diệp Thần Phong chuyện thần hồ kỳ thần, tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong, có người cho rằng Diệp Thần Phong chính là nhất phẩm trong tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài tuyệt thế, có người nhưng là cho rằng Diệp Thần Phong chính là viễn cổ chiến thần chuyển thế. Dù sao các loại vây quanh Diệp Thần Phong đề tài không thiếu gì cả, bất quá, địa huyền giới người cũng không biết tên Diệp Thần Phong cùng tướng mạo, cho nên có người cho Diệp Thần Phong lấy một cái tên là Công Tử Thần Bí. Biệt hiệu, Công Tử Thần Bí nhất thời bị đẩy đến địa huyền giới trên đầu sóng ngọn gió. Bởi Linh Dược Cốc cùng luyện khí tông địa vị phi phàm, rất nhiều cường giả liên hợp lại muốn đem cái này Công Tử Thần Bí tìm ra, tại những cường giả này trong mắt này Công Tử Thần Bí nhất định phải chết. Sau một ngày địa huyền giới luyện khí tông bên trong đại điện, một tên tóc hoa dâm lão đầu ngồi ở vị trí đầu não bên trên, luyện khí tông hai trưởng thật dài bách khoảng không cùng còn lại nội môn trưởng lão, bọn hắn nơm nớp lo sợ đứng ở ông lão này phía dưới. Trong đại điện bầu không khí hết sức nghiêm nghị, dài trăm đợi không một đám nội môn trưởng lão thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Trên thủ vị tên này tóc hoa dâm lão đầu, hắn chính là luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên. Không chỉ có một thân thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa luyện khí trình độ cũng đã tới lục phẩm luyện khí sư. Này Trần Mộc Nguyên đã sớm mặc kệ luyện khí tông sự tình đã mấy trăm năm rồi, hắn một mực nằm ở bế quan bên trong, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Trần Mộc Nguyên đã bị chết. Mà Trần Mộc Nguyên nhưng vẫn đang nghiên cứu thuật luyện khí, hắn muốn đột phá lục phẩm luyện khí sư, hắn luyện khí trình độ đã tới lục phẩm bên trong đỉnh phong. Làm có hy vọng bước vào thất phẩm tầng thứ. Tại Trần Mộc Nguyên bế quan địa phương, để đó một khối vương chấn núi bản mệnh ngọc bài, liền ở ngày hôm qua vương chấn núi bản mệnh ngọc bài lại nổ tung rồi, này đã kinh động Trần Mộc Nguyên. Phải biết vương chấn núi chính là luyện khí tông tông chủ, bản mệnh ngọc bài nổ tung, chuyện này ý nghĩa là vương chấn núi đã bị chết, này làm cho Trần Mộc Nguyên không được không ra tìm hiểu tình huống. Ngắn ngủn một ngày thời gian. Căn cứ luyện khí tông tin tức luyện khí tông lão tổ Trần Mộc Nguyên, hắn đã hiểu rõ đã đến cả sự tình, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng một người trẻ tuổi này, một cái được địa huyền giới có phần tu luyện người xưng là công tử thần bí thanh niên. Trần Mộc Nguyên trên mặt xem không ra bất kỳ sướng vui đau buồn đến, bất quá, từ hắn cái kia nhanh nắm cái ghế lấy tay thủ trưởng có thể thấy được, này Trần Mộc Nguyên tâm tình của giờ khắc này không yên ổn tính. Trần Mộc Nguyên khẩu bên trong lạnh lẽo nói lầm bầm, nửa bước tiên khí lưu ly cung điện. Viễn cổ yêu thú, lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa, giết chúng ta luyện khí tông đại trưởng lão cùng nội môn trưởng lão. Bây giờ chả giết chúng ta luyện khí tông tông chủ. Trần Mộc Nguyên mỗi lần nhiều lời xuất một chữ, ngữ khí của hắn liền lạnh lẽo một phần, nói xong lời cuối cùng không khí phảng phất đều phải bị đọng lại. Xem ra Trần Mộc Nguyên hiểu được rất nhiều chuyện rồi. Trần Mộc Nguyên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn bình thản mở miệng nói, công tử thần bí. Tìm cho ta suốt người này đến, phàm là lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa người cũng không có thể buông tha, xem ra ta là bế quan quá lâu, cần thiết đi ra hoạt động một chút gân cốt. Một tiếng vang trầm thấp, Trần Mộc Nguyên sau lưng cái ghế trong nháy mắt nổ tung thành bột phấn, tuy rằng hắn ở bề ngoài cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng nội tâm hắn hẳn là phẫn nộ đến cực điểm. Dưới đáy luyện khí tông một đám nội môn trưởng lão, bọn hắn từng cái liền vội vàng gật đầu đáp lại Trần Mộc Nguyên. Lúc này, đại trưởng lão cùng tông chủ liên tục tử vong, đây đối với luyện khí tông tới nói không thể nghi ngờ là nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Bất quá,
luyện khí tông tối thiểu muốn so linh dược cốc tốt hơn không ít. Nếu như luyện khí tông lần nữa chọc Diệp Thần Phong, thật không biết luyện khí tông có thể hay không bước lên linh dược cốc gót chân. Hoàn toàn suy yếu đi xuống. Chương 1610, ta có thể hay không cũng thử xem. Đương nhiên tại luyện khí tông thu thập được có quan hệ công tử thần bí các loại tin tức lúc. Linh dược cốc cùng hải thần điện đồng dạng là đã được biết đến âm minh tông thượng đại thể chuyện đã xảy ra. Bất quá, bây giờ linh dược cốc lão tổ cùng tông chủ đều chết hết, lần trước tại dược phương thành bên ngoài lại chết nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử. Hiện tại linh dược cốc bên trong chỉ còn dư lại một tên nhị phẩm luyện dược sư nội môn trưởng già rồi, tam phẩm cùng tứ phẩm luyện dược sư là một cái cũng không có. Có thể nói bây giờ linh dược cốc giống như là kéo dài tàn hơi rồi, muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đoán chừng không có cái hơn 1.000 năm là không làm được, dù sao luyện dược sư không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng, muốn đến tam phẩm hoặc là tứ phẩm luyện dược sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định muốn có xuất chúng chế thuốc thiên phú, thứ yếu, nhất định muốn có danh sư chỉ điểm, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Chỉ điểm Diệp Thần Phong lão bạch chính là chí tôn luyện dược sư, lại tăng thêm Diệp Thần Phong khắp mọi mặt thiên phú đều cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí để lão bạch cùng lão hắc cảm thấy không bằng, cho nên Diệp Thần Phong tại chế thuốc cùng luyện khí thượng là tăng nhanh như gió. Kỳ thực chế thuốc cùng luyện khí là cực kỳ chật vật, từ xưa đến nay không người nào dám vừa chế thuốc. Lại luyện khí, dù sao chế thuốc cùng luyện khí cũng phải cần tiêu tốn cực kỳ to lớn tinh lực, không có ai hội ngu xuẩn đến thuốc khí đồng tu. Nhưng, Diệp Thần Phong lại là một cái ngoại lệ, lão bạch cùng lão hắc để Diệp Thần Phong thuốc khí đồng tu, bọn họ là nhìn chúng rồi Diệp Thần Phong thiên phú, lại tăng thêm có bọn hắn hai dốc túi dạy dỗ, bọn hắn chắc chắn thanh Diệp Thần Phong bồi dưỡng thành từ trước tới nay cái thứ nhất song tôn, chí tôn luyện dược sư cùng chí tôn luyện khí sư. Mà bây giờ Diệp Thần Phong cũng đúng là chế thuốc cùng luyện khí thượng tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Lấy Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi thuốc khí đồng tu, hắn bây giờ tại luyện khí thượng đã đến ngũ phẩm luyện khí sư rồi, mà chế thuốc thượng hắn đã có thể đem nửa bước ngũ phẩm đan dược đoạt thiên tạo hóa đan luyện chế ra đến rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào ngũ phẩm luyện dược sư rồi, bực này tốc độ tăng lên quả thực cho người nhìn mà than thở rồi. Cho nên... Linh dược ba nói không chắc hơn 1.000 năm cũng khôi phục không nguyên khí rồi, dù sao linh dược cốc bây giờ cấp bậc cao nhất luyện dược sư chính là nhị phẩm, chỉ dựa vào một tên nhị phẩm luyện dược sư, có thể bồi dưỡng được thiên tài tới sao? Về phần nhị phẩm tông môn hải thần điện, hai tên thái thượng trưởng lão vừa chết tuy nói hải thần điện cũng nhận được liên quan với âm minh tông thượng tin tức thế nhưng bây giờ hải thần điện thế lực là một đường trượt, không có niết bàn cảnh cường giả hải thần điện. Trực tiếp từ nhị phẩm tông môn ngã rơi xuống ngũ phẩm tông môn. Bây giờ hải thần điện đối với âm minh tông thượng sự tình, bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực bọn hắn muốn tìm ra cái kia cái gọi là công tử thần bí đến. Thế nhưng hải thần điện cũng sợ sệt sẽ gặp đến tai họa diệt môn cho nên hải thần điện đê điều xuống, bọn hắn hiện tại đã không có kiêu căng tư bổn. Nguyên bản hải thần điện là vô cùng có khả năng thăng cấp thành nhất phẩm tông môn, nhưng cũng bởi vì chọc tới Diệp Thần Phong. Chẳng những không có lên cấp nhất phẩm tông môn thực lực, trái lại trả dưới đường đi trượt tới ngũ phẩm tông môn. Cho nên nói, Ninh chọc Diêm Vương, đừng chọc Diệp Thần Phong rồi. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm hai người bọn họ cùng Diệp Thần Phong phân biệt sau đó hai người bọn họ cùng đi đến một tòa so sánh to lớn tu luyện người trong thành trì. Vân Tiên Tông cùng Lạc Nhật Đảo cũng coi như là có phần thế lực tông môn. Cho nên trên đất huyền giới rất nhiều thành trong đều có một ít sản nghiệp của mình. Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm tìm tới môn hạ từng người sản nghiệp, thông qua trận pháp đặc biệt đưa tin phương thức, mỗi người bọn họ liên lạc với của mình lão tổ Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn. Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm đem âm minh tông thượng sự tình đối với mình lão tổ nói một lần, này làm cho Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn là trực tiếp kinh choáng váng, bởi vì bọn họ hai cái cũng nghe nói có quan hệ công tử thần bí sự tình rồi. Quá rồi thật lâu sau Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn mới tiếp nhận rồi chuyện này, Diệp Thần Phong giúp bọn họ hóa giải trong thân thể độc tố, hai người bọn họ mệnh xem như là Diệp Thần Phong cứu trở về, trong lòng bọn họ thanh Diệp Thần Phong thật tâm thật ý cho rằng ân nhân, cho rằng lão đệ đối xử. Cuối cùng, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn là thoải mái bắt đầu cười lớn, bọn hắn không nghĩ tới chính mình lão đệ Diệp Thần Phong, đã vậy còn quá có thể rằng co. Đổi lại là hai người bọn họ tại âm minh tông thượng chỉ sợ cũng phải đem tính mạng bàn giao ở nơi đó rồi. Đương nhiên Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn đối Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực dặn dò một phen,
để Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm không thể đem chuyện nào nói cho bất luận người nào, thậm chí là cha mẹ cũng không được. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn biết chuyện này tính chất nghiêm trọng. Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm cũng là một lời đáp ứng, hai người bọn họ nghĩ tới Diệp Thần Phong tại Âm Minh Tông thượng cực kỳ thần võ biểu hiện, hai người bọn họ liền kích động không thể nói, có thể nói Diệp Thần Phong đã trở thành bọn hắn thần tượng trong lòng rồi, hơn nữa là không cách nào thay thế thần tượng. Tại toàn bộ địa huyền giới, bởi vì công tử thần bí cùng với Âm Minh Tông việc kiện trở nên náo nhiệt vạn phần thời điểm. Địa huyền giới, màn đêm đã chậm lại, mỗ trong sơn động, trên mặt đất thiêu đốt một đống lửa, bị người đặt tên là công tử thần bí Diệp Thần Phong, hắn nhắm mắt lại ngồi ở lửa trại cũng. Diệp Thần Phong song mắt nhắm chặt, hắn trong thân thể đang không ngừng luân phiên vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết, hắn đã kinh ngồi như vậy có một ngày rồi. Dù sao tại Âm Minh Tông thượng liên tục đột phá đến tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, Diệp Thần Phong nhất định phải đem phần này thực lực hoàn toàn củng cố xuống đến. Băng lãnh lãnh Lâm Hân Di ngồi ở một bên, người một mặt khó chịu trừng lên Diệp Thần Phong, mà Bạch Tiểu Nhu thì đi ra ngoài tìm đồ trở về cho Diệp Thần Phong ăn. Diệp Thần Phong cũng là vì để tránh cho lúng túng, hắn mới tiến vào tu luyện trạng thái, ai bảo Lâm Hân Di một mực lạnh như băng, căn bản cũng không có để ý tới ý của hắn đây. Trải qua một ngày tu luyện, Diệp Thần Phong thực lực hoàn toàn củng cố tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Bây giờ Lưu Ly Cung Điện cũng bay mất, Lưu Ly Cung Điện đời trước chủ nhân, chính là một gã chí tôn phù sư. Mùa này sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư như thế, đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Phù sư trên đất huyền giới so với luyện khí sư cùng luyện dược sư càng thêm xa sút. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Lưu Ly Cung trong điện đã nhận được một quyển tên là Bùa Chú Cổ Tịch, mặt trên ghi lại vị trí tôn kia phù sư nghiên cứu ra các loại linh phù phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm. Diệp Thần Phong có loại muốn chi ong thử nghiệm luyện chế linh phù ý niệm, bất quá, Lão Bạch cùng Lão Hắc đã từng nhắc nhở qua hắn, hắn bây giờ tại luyện dược sư cùng luyện khí sư thượng cấp bậc trả quá thấp, nếu như lại đi thượng phù sư con đường này, rất có thể hội chữa lợn lành thành lợn què. Cho dù thật sự yếu bước lên phù sư con đường này, cũng phải chờ chế thuốc cùng luyện khí cấp bậc lại tăng lên một ít mới có thể rồi. Triệt để củng cố thực lực Diệp Thần Phong, hắn từ từ mở mắt ra, hắn biết mình nên đối mặt sự tình chung quy yếu đối mặt. Diệp Thần Phong mới vừa chút mở mắt, hắn liền nhìn thấy Lâm Hân Di chính lạnh như băng nhìn xem hắn đây. Lâm Hân Di thấy Diệp Thần Phong mở mắt ra, người lập tức chuyển đầu sang chỗ khác. Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn còn nhớ lúc trước Lâm Hân Di được Tống Xuân Mi bắt đi thời điểm, Lâm Hân Di từng liều lĩnh hô, Diệp Thần Phong, ta thích ngươi, Diệp Thần Phong, thích ngươi. Lâm Hân Di xem như là đã đối Diệp Thần Phong bề ngoài làm không công rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem Lâm Hân Di có phần đơn bạc bóng lưng, hắn biết phần ân tình này hắn không cách nào cự tuyệt. Diệp Thần Phong một đường xông tới Âm Minh Tông, là vì cái gì? Còn không phải đem Lâm Hân Di cứu ra sao? Diệp Thần Phong trong lòng hay là đối với Lâm Hân Di có chút hảo cảm, ban đầu ở thế tục giới, hắn không có tiếp thu Lâm Hân Di, bởi vì khi đó có quá nhiều sự tình chờ hắn đi làm, hắn không muốn thì lo những chuyện khác rồi. Mà Lâm Hân Di lại cố chấp như vậy, Diệp Thần Phong nhìn ra được Lâm Hân Di đối với hắn yêu. Diệp Thần Phong biết Lâm Hân Di là tu luyện tam tuyệt diệt tình, diệt thân tình, diệt yêu tình cùng diệt tình bạn. Nhưng tu luyện tam tuyệt diệt tình Lâm Hân Di, đối Diệp Thần Phong yêu lại không có chút nào hạ thấp. Diệp Thần Phong đứng lên hướng về Lâm Hân Di đi tới, mà Lâm Hân Di thủy chung là đưa lưng về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong từ phía sau ôn nhu ôm lấy Lâm Hân Di. Lâm Hân Di thân thể đột nhiên căng thẳng banh, người muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho rồi. Diệp Thần Phong ngửi Lâm Hân Di trên người mùi thơm ngát. Hắn tại Lâm Hân Di bên tai nhỏ giọng nói, Hân Di, mấy ngày này ngươi chịu khổ. Là ta đã tới chậm, ta nói rồi ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới, mà bây giờ ta thật sự làm được. Hân Di, ta biết ngươi đối với ta tình, kỳ thực ta cũng thích ngươi, bằng không ta cũng sẽ không liều chết xông tới Âm Minh Tông rồi. Lâm Hân Di thân thể vi vi rung động run lên, người nhưng vẫn là đưa lưng về phía Diệp Thần Phong. Nhưng trên gương mặt của nàng đã che kín nước mắt rồi, nàng chờ Diệp Thần Phong câu nói này chờ thật lâu rồi. Người biết Diệp Thần Phong vì có thực lực đem nàng từ Âm Minh Tông bên trong cứu ra, nhất định là liều mạng tại tu luyện. Người biết Diệp Thần Phong trên đất huyền giới vì tăng cao thực lực, nhất định là đã trải qua sống còn. Người biết,
người đều biết, những chuyện này người đều có thể đoán ra được. Lâm Hân Di tâm tư đã hòa tan, vì Diệp Thần Phong hoàn toàn đã hòa tan. Lâm Hân Di quay người sang thể, người mím chặt môi, mặc cho nước mắt lướt xuống. Diệp Thần Phong mềm nhẹ giúp Lâm Hân Di lau đi trên gương mặt nước mắt, Lâm Hân Di trên mặt lạnh lẽo biến mất không còn chút nào, người nhuyễn động lên môi, nói ra, Thần Phong, Hân Di không khổ cũng không phiền hà, Thần Phong ngươi mới cực khổ rồi, tại thế tục giới thời điểm, một mình ngươi trống lên một mảnh trời, đi tới địa huyền giới cũng là như thế, Hân Di đời này chỉ nhận định ngươi như thế một người đàn ông rồi. Nói đến chỗ động tình, Diệp Thần Phong hôn lên Lâm Hân Di môi. Bên trong hang núi trên mặt đất lửa trại nhúc nhích, mà chính lúc thời điểm này, Bạch Tiểu Nhu trong tay hái rất nhiều quả dại đi vào sơn động, người cực kỳ tò mò nhìn Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di, hỏi, Diệp đại ca, các ngươi đang làm gì? Bạch Tiểu Nhu giống như một tờ giấy trắng bình thường, nàng ngây thơ dường như vô tà hài đồng, cho nên, người đương nhiên không hiểu Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di đang làm gì. Bạch Tiểu Nhu đột nhiên xuất hiện. Này làm cho Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di lập tức tách ra, Lâm Hân Di gò má đỏ lên một mảnh. Mà Diệp Thần Phong nhưng là nhún nhún vai, nói ra Tiểu Nhu, cái này cũng không tiện cùng ngươi giải thích. Bạch Tiểu Nhu nhưng là gương mặt hiếu kỳ, hỏi, Diệp đại ca, ngươi vừa vặn việc làm rất thú vị sao? Tiểu Nhu có thể hay không cũng cùng Diệp đại ca thử xem. Diệp Thần Phong là gương mặt lúng túng, hắn nhìn xem bên cạnh nhìn hắn chằm chằm Lâm Hân Di. Hắn liền vội vàng nói, Tiểu Nhu, chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói. Vậy cũng tốt, Diệp đại ca. Bạch Tiểu Nhu có phần không cam lòng nói. Chương 1611, có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ. Mặt trời mới mọc dần dần từ mặt đông được đưa lên. Ánh mặt trời vung vãi đại địa. Đêm tối được quang minh cho xé nứt ra, một ngày mới lại bắt đầu. Địa huyền giới. Một cái nào đó tương đối hẻo lánh bên trong hang núi. Diệp Thần Phong vặn eo bẻ cổ từ trong hang núi đi ra. Bây giờ Diệp Thần Phong chả cũng không biết, địa huyền giới bởi vì hắn mà trở nên sôi trào lên. Địa huyền giới đã bình tĩnh quá lâu rồi, mà từ Diệp Thần Phong đến đây sau đó, địa huyền giới lại xảy ra một cái lại một kiện đại sự, toàn bộ huyền giới đã không có ngày xưa bình tĩnh rồi. Diệp Thần Phong giống như một khối vứt vào bình tĩnh trong mặt hồ tảng đá lớn, làm cho mặt hồ nhấc lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Công tử thần bí tên tuổi cơ hồ đã truyền khắp từng cái tông môn. Đương nhiên thân là bản nhân Diệp Thần Phong, hắn chả không biết mình đã nhiều hơn một cái công tử thần bí biệt hiệu rồi. Bây giờ Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh cũng đã tìm tới. Âm Minh Tông cũng hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói chính là muốn không ngừng tăng cao thực lực rồi, cho nên hai tháng sau, hắn nhất định muốn tiến vào Long Nguyên bí cảnh, hắn hy vọng có thể tại Long Nguyên trong bí cảnh thu được cơ duyên lớn, dùng này đến để thực lực của hắn lại một lần nữa tăng nhanh như gió. Tại trước đó triệu hoán đến Lưu Ly Cung Điện, gặp phải Lưu Ly Cung trong điện viễn cổ yêu thú sau, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác hắn chỗ ở địa huyền giới hay là chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được suốt, ba vị viễn cổ yêu thú thủ lĩnh thôn Thiên Long Mãng, viễn cổ Long Thích cùng băng phách Ma Chu, ba người bọn hắn trong lòng đối Diệp Thần Phong tồn tại khinh thường. Diệp Thần Phong nhớ lại thôn Thiên Long Mãng trước khi rời đi đối với hắn đã nói qua, nếu như còn có cơ hội gặp mặt. Lần sau thôn Thiên Long Mãng bọn hắn liền không có bất kỳ yêu cầu nhận thức Diệp Thần Phong là chủ nhân. Lấy thôn Thiên Long Mãng trong lời nói ý tứ. Diệp Thần Phong hay là cả đời cũng không cách nào gặp lại được những này viễn cổ yêu thú. Diệp Thần Phong không phải là một cái yêu thích dễ dàng phục người thua, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, không phải là ba con khá là lợi hại viễn cổ yêu thú ma. Lần sau gặp lại, ta nhất định phải để cho các ngươi xin ta làm chủ nhân của các ngươi. Diệp đại ca, nhỏ hơn Nhu giúp ngươi đi tìm ăn sao? Bạch Tiểu Nhu cũng từ trong hang núi đi ra. Bạch Tiểu Nhu nữ nhân này. Người có hài đồng giống như thuần khiết tâm linh, nhưng vóc người của nàng là cực kỳ thành thục, để mỗi một người đàn ông nhìn đều sẽ đại nuốt nước miếng. Tại Diệp Thần Phong trước mặt, Bạch Tiểu Nhu một cái nhíu mày một nụ cười giữa đều có làm nũng mùi vị, đương nhiên Bạch Tiểu Nhu những này làm nũng đều là xuất phát từ bản năng. Người thích cùng Diệp Thần Phong thân cận. Dù sao Bạch Tiểu Nhu mi tâm được Diệp Thần Phong đã đánh vào một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Mà này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa chính là được Diệp Thần Phong đã luyện hóa được,
mặt trên có Diệp Thần Phong khí tức. Bạch Tiểu Nhu tự nhiên coi Diệp Thần Phong là làm là thân nhân, đối Diệp Thần Phong là không hề phòng bị. Đương nhiên này ngàn năm băng tuyết liên hoa đối Bạch Tiểu Nhu tu luyện cũng là có trợ giúp. Bạch Tiểu Nhu tuy nhiên tại Diệp Thần Phong trước mặt là thiên chân vô tà, thế nhưng tại mặt đối với những người khác thời điểm, Bạch Tiểu Nhu đừng nói là biểu hiện ra ngây thơ. Liền ngay cả ý cười cũng sẽ không có một tia. Mặt đối với những người khác, Bạch Tiểu Nhu ngoại trừ lạnh lẽo liền vẫn là lạnh như băng, nàng ngây thơ cùng nụ cười chỉ thuộc về Diệp Thần Phong một người. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra lúng túng nụ cười, nói ra Tiểu Nhu, không cần phải phiền phức như thế rồi, hôm nay sẽ không ăn cái gì. Dù sao lấy Diệp Thần Phong tu vi của bọn hắn cho dù mấy tháng không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết đói. Nghe vậy, Bạch Tiểu Nhu cực kỳ ngoan ngoãn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Người ôm một cái Diệp Thần Phong cánh tay, thân thể trực tiếp tựa vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Này làm cho Diệp Thần Phong là liên tục cười khổ. Tối hôm qua Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di ôn tồn thời điểm, Bạch Tiểu Nhu đột nhiên đi vào sơn động. Bạch Tiểu Nhu đối với Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di ở giữa hôn phi thường hiếu kỳ, Bạch Tiểu Nhu còn đưa ra suốt người cũng muốn cùng Diệp Thần Phong thử xem, này làm cho Diệp Thần Phong là trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, tối hôm qua một đêm, Bạch Tiểu Nhu dĩ nhiên là nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực ngủ, theo Bạch Tiểu Nhu tất cả những thứ này đều là như vậy bình thường, chủ yếu nhất là Bạch Tiểu Nhu thật sự là quá thiên chân vô tà rồi, này làm cho Diệp Thần Phong không cách nào mở miệng từ chối. Cho nên, tối hôm qua ngủ Diệp Thần Phong là cực kỳ không thoải mái. Tại Bạch Tiểu Nhu tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực thời điểm, Lâm Hân Di cũng từ trong hang núi đi ra, làm nàng nhìn thấy ngoài sơn động một màn lúc, người lập tức tức giận trợn to hai mắt. Cũng may, Diệp Thần Phong vội vàng nói, Hân Di, Tiểu Nhu, ta mang bọn ngươi đi một địa phương. Nói xong, Diệp Thần Phong lại kéo lại Lâm Hân Di, hắn nói ra, hai người các ngươi sau đó đều không nên phản kháng. Diệp Thần Phong nói xong, hắn lập tức câu thông khởi ngón tay thượng hỗn độn chiếc nhẫn. Diệp Thần Phong phát hiện chỉ có chính mình chạm vào người khác thời điểm, hắn mới có thể đem người khác đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, xem ra hỗn độn nhẫn hạn chế cũng có không ít. Tại Diệp Thần Phong câu thông đến hỗn độn nhẫn thời điểm, Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di nhất thời cảm thấy một cái hấp lực cường đại. Bất quá, Diệp Thần Phong trước đó đã từng căn dặn hai người bọn họ rồi, cho nên bọn họ là theo cỗ lực hút này rồi. Rất nhanh, trước mắt hắc lại sáng. Diệp Thần Phong mang theo Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Khi tiến vào bên trong tiểu thế giới sau, Diệp Thần Phong là hơi sững sờ, hắn hai ngày nay đều không có đã tiến vào bên trong tiểu thế giới, bây giờ tiểu thế giới đã có biến hóa nghiêng trời rồi. Xuất hiện tại tiểu thế giới này diện tích lại làm lớn ra gấp 10 lần khoảng chừng, phóng tầm mắt nhìn có loại trông không đến phần cuối cảm giác. Hơn nữa bên trong tiểu thế giới này linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Tại tiểu thế giới này mặt nam bỗng nhiên xuất hiện một tòa khoảng 1.000 mét cao sơn. Diệp Thần Phong biết tiểu thế giới sở dĩ có biến hóa to lớn như vậy, khẳng định là bởi vì hắn tại Âm Minh Tông thời điểm thực lực mức độ lớn tăng lên, hơn nữa còn đột phá đến tạo hóa cảnh, tiểu thế giới này mới sẽ sinh ra bây giờ biến hóa nghiêng trời. Tiểu thế giới này mặt đông có một tòa không lớn không nhỏ trang viên, nơi đó là Hạ Tử Ninh nơi ở. Tại Diệp Thần Phong, Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di đi tới tiểu thế giới thời điểm. Hạ Tử Ninh chính hảo tại bên ngoài điều tức tu luyện, người cảm thấy có phần động tĩnh, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, trên mặt nàng lập tức tràn trề lên nụ cười đến. Diệp Thần Phong cũng đứng bên cạnh Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di, giải thích, Hân Di, Tiểu Nhu, các ngươi có thể lý giải vì tiểu thế giới này chính là ta sáng tạo, ta tại bên trong tiểu thế giới này ta là người thống trị, hơn nữa tiểu thế giới này một mực mang tại trên người ta. Tại Diệp Thần Phong cho Bạch Tiểu Nhu cùng Lâm Hân Di giới thiệu tiểu thế giới này thời điểm, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng, Tiểu Gia Hỏa, người đi mặt nam ngọn núi kia trên đỉnh nhìn xem. Diệp Thần Phong biết lão Bạch nói như vậy nhất định là có dụng ý, mà Hạ Tử Ninh cũng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Thần Phong, tại hai ngày trước tiểu thế giới này sẽ không ngừng mở rộng, lúc đó thật đem ta cho sợ hết hồn đây. Hạ Tử Ninh tại nói chuyện với Diệp Thần Phong thời điểm, người chả đang quan sát Lâm Hân Di cùng Bạch Tiểu Nhu. Mà Lâm Hân Di cũng đang quan sát Hạ Tử Ninh,
về phần Bạch Tiểu Nhu nhưng là đối tiểu thế giới này tràn ngập tò mò. Diệp Thần Phong chả thật không biết nên làm sao cho các nàng lẫn nhau giới thiệu, hắn thẳng thắn làm cho các nàng chính mình đi nhận thức được rồi, hắn làm không phụ trách nói ra, ba người các ngươi trước chính mình quen biết một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động. Một giây sau, Diệp Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện tại tòa kia khoảng 1.000 mét trên núi cao rồi. Chỉ thấy tại trên đỉnh ngọn núi sinh trưởng gốc cây này trụi lùi đại thụ, cây to này trên cành cây liền một chiếc lá cũng không có. Hơn nữa cây to này xem toàn thể đi tới hơi khô xẹp, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong bình thường. Diệp Thần Phong ở trong lòng bĩu môi hỏi, lão Bạch, ngươi sẽ không nói với ta này khỏa khô quắt đại thụ là bảo thụ chứ? Lúc này, lão Hắc Giang Vận Thiên đoạt trước trả lời rồi, hắn nói chuyện giọng nói có chút run rẩy, không, không nghĩ tới a hát. Dĩ nhiên đúng là thọ linh thụ, này cùng cổ tịch thượng miêu tả giống nhau như đúc, không nghĩ đến trên thế giới này vẫn tồn tại thọ linh thụ. Thọ linh thụ, Diệp Thần Phong hơi nghi hoặc một chút rồi, chẳng lẽ này khỏa khô quắt đại thụ đúng là bảo thụ hay sao? Diệp Thần Phong lại hỏi, lão Bạch, lão Hắc, này cái gì thọ linh thụ có thể tăng lên thực lực của ta? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh một cái phủ quyết nói, không được, thọ linh thụ không cách nào cho ngươi tăng lên bất kỳ một tia thực lực. Tại Diệp Thần Phong thất vọng lắc đầu lúc, lão Bạch câu chuyện lại một chuyển, nói ra, thế nhưng, này thọ linh thụ kết ra thọ linh quả, mặc dù không có tăng cao thực lực công hiệu, thế nhưng mỗi một viên thọ linh quả đều có thể khiến người ta tăng cường tuổi thọ 500 năm. Hơn nữa thọ linh quả công hiệu có thể vô hạn trồng chất, không có bất kỳ tác dụng phụ. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói này sau, Diệp Thần Phong trái tim bỗng nhiên dừng lại, hắn muốn cho người ở bên cạnh đều đến sống mãi, thiếu hụt nhất chính là thời gian rồi, nếu mà có được thọ linh quả sau đó như vậy là hắn có thể đủ giúp người ở bên cạnh kéo dài tuổi thọ, lại từng cái giúp bọn họ đến sống mãi. Cho nên, đối với Diệp Thần Phong tới nói thọ linh thụ cùng thọ linh quả tuyệt đối là đồ tốt a hát. Chương 1612, Sư Vương một mạch công chúa. Thọ linh quả công hiệu có thể vô hạn trồng chất, chuyện này ý nghĩa là dùng một viên thọ linh quả có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ. Dùng hai viên thọ linh quả có thể tăng cường 1.000 năm tuổi thọ. Dùng ba viên thọ linh quả có thể tăng cường 1.500 năm tuổi thọ. Dùng này không ngừng loại suy. Đối với thế tục giới người mà nói có thể sống cái 100 năm, này đã coi như là cực kỳ trường thọ rồi. Bất quá, từ khi đi tới địa huyền giới sau, Diệp Thần Phong tầm nhìn trở nên càng thêm mở rộng, để người ở bên cạnh sống mấy trăm năm, hơn 1.000 năm còn xa xa chưa đủ. Diệp Thần Phong phi thường không thích sinh ly tử biệt, hắn muốn vĩnh viễn cùng bên người người thân cùng nhau. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, sớm tại ta cùng lão Hắc thời đại kia. Này thọ linh thụ liền diệt tuyệt, chớ nói chi là bây giờ thời đại này rồi, này chỉ sợ là trên thế giới này duy nhất một gốc thọ linh thụ, lúc trước ta cũng chỉ là tại cổ tịch nhìn lên qua có quan hệ thọ linh thụ miêu tả. Vừa vặn ta cùng lão Hắc cảm thấy trên đỉnh núi này có một ít quái lạ, chúng ta mới khiến cho ngươi đi tới nhìn một chút đến tột cùng, không nghĩ tới đây vẫn còn có một gốc còn sống thọ linh thụ. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, hỗn độn nhẫn đúng là quá thần kỳ. Sớm tại viễn cổ thời đại trước đó liền tồn tại, khi đó thiên địa vẫn không có được mở mang đi ra, toàn bộ thế giới chính là một đoàn mơ hồ trạng thái, thật không biết là ai đem hỗn độn nhẫn cho đúc tạo nên. Tiếp lấy, lão Hắc rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, xem ra hỗn độn nhẫn chỗ thần kỳ vượt xa suy đoán của chúng ta đoán chừng sau này theo thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, này hỗn độn nhẫn còn có thể mang cho ngươi đến càng nhiều kinh hỉ. Diệp Thần Phong còn đang suy nghĩ thọ linh quả sự tình đây. Hắn nhìn xem trụi lùi thọ linh thụ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, này thọ linh thụ muốn bao nhiêu năm mới kết một lần quả? Một gốc thọ linh thụ, mỗi một lần có thể kết ra mấy viên thọ linh quả? Khụ khụ, khụ khụ. Khi nghe đến Diệp Thần Phong cái vấn đề sau, lão Bạch cùng lão Hắc lúng túng bắt đầu ho khan. Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, tiểu tử, nói như vậy, thọ linh thụ yếu 1.000 năm mới kết một lần quả, mỗi một lần có thể kết ra hai khoảng 10 viên. 1.000 năm kết một lần quả, hơn nữa mỗi một lần chỉ kết hai nửa viên. Vũng hố, quả thực quá hãm hại. Vũng hố Diệp Thần Phong có loại yếu thổ huyết xúc động rồi. Lão Bạch, lão Hắc,
hai người các ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. 1000 năm mới có thể kết một lần quả, ta còn các loại cái giám a hát. Chẳng bằng trực tiếp đem này khỏa thọ linh thụ chém đây. Diệp Thần Phong cực kỳ khó chịu nói ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Trên lý thuyết tới nói thọ linh thụ xác thực yếu 1000 năm mới kết một lần quả. Nhưng, này thọ linh thụ chính là tại hỗn độn trong nhẫn, là thực lực của ngươi tăng lên sau đó mới tại hỗn độn trong nhẫn xuất hiện, cho nên, căn cứ suy đoán của ta, chỉ cần thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, này khỏa thọ linh thụ khẳng định cũng sẽ tăng nhanh thành thục, thậm chí chỉ cần thực lực ngươi tăng lên rất nhanh, nói không chắc trong vòng 1 năm để này khỏa thọ linh thụ kết ra thọ linh quả đến cũng là có khả năng. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng rất có chuyện lạ nói, tiểu tử, không sai, này hỗn độn nhẫn chỗ thần kỳ, ngay cả ta cùng Lão Bạch đều đoán không ra, này hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới xuất hiện một gốc thọ linh thụ, đây nhất định là có dụng ý, cho nên hiện tại đối với ngươi mà nói tăng cao thực lực mới là then chốt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lần nữa mở miệng nói, tiểu gia hỏa, này thọ linh quả nhưng cũng không bình thường, một ít phẩm bậc tương đối cao đan dược, cũng có thể khiến người ta kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm tuổi thọ. Nhưng là dùng đan dược kéo dài tuổi thọ, lần hai lần có lẽ sẽ có rõ rệt hiệu quả, nếu như dùng nhiều đâu lời nói, như vậy thân thể bên trong liền sẽ sinh ra kháng dược tính, đến lúc đó coi như là phẩm bậc cao đan dược đều không thể kéo dài tuổi thọ rồi. Mà thọ linh quả hoàn toàn không tồn tại dạng này giới hạn chế, sẽ không để cho người dùng thân thể sản sinh phản kháng tính. Chỉ cần có đủ nhiều thọ linh quả dùng, tuổi thọ liền sẽ cuồn cuộn không đoạn kéo dài đi xuống. Nghe Lão Bạch như thế vừa giải thích, Diệp Thần Phong càng thêm cảm thấy thọ linh quả chính là đồ tốt rồi. Hắn cũng biết hay là Lão Bạch cùng Lão Hắc suy đoán không có sai. Hắn hôm nay chỉ có thể đem hết toàn lực tăng cao thực lực, tranh thủ có thể làm cho thọ linh thụ sớm ngày kết ra thọ linh quả đến. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức lần thứ hai hơi động. Thân ảnh của hắn liền rời đi đỉnh núi. Về tới bên trong tiểu thế giới chỗ kia trang viên trước. Chỉ thấy Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh vừa nói vừa cười rồi, nghiễm nhiên giống như một đối hảo tỉ muội một loại. Nữ nhân này tâm thật đúng là giò kim đáy biển. Tại vừa vặn Diệp Thần Phong đi hướng đỉnh núi thời điểm, Lâm Hân Di, Hạ Tử Ninh cùng Bạch Tiểu Nhu liền tự giới thiệu mình lên. Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh đều xác định là Diệp Thần Phong nữ nhân, cho nên bọn họ hai cái đều buông xuống cảnh giác. Rất nhanh sẽ tán gẫu đến cùng một chỗ, dù sao các nàng đều biết Diệp Thần Phong nữ nhân không ngừng hai người bọn họ này dấm cũng ăn không tới. Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh cũng biết thân phận của Bạch Tiểu Nhu, lần sau Bạch Tiểu Nhu tuy rằng đối mặt Diệp Thần Phong cực kỳ ngoan ngoãn, thế nhưng tại mặt đối với những người khác thời điểm, người trong xương hội tỏa ra một loại cao quý đến một loại lành lạnh cao quý đến. Bạch Tiểu Nhu sẽ đối với Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh tự giới thiệu mình. Đây là xem ở Diệp Thần Phong trên mặt mũi bằng không lấy tính cách của nàng, người không thích chủ động nói chuyện với người khác. Bạch Tiểu Nhu một người ngồi ở trên đồng cỏ, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, người lập tức muốn quấn lấy Diệp Thần Phong rồi. Mà Diệp Thần Phong lại ý thức hơi động, nói ra Tiểu Nhu, ta sau đó lại chơi với ngươi. Một giây sau, Diệp Thần Phong liền xuất hiện tại mảnh kia 100000 năm linh trúc liều mạng. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đột phá đến tạo hóa cảnh rồi, hắn có thể bắt đầu dùng linh trúc diệp rồi. Lần trước Diệp Thần Phong chỉ nuốt một mảnh linh trúc diệp một buổi trưa sừng nhỏ, hắn thân thể còn kém tập được no bể bụng. Căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, linh trúc diệp cũng không phải linh trúc quý giá nhất, cây gậy trúc này có thể dùng làm luyện khí, mà mỗi một cái linh trúc bên trong còn có nhất định linh trúc nước, niên đại càng dài linh trúc nước, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng càng cường đại. Lấy hiện tại Diệp Thần Phong thực lực, hắn còn chưa đủ tư cách đi uống linh trúc nước. E sợ chỉ là một tích linh trúc nước là có thể thanh Diệp Thần Phong thân thể triệt để cho no bể bụng. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải hiện tại liền muốn dùng linh trúc diệp đi nha. Tăng cao thực lực không thể quá nôn nóng, trước ngươi mới vừa vặn dùng đoạt thiên tạo hóa đan, đem thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh. Theo ta thấy đến gần nhất ngươi vẫn là củng cố tu vi, các loại một tháng sau, ngươi lại bắt đầu dùng linh trúc diệp. Đối với Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ý kiến, Diệp Thần Phong là vui vẻ tiếp nhận rồi. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn rời khỏi 100000 năm linh tỉnh lúc trước. Bạch Tiểu Nhu thân ảnh đang nhanh chóng thuyền tiếp theo, chỉ là số giây, Bạch Tiểu Nhu liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Bạch Tiểu Nhu trong đôi mắt to liều lĩnh sương mù, nhìn qua điềm đạm đáng yêu,
người khẽ cắn nhìn xem môi, hỏi, Diệp đại ca, lẽ nào ngươi rất chán ghét Tiểu Nhu sao? Vừa vặn ngươi nhìn thấy Tiểu Nhu lập tức tự ly khai rồi, nếu như Diệp đại ca ngươi chán ghét Tiểu Nhu lời nói, nhỏ như vậy Nhu về sau sẽ cách được Diệp đại ca rất xa. Diệp Thần Phong nhìn xem Bạch Tiểu Nhu điềm đạm đáng yêu tính dáng dấp, trong lòng của hắn cũng một trận khó chịu, hắn lập tức nói ra Tiểu Nhu, ta làm sao sẽ chán ghét ngươi thì sao? Diệp đại ca, ngươi nói là sự thật. Bạch Tiểu Nhu con mắt chớp chớp mà hỏi. Diệp Thần Phong dùng sức gật đầu nói, Tiểu Nhu, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ai biết Diệp Thần Phong vừa dứt lời. Bạch Tiểu Nhu liền trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, đầu dựa thật sát vào Diệp Thần Phong trên bả vai, nói ra ta liền biết Diệp đại ca tốt nhất rồi, ta liền biết Diệp đại ca sẽ không thích Tiểu Nhu thích nhất nằm ở Diệp đại ca trong lồng ngực rồi. Diệp Thần Phong cũng không đành lòng đem Bạch Tiểu Nhu đẩy ra, Bạch Tiểu Nhu trên người hương vị không ngừng xông vào trong lỗ mũi của hắn, hắn cuối cùng vẫn là ôm Bạch Tiểu Nhu hông của, hỏi Tiểu Nhu, ngươi có người nhà hả? Nằm ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Bạch Tiểu Nhu, người thu hồi trên mặt vui mừng lo, được Diệp Thần Phong hỏi lên như vậy, người ngược lại là rơi vào trong trầm tư, nhưng trên mặt nàng biểu lộ càng ngày càng thống khổ, đình không ngừng lắc đầu nói nghịch ta không nghĩ ra, ta có người nhà hả? Ta có người nhà hả? Bạch Tiểu Nhu bàn tay bưng đầu của mình, thân thể bên trong linh khí dĩ nhiên cũng không ngừng lăn chuyển động, trên mặt của nàng tràn đầy thống khổ, đồng thời, Bạch Tiểu Nhu tay phải trên MU bàn tay dĩ nhiên lóe lên một cái màu xanh da trời ngôi sao năm cánh đồ án. Cái này màu xanh da trời ngôi sao năm cánh đồ án là bỗng dưng tại Bạch Tiểu Nhu trên MU bàn tay hiện ra. Lão Bạch cùng Lão Hắc rất rõ ràng cũng cảm thấy Bạch Tiểu Nhu biến hóa, Lão Hắc chắc chắn nói tiểu tử, lúc này ngươi nhưng nhặt được bảo, nhà đầu này không chỉ có là cửu U băng sư vương một mạch, người cũng còn là sư vương nhất mạch một cái nhâm công chúa. Người trên MU bàn tay màu xanh lam ngôi sao năm cánh đồ án, chỉ có sư vương nhất mạch hoàng thất mới có, cho nên nhà đầu này 100% là công chúa rồi. Chương 1613, Ma Đế Huyết Thiên. Diệp Thần Phong nhìn xem trong lòng trên mặt cực kỳ thống khổ Bạch Tiểu Nhu, hắn đột nhiên nhớ lại trước đó mình đã hỏi qua Bạch Tiểu Nhu thân thế rồi, chỉ là khoảng thời gian này vẫn bận lục bôn ba, Diệp Thần Phong nhất thời đem chuyện này đã quên. Diệp Thần Phong nhớ rõ lần trước hỏi Bạch Tiểu Nhu thân thế thời điểm, Bạch Tiểu Nhu cũng không có phản ứng lớn như vậy, lần này là chuyện gì xảy ra? Này Bạch Tiểu Nhu lẽ nào thật sự chính là sư vương nhất mạch công chúa sao? Kỳ thực lần trước Diệp Thần Phong hỏi Bạch Tiểu Nhu thân thế thời điểm, Bạch Tiểu Nhu cũng không hề quá mức hồi ức, người chỉ biết mình trí nhớ lúc trước không có, cho nên nàng cũng không biết mình có còn hay không người nhà. Mà lần này lại bị Diệp Thần Phong hỏi thân thế. Bạch Tiểu Nhu nỗ lực tại trong đầu hồi ức lên, nhưng càng là nỗ lực hồi ức, Bạch Tiểu Nhu trong đầu đau đớn liền càng lợi hại. Bạch Tiểu Nhu trong lòng cũng là muốn niệm người nhà của mình, lúc trước bản thân nàng cũng thử qua muốn nhớ lại đã từng chuyện, thế nhưng trong đầu ngoại trừ hội tốc biến lẻ tẻ một ít hình ảnh bên ngoài, người liền lại cũng nhớ không nổi bất cứ chuyện gì rồi. Mà những kia tại Bạch Tiểu Nhu trong đầu lóe qua linh tinh hình ảnh cũng căn bản chắp phá không đứng lên. Mỗi khi Bạch Tiểu Nhu trong đầu tốc biến linh tinh hình ảnh thời điểm, tay phải của nàng trên MU bàn tay liền sẽ lóe lên một cái màu xanh da trời ngôi sao năm cánh đồ án. Tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Bạch Tiểu Nhu, người trong đầu căng đau càng ngày càng lợi hại rồi, trên trán nàng toát ra mồ hôi lạnh, cả người có phần run lẩy bẩy. Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra một vệt thương tiếc, hắn nhẹ nhàng vỗ Bạch Tiểu Nhu sau lưng, nói ra Tiểu Nhu, nếu như rất thống khổ lời nói. Ngươi không cần nhớ lại, ngươi lập tức đình chỉ hồi ức. Diệp Thần Phong thanh âm ôn nhu chui vào Bạch Tiểu Nhu trong tai, cảm thụ trên lưng Diệp Thần Phong mềm nhẹ đánh. Bạch Tiểu Nhu trong đầu lập tức đình chỉ hồi ức, trong cơ thể nàng cổn động khí thế bình tĩnh lại, tay phải trên MU bàn tay màu xanh lam ngôi sao năm cánh đồ án cũng đã biến mất. Cả người đổ mồ hôi tràn trề Bạch Tiểu Nhu, người mũi cùng trong miệng có một chút thở hổn hển, giọng nói của nàng đau thương nói, Diệp đại ca. Ta thật sự không nhớ ra được lúc trước sự tình rồi, ta cũng không biết mình có còn hay không người nhà. Diệp Thần Phong có phần tự trách nói, Tiểu Nhu, vừa vặn là ta lắm mồm, ta vừa nãy nhất thời đã quên lần trước đã hỏi thân thế của ngươi rồi. Bạch Tiểu Nhu có phần trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt ngọt ngào nụ cười, nói ra, Diệp đại ca. Ta còn tưởng rằng ngươi làm lưu ý thân thế của ta đây.
cho nên Tiểu Nhu vừa mới nỗ lực đang nhớ lại. Tại bây giờ Bạch Tiểu Nhu trong mắt Diệp Thần Phong chính là nàng tất cả, hay là ngây thơ Bạch Tiểu Nhu người chả không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, nhưng nàng chính là thích cùng Diệp Thần Phong thân cận. Bạch Tiểu Nhu nhìn xem Diệp Thần Phong tự trách biểu lộ. Thân thể của nàng hướng về Diệp Thần Phong trong lồng ngực chen lấn chen, nói ra, Diệp đại ca, ngươi không nên tự trách đây. Ta chỉ yếu Diệp đại ca vĩnh viễn không rời đi Tiểu Nhu, ta liền phi thường thỏa mãn. Còn có Diệp đại ca, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Diệp Thần Phong không chút do dự nói ra, Tiểu Nhu, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Bạch Tiểu Nhu nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, nàng nói, Diệp đại ca, tối hôm qua ngươi và Lâm Hân Di ở trong sơn động miệng đối miệng, cái kia có phải không thật sự rất thú vị à? Ta cũng muốn cùng Diệp đại ca thử một lần, Diệp đại ca ngươi nhưng đã đáp ứng ta. Bạch Tiểu Nhu thiên chân vô tà nhìn qua Diệp Thần Phong môi. Diệp Thần Phong nghe vậy, trong lòng của hắn là phiền muộn vạn phần. Xem ra Bạch Tiểu Nhu đối ngày hôm qua Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di hôn là nhớ mãi không quên rồi. Diệp Thần Phong cũng không muốn chiếm Bạch Tiểu Nhu tiện nghi. Hắn lập tức nói ra, Tiểu Nhu, ta xem chuyện này chúng ta về sau thử lại đi. Về sau ta nhất định thỏa mãn người yêu cầu này, người xem có được hay không. Diệp Thần Phong chỉ có thể dùng được tha tự quyết rồi. Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong là muốn gì được đó, người có phần thất vọng gật gật đầu. Nói ra, được rồi. Ta nhớ kỹ chưa, chuyện này ngươi đã đáp ứng ta, về sau ngươi nhất định cũng phải để Tiểu Nhu thử xem. Mà lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu lại vang lên, tiểu tử, ngươi cái này đang ở trong phúc không biết phúc tiểu tử, nếu như đổi lại là ta, ta nhất định đem nha đầu này bắt lại, nha đầu này nhưng là cửu U Bang Sư Sư Vương nhất mạch công chúa A Hát. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Sư Vương nhất mạch công chúa. Trong cơ thể huyết thống càng thêm thuần khiết, nếu như ngươi có thể cùng sư vương nhất mạch công chúa cùng nhau, cũng làm cho đối phương cho ngươi sinh ra hài tử, như vậy con của ngươi đem trở nên vô cùng cường hãn. Mặt khác điểm trọng yếu nhất là, nếu như sư vương nhất mạch công chúa có thể trở thành nữ nhân của ngươi, chuyện này đối với ngươi tương lai tuyệt đối mới có lợi. Liền luôn luôn thận trọng lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, hắn cũng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, lần này ta cũng chống đỡ lão Hắc cách nói. Tại chúng ta thời đại kia, muốn cưới sư vương một mạch công chúa thiên tài nhiều không kể xiết, bây giờ cơ hội này liền đặt tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định phải hiểu được quý trọng A Hát. Lần sau, hiện tại Bạch Tiểu Nhu sở dĩ sẽ như vậy kề cận ngươi, phần lớn nguyên nhân đến từ chính mi tâm của nàng cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Nếu có một ngày, mi tâm của nàng ngàn năm băng tuyết liên hoa bị người cho đã lấy ra, cái kia nói không chừng người không những sẽ không chán ngươi. Còn muốn đem ngươi coi thành thù người. Nếu như Bạch Tiểu Nhu biến thành nữ nhân của ngươi lời nói, như vậy tương lai cho dù mi tâm của nàng ngàn năm băng tuyết liên hoa được lấy ra, ngươi cũng sẽ không ra tay với ngươi rồi. Phải biết sư vương nhất mạch nữ nhân, cả đời chỉ biết có một người đàn ông, huống chi là sư vương nhất mạch công chúa. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt thỏa mãn Bạch Tiểu Nhu, hắn ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc, hai người các ngươi có thể hay không không yếu vô sỉ như vậy. Ta coi Tiểu Nhu là làm muội muội đối xử. Hai người các ngươi biết địa huyền giới có còn hay không sư vương nhất mạch người sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, những chuyện này không cần lo lắng, được rồi, chúng ta cũng không khuyên ngươi rồi, bây giờ đối với cho ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Mà ở Diệp Thần Phong biết Bạch Tiểu Nhu chính là sư vương nhất mạch công chúa lúc. Địa huyền giới, U Minh quỷ vực. Này U Minh quỷ vực chính là các đại ma đạo tông cửa vị trí, tại ước chừng 300 năm trước, chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn xảy ra một lần quy mô lớn chiến đấu, cuối cùng ma đạo tông môn bị thua. Bị thua về sau ma đạo tông môn, bọn hắn không thể không lùi tới U Minh quỷ vực. Này U Minh quỷ vực chính là một cái cực kỳ cằn cỗi địa phương, hưởng thọ tràn ngập nồng nặc hung khí, vô cùng âm u. Những năm gần đây ma đạo tông cửa người cơ hồ không hội bước ra U Minh quỷ vực, cho dù đi ra U Minh quỷ vực, bọn hắn cũng là lén lén lút lút, dù sao để chính đạo tông môn người phát hiện ma đạo người, nhất định là giết chết không cần luận tội. Mà chính đạo tông môn người cũng sẽ không bước vào U Minh quỷ vực, này U Minh quỷ vực không chỉ có được hung khí tràn ngập, bên trong còn có các loại hiểm địa, một khi chính đạo tông môn người tiến vào,
mà đạo tông cửa người cũng là đối hắn giết chết không cần luận tội. Giờ khắc này, U Minh quỷ vực nơi nào đó cực kỳ âm trầm trong đại điện. Trong đại điện trên mặt đất gạch đá cùng với hai bên cây cột đều là màu đen kịt, cho người một loại âm lãnh cảm giác. Tại đại điện hai bên ngồi hơn 10 cái thực lực bất phàm người, trong đó nữ có nam có, thực lực của bọn họ đều tại niết bàn cảnh. Mà đại điện trên thủ vị cái ghế kia là không. Lại có thêm 5 tháng, lại có thêm 5 tháng mà đế huyết thiên liền muốn thức tỉnh rồi, chúng ta người trong ma đạo tại U Minh quỷ vực né đã mấy trăm năm rồi, là thời điểm muốn cho chính đạo người đánh đổi một số thứ rồi. Chỉ cần ma đế một thức tỉnh, có ma đế dẫn dắt, chúng ta ma đạo lo gì không thịnh vượng. Chính đạo những người kia đều là ra vẻ đạo mạo, vẫn không có chúng ta người trong ma đạo tới ngay thẳng. Đúng vậy, ma đế thủ hạ thập đại ma tướng một mực chờ đợi mê muội đế thức tỉnh đây. Ma đế lại tăng thêm thập đại ma tướng, sau này địa huyền giới chính là ta nhóm ma đạo được rồi. Chúng ta mấy ngày này có thể để cho trong môn phái người rời đi U Minh quỷ vực rồi, để cho bọn họ đi trước bên ngoài đi một chút đi. Có người nói ma đế lần này thức tỉnh, hắn rất có thể thực lực đột phá niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đến cảnh giới trong truyền thuyết, còn có thập đại ma tướng mỗi cái đều tại niết bàn cảnh tầng thứ, chính đạo những người kia làm sao chống đối. Đại điện hai bên chỗ ngồi người đều là ma đạo tông môn tông chủ, xem ra U Minh quỷ vực ma đạo tông môn sẽ phải có động tác lớn rồi, mà địa huyền giới chính đạo tông môn chả không chút nào biết chuyện này. E sợ đợi được những này ma đạo tông chủ trong miệng ma đế thức tỉnh thời gian, địa huyền giới liền muốn nghênh đón tai nạn to lớn rồi. Đến lúc đó chính đạo cùng ma đạo đều sẽ lại một lần nữa triển khai đại chiến. Bình tĩnh này mấy trăm năm địa huyền giới. Khởi điểm là có Diệp Thần Phong nhấc lên gợn sóng. Bây giờ liền U Minh quỷ vực ma đạo tông môn cũng phải xuẩn xuẩn dục động. Chương 1614, chuẩn bị đi gặp Diêm Vương ra đi. Ma đế huyết thiên. Tại 300 năm trước có thể nói là danh tiếng cực thịnh một thời nhân vật. Tại 300 năm trước cái kia chàng chính đạo cùng ma đạo trong chiến đấu, nếu không có ma đế huyết thiên tại, e sợ bây giờ ma đạo liền trốn U Minh quỷ vực tư cách cũng không có, sớm tại 300 năm trước đã bị chính đạo cho một lần hủy diệt. 300 năm trước trận chiến đấu kia, ma đế huyết thiên một người lực chiến mấy tên chính đạo cường giả. Tuy rằng cuối cùng nhưng vẫn là bị thua, thế nhưng tuy bại nhưng vinh. Đương nhiên ma đế huyết thiên tại sau trận chiến ấy, hắn mang ma đạo tông môn người lùi tới U Minh quỷ vực, vững vàng mà đem U Minh quỷ vực cho giữ được. Trận chiến đó, ma đế huyết thiên cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, tại cục diện từ từ ổn định lại, xác định chính đạo tông môn người không cách nào công phá U Minh quỷ vực sau, ma đế huyết thiên lập tức tiến vào trong ngủ mê, lấy ngủ say đến khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Một cái ngủ say liền trọn vẹn ngủ có hơn 300 năm. Mà ma đế huyết thiên dưới tay thập đại ma tướng, tại hơn 300 năm bên trong trước sau trông coi ma đế huyết thiên. Năm đó ma đế huyết thiên liền có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ thực lực, bây giờ ngủ say 300 năm, thực lực không chỉ hoàn toàn khôi phục lại, trái lại trả một lần xông vào niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, mơ hồ có đột phá ngũ trọng thiên đỉnh phong dấu hiệu rồi. Một khi ma đế huyết thiên thức tỉnh, địa huyền giới đem không nghi ngờ chút nào nghênh đón một hồi thịnh đại tai nạn. Địa huyền giới. Nơi nào đó trên bầu trời. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn tại trên bầu trời một đường bay nhanh. Bây giờ Diệp Thần Phong đột phá đến tạo hóa cảnh thực lực, hắn đã có ngự không năng lực phi hành. Diệp Thần Phong liên tục ở trên bầu trời bay 3 ngày rồi. Trong 3 ngày qua, Diệp Thần Phong đem bay trên trời hoàn toàn nắm giữ. Mà Bạch Tiểu Nhu, Lâm Hân Di cùng Hạ Tử Ninh ba người này, các nàng nhưng là lưu tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Lần này Diệp Thần Phong trước tiên phải về Diệp Môn nhìn xem, sau đó lại đi mở ra Long Nguyên bí cảnh địa phương. Nếu để cho Bạch Tiểu Nhu đám người cùng hắn đồng thời chạy đi. Này đối với hắn mà nói so sánh phiền phức, ba người nữ nhân này đều có họa quốc ương dân sắc đẹp, có lúc khó tránh khỏi sẽ gặp phải những kia ngu xuẩn công tử ca. Diệp Thần Phong cũng không muốn làm lỡ thời gian, lần sau hắn mới vừa vặn tại Âm Minh Tông thượng đại náo một hồi, hiện tại hắn muốn phải khiêm tốn một chút, có thể không đưa tới sự chú ý của người khác, hắn liền tận lực không đưa tới sự chú ý của người khác. Dù sao phải về đến Diệp Môn, trên đường chả phải trải qua ba tòa người tu luyện thành trì.
Ngày hôm qua Diệp Thần Phong đã trải qua một tòa người tu luyện thành trì rồi, hắn phát hiện trong thành người tu luyện đều đang bàn luận một cái tên là công tử thần bí người, tại cẩn thận biết một chút sau. Diệp Thần Phong mới biết mình chính là cái kia cái gọi là công tử thần bí. Diệp Thần Phong cũng đại khái hiểu được, địa huyền giới phần lớn người đều biết công tử thần bí có thể điều khiển động lưu ly cung điện, chả có công tử thần bí lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa vân vân. Bất quá, địa huyền giới người cũng không biết công tử thần bí tướng mạo cùng đặc thù. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong là thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Diệp Thần Phong một lần nữa lấy ra hắc huyền kiếm, trên người hắn cũng một lần nữa mặc vào hắc huyền giáp. Thế nhưng, bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói, hắc huyền kiếm cùng hắc huyền giáp, tuy rằng theo thực lực tăng lên, đối Diệp Thần Phong trọng lực cùng linh khí áp chế lực vẫn cứ sẽ tăng lên. Nhưng Diệp Thần Phong chính là cảm giác hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm vẫn còn quá nhẹ, trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ muốn đổi một bộ càng tăng thêm hơn trang bị. Dù sao tại Âm Minh Tông thượng thời điểm, Diệp Thần Phong bỏ đi hắc huyền giáp trong nháy mắt. Hắn đã cảm thấy này hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm chỗ tốt rồi, hắn muốn đến sống mãi. Hắn liền tất cần phải không ngừng nghiêm ngặt đối chính mình. Ở trên bầu trời một đường bay trên trời Diệp Thần Phong. Hắn biết phía trước lại không lâu nữa lại phải được qua một tòa người tu luyện thành trì rồi, bình thường người tu luyện thành trì phía trên đều là không thể đủ bay trên trời, đây là quy củ. Diệp Thần Phong xem rốt cục dưới có một rừng cây, thân ảnh của hắn từ không trung bay thẳng vào trong rừng cây. Diệp Thần Phong hiện tại phi thường hy vọng bên trong tiểu thế giới thọ linh thụ nhanh lên một chút kết ra thọ linh quả đến, ở trong mắt hắn những này thọ linh quả là cho gia gia của hắn cùng cha mẹ đám người dùng. Bây giờ Diệp Thần Phong mặc dù là hỗn độn nhẫn tiểu thế giới chúa tể, có thể trưởng khống bên trong tiểu thế giới ban ngày cùng đêm tối, vẫn có thể tại bên trong tiểu thế giới thông suốt thuấn di, thế nhưng hắn không cách nào thúc bên trong tiểu thế giới thiên tài địa bảo. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói chỉ có thể không ngừng tăng cao thực lực rồi, hy vọng theo thực lực tăng lên, thọ linh thụ sẽ tăng nhanh kết ra thọ linh quả đi. Diệp Thần Phong tiến vào rừng cây sau, hắn lập tức câu thông lên hỗn độn nhẫn. Rất nhanh, thiên kim chuột tiểu kim xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong bàn tay. Này chỉ vì ăn trăm ngàn năm linh trúc diệp mà kích phát rồi huyết mạch thiên kim chuột, đối với Diệp Thần Phong tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau là phi thường có trợ giúp, muốn tại Long Nguyên trong bí cảnh mau chóng tìm tới thiên tài địa bảo, chỉ có thể dựa vào con này thiên kim chuột rồi. Trước đó, Diệp Thần Phong đi hướng Âm Minh Tông thời điểm. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ điểm, Diệp Thần Phong tạm thời phong bế thiên kim chuột hành động. Dù sao thiên kim chuột mấy tháng không ăn đồ ăn cũng không chết đói. Diệp Thần Phong nhưng không yên lòng để tiểu kim tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới chạy loạn, con vật nhỏ này nhưng là phi thường tham ăn, đặc biệt là đối với thiên tài địa bảo, Diệp Thần Phong không muốn lại bị hố này hàng cho hãm hại. Lần trước bởi vì một cái không có để ý, hố này hàng liền nuốt vài mảnh linh trúc diệp đây. Cũng may linh trúc diệp để tiểu kim huyết mạch kích phát rồi, bằng không Diệp Thần Phong thật là liền thiệt thòi lớn rồi. Tại đem thiên kim chuột tiểu kim từ hỗn độn trong chiếc nhẫn mang lấy ra, Diệp Thần Phong mở ra đối con vật nhỏ này hạn chế. Con vật nhỏ này vừa khôi phục năng lực hoạt động, nó trong miệng liền phát ra chít chít. Chít chít, bất mãn thanh âm, hai cái chân trước hướng về Diệp Thần Phong không ngừng một trận vung vẩy, xem ra con vật nhỏ này là sinh khí rồi. Tiểu gia hỏa, xem ra con này thiên kim chuột không thế nào nghe lời, ngươi chỉ có thể cùng nó kết làm chủ tớ khế ước, khiến nó trở thành người hầu của ngươi. Này kết làm chủ tớ khế ước vô cùng đơn giản, đặc biệt là đối phó thiên kim chuột loại này yêu thích thiên tài địa bảo yêu thú, ngươi chỉ cần cống hiến ra một giọt thần huyết đến, con này thiên kim chuột đoán chừng liền sẽ hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Ngươi đi theo của ta bước đi làm, ta tại ngươi trong đầu biểu diễn cho ngươi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Tại nhìn xong Lão Bạch biểu thị sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức vận chuyển lại thần huyết quyết, hắn đem ngón trỏ phải của mình bị rạch rách rồi, từ trong vết thương ngưng tụ ra một giọt màu vàng thần huyết. Thần huyết vừa ra, thiên kim chuột lập tức trở nên hưng phấn lên, mắt thấy thần huyết từ Diệp Thần Phong trong vết thương nhỏ xuống rồi, thiên kim chuột tiểu kim vội vàng há mồm ra. Nó đem một giọt thần huyết cho nuốt vào trong bụng. Mà ở thiên kim chuột tiểu kim nuốt vào thần huyết nháy mắt. Diệp Thần Phong một tay ở trong không khí kết ấn,
một cái không tính quá phức tạp đồ án ở trong không khí hiện ra, sau đó, chính xác khác ở thiên kim chuột trên người. Này đồ án cùng thiên kim chuột trong bụng một giọt thần huyết lấy được một tia liên hệ, thiên kim chuột trên bụng lập tức lóe lên hào quang màu vàng. Thiên kim chuột tiểu kim muốn giãy giụa, đáng tiếc là theo đồ án khác ở trên người nó chậm rãi mất đi giãy giụa ý nghĩ, cuối cùng ngoan ngoãn nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên lòng bàn tay. Diệp Thần Phong biết chủ tớ khế ước hoàn thành, con này thiên kim chuột về sau cũng chỉ nghe hắn mệnh lệnh của một người rồi, Diệp Thần Phong nói ra tiểu kim, đến vai trái của ta trên vai đến. Tiểu kim nhanh chóng lẻn đến Diệp Thần Phong bả vai trái thượng, cực kỳ ngoan ngoãn ma sát Diệp Thần Phong cổ, lấy lòng Diệp Thần Phong. Loại khế ước này là đặc biệt nhằm vào yêu thú, một khi thành công kết làm khế ước, yêu thú sẽ cùng chủ nhân tâm hữu linh tê. Diệp Thần Phong phi thường hài lòng tiểu kim biến hóa, hắn tự nói, của ta một giọt thần huyết không phải là ăn không. Mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn rời khỏi rừng cây tiếp tục chạy đi lúc. Từ bên ngoài hoang mang hoảng loạn chạy vào một nam một nữ này dáng dấp cực kỳ chật vật. Mà ở một nam một nữ này phía sau trả theo sát ba tên đàn ông trung niên, trong đó cầm đầu một người trung niên nam nhân, hắn vẻ mặt đầy hung tợn. Trên người tản ra tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, hướng về phía cái kia hai cái chật vật một nam một nữ, quát lên, xem hai người các ngươi chạy trốn nơi đâu. Hả? Một mặt hung tướng đàn ông trung niên lại đi tiến rừng cây, sau đó hắn cũng phát hiện Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được xuất Diệp Thần Phong thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tầng thứ, nguyên bản Diệp Thần Phong muốn rời khỏi rồi, hắn cũng không muốn quản việc không đâu. Ai biết tên kia một mặt hung tướng đàn ông trung niên, hắn ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, cực kỳ hung ác quát lên, tiểu tử, nếu ở nơi này gặp phải, như vậy coi như ngươi vận khí không tốt, ngươi chuẩn bị đi gặp Diêm Vương ra đi. Lúc này đến phiên Diệp Thần Phong sửng sốt một chút, hắn Diệp Thần Phong muốn phải khiêm tốn không gây sự, nhưng này không có nghĩa hắn sợ phiền phức. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn ra được cầm đầu tên kia một mặt hung tướng đàn ông trung niên thực lực cao nhất rồi, này làm cho Diệp Thần Phong căn bản sẽ không sản sinh bất kỳ một tia hoảng loạn. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt trước sau vô cùng nhạt nhưng. Chương 1615, thuần túy tìm tai vạ. Thiên Vân Thành khoảng cách chỗ này rừng cây ước chừng có 20 phút lộ trình. Dáng dấp kia cực kỳ chật vật một nam một nữ, hai người bọn họ tuổi tác ước chừng tại chừng 20 tuổi. Nam lớn lên vẫn tính trắng nõn tuấn lãng, hắn chính là Thiên Vân Thành Vu gia thiếu gia ở Văn Hiên, một thân thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Nữ lớn lên kiều đáng yêu, trong con người thỉnh thoảng nhúc nhích hoảng loạn, khiến người ta nhìn rất là đau lòng, người chính là ở Văn Hiên muội muội ở Huyền Nhi, một thân thực lực tại thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mà đổi thành bên ngoài ba tên truy đuổi ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi đàn ông trung niên. Bọn hắn chính là Thiên Vân Thành người của Đinh gia, trong ba người kia tên là đầu một mặt hung tướng đàn ông trung niên tên là Đinh Quảng Đạt, hắn chính là Đinh gia gia chủ đệ đệ, thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Đi theo Đinh Quảng hai sau lưng mặt khác hai trung niên nam nhân, thực lực của bọn họ tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, hai người bọn họ chính là Đinh Quảng Đạt thủ hạ. Này ở Văn Hiên chụp ở Huyền Nhi cùng Đinh gia thiếu chủ chính là bạn tốt, tại vài canh giờ trước. Bọn hắn đi Đinh gia làm khách, mà Đinh gia thiếu chủ có việc rời khỏi một hồi, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi liền tại Đinh gia bên trong rỗi rảnh bắt đầu đi dạo, cuối cùng ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Cho nên, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi liền vội vội vàng vàng rời khỏi Đinh gia, nguyên bản bọn hắn muốn trở về nhà mình đi, nhưng rất nhanh người của Đinh gia liền đuổi tới, cho nên ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi một đường trốn ra Thiên Vân Thành. Nhưng bây giờ còn là được chặn ở chỗ này trong rừng cây. Thật sự là ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi thực lực quá yếu, bọn hắn tại Đinh Quảng Đạt ba người đuổi bắt dưới, hai người bọn họ vốn là tại kéo dài tàn hơi. Trên lưng treo hắc huyền nhiều Diệp Thần Phong, hắn nhưng cũng không biết ở Văn Hiên cùng Đinh Quảng Đạt đám người trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Nguyên bản Diệp Thần là muốn rời khỏi, nhưng Đinh Quảng Đạt lại trực tiếp muốn cho hắn đi thấy Diêm Vương ra. Này làm cho Diệp Thần Phong có phần nổi giận. Tại đây đi đường vài ngày thời gian bên trong, Diệp Thần Phong một mực điệu thấp đi việc, hắn nhìn xem phía trước mặt một mặt hung tướng Đinh Quảng Đạt, hắn thật không biết thằng ngu này là từ đâu nhô ra. Mà tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ Đinh Quảng Đạt, hắn không chút nào thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt,
dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, bực này thực lực còn chưa đủ tư cách khiến hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm. Bất quá, Đinh Quảng Đạt ngược lại là thật tò mò thân phận của Diệp Thần Phong, bằng chừng ấy tuổi là có thể có tạo hóa cảnh thực lực, Đinh Quảng Đạt cho rằng Diệp Thần Phong có thể là có một ít bối cảnh người. Thế nhưng, hôm nay ở nơi này gặp phải hắn Đinh Quảng Đạt làm việc, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong là nhất định phải chết được rồi. Đinh Quảng được chứng kiến Diệp Thần Phong khí định thần nhàn dáng dấp, khóe miệng hắn nứt ra một đạo hung tàn nụ cười, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai. Lẽ nào ngươi liền không cảm thấy sợ sệt sao? Ngươi nhưng là lập tức muốn đi gặp Diêm Vương gia rồi. Diệp Thần Phong loại này khí định thần nhàn để Đinh Quảng Đạt phi thường không sảng khoái. Mà ở Diệp Thần Phong bên cạnh cách đó không xa dừng lại ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, hai người bọn họ trên mặt ngoại trừ hoang mang ở ngoài, chả tràn đầy khôi dây dứt, dưới cái nhìn của bọn họ là mình hại Diệp Thần Phong cái này người vô tội. Ở Văn Hiên bình tĩnh một cái tâm tình, hắn hướng về phía Đinh Quảng Đạt, quát lên, thả vị tiền bối này, chúng ta huynh muội hai vị do các ngươi xử trí. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi cũng cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực của hai người bọn họ so với Diệp Thần Phong yếu hơn không ít, ở Văn Hiên xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng tiền bối cũng không quá đáng, dù sao địa huyền giới chính là lấy thực lực phi tôn. Tuy rằng Diệp Thần Phong có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, thế nhưng ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Đinh Quảng Đạt. Đinh Quảng Đạt khi nghe đến ở Văn Hiên vì Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, hắn hầu lung bên trong lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thương lượng với ta tư cách sao? Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái tiểu tử này vận khí không tốt, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách các ngươi huynh muội hai thấy được cái không nên nhìn đồ vật, ba người các ngươi cùng nhau lên đường, tại trên đường Hoàng Tuyền còn có thể làm cái bạn. Đinh Quảng Đạt trên mặt tàn nhẫn vẻ càng phát nồng nặc, thân thể bên trong chợt bộc phát ra tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Phía sau hắn hai trung niên nam nhân một mực cung kính đứng đấy, hai người bọn họ chỉ có thần niệm cảnh thực lực, phải giải quyết Diệp Thần Phong chỉ có Đinh Quảng Đạt động thủ. Tại trong thân thể khí thế bộc phát ra trong nháy mắt, Đinh Quảng Đạt từ bên hông rút ra một cái màu đen búa lớn, từ màu đen búa lớn thượng tản ra nồng nặc sát khí, xem ra lúc trước này Đinh Quảng Đạt dùng cái này búa lớn giết rất nhiều người. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt trước sau không có chút rung động nào, vù. Một tiếng. Hắn đồng dạng đem sau lưng hắc huyền kiếm cho rút đi ra, này Đinh Quảng Đạt chính là một cái bình thường tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ mà thôi, sức chiến đấu cùng tốc độ chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào. Đinh Quảng Đạt thấy Diệp Thần Phong rút ra một thanh khổng lồ hắc kiếm, đầu lưỡi của hắn liếm môi một cái, nói ra, chết ở ta nơi này thanh búa lớn dưới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cường giả có 9 cái rồi, hôm nay ngươi chính là cái người thứ 10. Dứt tiếng. Đinh Quảng Đạt dưới chân linh khí tuôn ra xuất, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hắn trong thân thể linh khí đang nhanh chóng chuyển vào hắc huyền kiếm bên trong, linh khí đang không ngừng chuyển hóa thành hắc huyền kiếm mũi kiếm. Mà tình cảnh này rơi vào một bên ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi trong mắt, bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần Phong là bị Đinh Quảng Đạt tốc độ dọa sợ, cho tới quên mất phản kích. Ở Văn Hiên thở dài một hơi. Nguyên bản hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong một mực thong dong bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong có lá bài tẩy, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, hắn có chút hốt hoảng nói ra, Uyển Nhi, xem ra chúng ta cũng chết ở chỗ này rồi. Ở Uyển Nhi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, người nhíu một cái mũi, trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt không đành lòng, nàng nói ca, là chúng ta làm phiền hà hắn cần phải cũng mới hơn 20 tuổi. Nhưng hắn đã có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, hắn nhất định là đại tông môn bên trong người. Mà Đinh Quảng Đạt cái kia hai tên thần niệm cảnh thủ hạ, bọn họ là gương mặt chuyện đương nhiên, dù sao vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, chỉ có đỉnh cấp trong tông môn thiên tài có thể làm được, bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng trước mặt Diệp Thần Phong sẽ là cái gì đỉnh cấp tông môn thiên tài. Cầm trong tay màu đen búa lớn Đinh Quảng Đạt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Nụ cười trên mặt hắn trở nên dữ tợn mấy phần, trong tay to lớn màu đen búa hướng về Diệp Thần Phong đầu bổ xuống, dường như muốn đem Diệp Thần Phong cả người cho bổ làm hai. Nhưng Diệp Thần Phong biểu lộ nhưng vẫn là hờ hững cực kỳ, nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên bả vai thiên kim chuột tiểu kim, nó khẩu bên trong chít chít. Hướng về Đinh Quảng Đạt quơ múa móng vuốt,
Ninh Quảng Đạt khí thế trên người lại tăng lên nữa, trong tay màu đen búa lớn có loại là thế như trẻ tre ác liệt, khẩu bên trong quát lên, tiểu tử, đi Diêm Vương Điện đăng báo nói. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần Phong trong tay phải hắc huyền kiếm chuyển động, một kiếm hướng về Đinh Quảng Đạt búa lớn quất tới, nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong nhưng cung kính đem trọng kiếm vô phong thức thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới tu luyện đến cảnh giới đại thành rồi. Một bên ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi thấy Diệp Thần Phong hiện tại mới phục hồi tinh thần lại, hai người bọn họ không cấm tiệt vọng lắc đầu, bọn hắn biết Diệp Thần Phong khẳng định không cách nào đỡ Đinh Quảng Đạt búa lớn. Bởi vì Diệp Thần Phong chiêu kiếm này quá mức bình thường rồi. Ninh Quảng Đạt cái kia hai tên thần niệm cảnh thủ hạ, hai người bọn họ cũng xem thường đàm luận hai câu. Tiểu tử này nhất định sẽ được Đinh gia cho chém thành hai khúc, ai bảo hắn suối quẩy xuất hiện tại đây đây. Ta xem tiểu tử này là chỉ có một thân thực lực, hắn vừa nãy nhưng là sợ đến quên hoàn thủ đâu, hiện tại phản ứng lại có cái dám dùng. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền phản kích, như vậy hắn hay là vẫn có thể tại Đinh gia dưới tay sống qua mấy chiêu đây. Loại này có thực lực vẫn là tôm chân mềm nhân vật, về sau nhất định không sẽ có cái gì thành tựu. Thế nhưng, tại Diệp Thần Phong vung ra nhất kiếm phá thiên dưới thời điểm. Đối mặt Diệp Thần Phong chiêu kiếm này Đinh Quảng Đạt, trong lòng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Thần Phong chiêu kiếm này vung ra, có một loại bao phủ thiên hạ cảm giác, để Đinh Quảng Đạt dù như thế nào cũng né tránh không được. Đến giờ phút này rồi Đinh Quảng Đạt mới biết mình là khinh địch. Này nhất kiếm phá thiên dưới theo người ngoài chỉ là phổ thông một kiếm, chỉ có đối mặt chiêu kiếm này người mới có thể cảm nhận được trong đó power. Đinh Quảng Đạt cắn răng một cái, hắn đem khí thế dồn đến cực hạn, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ bí ẩn rồi. Cheng! Một tiếng, hắc huyền kiếm cùng màu đen búa lớn chạm đụng vào nhau. Hắc huyền kiếm mũi kiếm thông qua màu đen búa lớn chảy vào Đinh Quảng Đạt thân thể bên trong. Đinh Quảng Đạt nhất thời cảm giác toàn thân có một loại bành trướng cảm giác, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn muốn hóa giải này cỗ bành trướng. Nhưng lúc này đã muộn. Ầm. Đinh Quảng Đạt toàn thân các bộ vị không ngừng nổ tung đi ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Cuối cùng Đinh Quảng Đạt màu đen búa lớn bên trong cũng truyền ra một thân nổ vang. Đinh Quảng Đạt gân mạch trong khoảnh khắc toàn bộ gãy vỡ, cả người ngồi phịch ở trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một người phế nhân. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt vẫn như vậy lãnh đạm, hắn nói ra tại sao? Ta nói ngươi tại sao phải chính mình tìm tai vạ đâu này? Ta vẫn muốn điệu thấp đi việc, vừa vặn ta lại không nghĩ quan tâm các ngươi này cọc chuyện hư hỏng. Nhưng ngươi tại sao phải buộc ta đâu này? Ta nói ngươi có phải hay không vội vã muốn đi Diêm Vương Điện đưa tin? Vẫn là ngươi hôm nay ra ngoài đầu được lừa đá, thực sự là không biết cái gọi là. Toàn thân gân mạch gãy vỡ Đinh Quảng Đạt, hắn nghe thế lời nói sau, sắc mặt hắn một trận đỏ lên, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra, hắn được Diệp Thần Phong cho tức giận thổ huyết rồi. Sớm biết Diệp Thần Phong là sói đội lốt cừu, lại cho Đinh Quảng Đạt 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Thần Phong. Hắn bây giờ là khóc không ra nước mắt, nguyên bản giết ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi là có thể trở lại giao lên, nhưng bây giờ chính hắn lại trở thành một kẻ tàn phế, hắn đây cũng là tội gì tìm tai vạ đây. Mà một bên ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi hai huynh muội này, hai người bọn họ là trợn to hai mắt, miệng cũng dương thật to, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, bọn hắn quả thực không thể tin được trước mặt tình cảnh này. Đinh Quảng Đạt lại bị Diệp Thần Phong cho một chiêu miểu sát. Nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng so với Đinh Quảng Đạt thực lực yếu hơn không ít. Này không khỏi cũng quá kiểu như trâu bò đi nha. Chương 1616, đi gặp người quen cũ. Toàn bộ trong rừng cây yên tĩnh, nói thật Diệp Thần Phong không phải một cái yêu thích ra vẻ người, nhưng trên thế giới này chính là có nhiều như vậy ngu xuẩn, không nên ép Diệp Thần Phong trang hai lần, kiểu như trâu bò hai lần mới cam tâm. Diệp Thần Phong trước mắt muốn đuổi đường về Diệp Môn nhìn xem tình huống, kế tiếp chả muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh bên trong, hắn thật sự không muốn tại loại này rác rưởi trên người lãng phí thời gian. Ninh Quảng Đạt cái kia hai tên thần niệm cảnh thủ hạ, hai người bọn họ đã sớm ngây người như phỗng rồi. Hai người này vừa vặn chả đang nói là Diệp Thần Phong suối quẩy mới xuất hiện ở đây, còn nói Diệp Thần Phong có thực lực như vậy vẫn là tôm chân mềm. Nhưng bọn họ khẩu bên trong con này tôm chân mềm.
một chiêu liền đem chủ tử của bọn hắn Đinh Quảng Đạt cho hoàn toàn phế bỏ. Trong chớp nhoáng này để hai người bọn họ cảm giác thế giới quá điên cuồng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân lá gan gãy vỡ Tử Quảng Đạt, hắn thoi thóp một hơi nằm ở trên mặt đất, hắn nhìn xem không ngừng dựa vào rất gần Diệp Thần Phong, trên mặt hắn tàn nhẫn đã sớm biến mất không còn chút nào, hắn dùng hết toàn lực nói ra, này, vị huynh đệ này, vừa nãy là hiểu lầm, vừa nãy đúng là hiểu lầm, ngươi bây giờ có thể rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản ngươi rồi. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Đinh Quảng Đạt ánh mắt, phảng phất là tại nhìn một cái kẻ ngu, hắn bình thản nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi sẽ không ngăn cản ta, ngươi có trở ngại cản thực lực của ta sao? Hiện tại biết là đã hiểu lầm, vừa nãy ngươi làm gì thế đi rồi? Ngươi không phải là muốn để cho ta đi Diêm Vương Điện đăng báo đạo sao? Ngươi đã như thế yêu thích Diêm Vương Điện, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm hướng về Đinh Quảng Đạt cổ đâm tới rồi, Đinh Quảng Đạt con mắt trợn lên phảng phất như chuông đồng, hắn bây giờ thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích, hắn vội vàng nói, ngươi biết ta là ai không? Chúng ta Đinh gia chính là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người, ngươi. Xì xì. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua Đinh Quảng Đạt cổ, hắn lạnh nhạt nói, ngươi quá táo lưỡi rồi. Thủy gia. Diệp Thần Phong ở trong lòng lầm bầm một câu, hắn không biết Đinh Quảng Đạt chỗ nói Thủy gia, đến cùng phải hay không Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm chỗ ở Thủy gia. Tại đem Đinh Quảng Đạt đưa đi thấy Diêm Vương ra sau, Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia hai tên thần niệm cảnh đàn ông trung niên. Địa huyền giới từ trước đến giờ là nhược nhục cường thực, Diệp Thần Phong không phải là một cái hội nương tay người. Trong thân thể linh khí lay động. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia hai tên thần niệm cảnh đàn ông trung niên trước mặt tại đối phương chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm nhanh chóng mà đâm vào bọn hắn cổ hai người bên trong. Cái kia hai tên thần niệm cảnh đàn ông trung niên trong nháy mắt một mạng minh hô. Tại đem Đinh Quảng Đạt cùng hắn hai tên thủ hạ giải quyết sau đó Diệp Thần Phong đem Hắc Huyền kiếm thả lại trên lưng, hắn ánh mắt nhìn về phía ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi. Tại nhận ra được Diệp Thần Phong ánh mắt sau ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi hai huynh muội này mới vội vàng phản ứng lại, hai người bọn họ hiện ra đến mức dị thường căng thẳng thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện ra sức chiến đấu làm kinh sợ bọn họ, này khiến cho bọn hắn thân thể cũng có chút căng thẳng rồi. Diệp Thần Phong chạy đi trở về Diệp Môn, hắn liền tất cần phải trải qua Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành tòa này tu luyện người thành trì, Diệp Thần Phong ngược lại là biết rõ. Hắn chỉ là không biết Thiên Vân Thành là do ai tại trưởng khống. Diệp Thần Phong mở miệng nói, hai người các ngươi lại đây. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi có chút bất an đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, ở Văn Hiên gấp bận bịu cung kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra, các ngươi biết Thiên Vân Thành là do phương nào thế lực trưởng khống đấy sao? Ở Văn Hiên vội vàng trả lời, tiền bối Thiên Vân Thành là do Thủy gia trưởng khống. Thủy gia trên đất huyền giới thuộc về tứ phẩm tông môn. Lúc này, Diệp Thần Phong có thể khẳng định cái này Thủy gia chính là Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm nước của các nàng nhà, trên đất huyền giới chỉ có Thủy Tử Yên nước của bọn hắn gia, tông môn cấp bậc đã tới tứ phẩm. Xem ra Thiên Vân Thành chính là Thủy gia đại bản doanh sở tại. Từ khi lúc trước viễn cổ thần ma nghĩa địa từ biệt, Diệp Thần Phong liền cũng không còn cùng Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm đôi tỉ muội này đã gặp mặt. Ban đầu ở Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trong mắt, Diệp Thần Phong một người lưu tại viễn cổ thần ma trong mộ địa mà di tích lối vào cũng phong bế, tại bây giờ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trong lòng, Diệp Thần Phong phải hay không còn sống. Hai người bọn họ cũng không biết, vừa vặn Đinh Quảng Đạt nhắc tới Đinh gia chính là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người, ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, Thủy gia đại trưởng lão đại tôn tử Giang Tuấn Thiên cùng tiểu tôn tử Giang Tuấn Hoa. Bọn hắn nhưng là chết trong tay Diệp Thần Phong. Tại viễn cổ thần ma trong mộ địa, Giang Tuấn Thiên cùng Giang Tuấn Hoa thậm chí còn đối Thủy Mộng Hàm động thủ. Theo lý tới nói, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm rời đi viễn cổ thần ma nghĩa địa sau, hẳn là muốn bắt Thủy gia đại trưởng lão một mạch khai đao. Diệp Thần Phong lại hỏi, Thủy gia dòng chính một mạch cùng đại trưởng lão một mạch, bây giờ quan hệ phải hay không rất hồi hộp. Ở Văn Hiên nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, hắn gật đầu nói, tiền bối. Ngươi nói không sai, quãng thời gian trước ta nghe nói, Thủy gia dòng chính một mạch thật giống sẽ đối đại trưởng lão một mạch động thủ,
thế nhưng đại trưởng lão một mạch bây giờ tại Thủy Gia cũng là thâm căn cố đế rồi, dòng chính một mạch căn bản vô pháp lập tức diệt trừ đại trưởng lão một mạch. Quả nhiên, Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán một chút cũng không sai, không phải Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm không hề động thủ, mà là Thủy Tử Yên bọn hắn dòng chính một mạch tạm thời không có năng lực đem đại trưởng lão một mạch trừ tận gốc. Nếu liên lụy đến Thủy Gia, như vậy Diệp Thần Phong ngược lại là hỏi nhiều hai câu, Đinh Gia cùng Thủy Gia đại trưởng lão một mạch là quan hệ như thế nào? Các ngươi vì sao lại được người của Đinh Gia truy sát? Diệp Thần Phong chính là cung kính ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi ân nhân cứu mạng, ở Văn Hiên ngược lại cũng kiên nhẫn đối Diệp Thần Phong giải thích lên. Đinh Gia cùng Vu Gia cũng chìm ở Thiên Vân Thành bên trong thế lực. Đinh Gia thuộc về lục phẩm tông môn phạm trù, lục phẩm tông môn chỉ cần có tạo hóa cảnh cường giả tọa chấn. Mà Vu Gia thuộc về bát phẩm tông môn phạm trù, bát phẩm tông môn chỉ cần có hợp biển cảnh cường giả tọa chấn. Cả Thiên Vân Bắc đều là do Thủy Gia trưởng khống. Vu Gia này nhóm thế lực, bọn hắn vẫn không có dựa vào Thủy Gia tư cách. Thế nhưng, Đinh Gia lại có dựa vào Thủy Gia tư cách, người của Đinh Gia dựa vào cũng không phải Thủy Gia dòng chính một mạch, mà là Thủy Gia đại trưởng lão một mạch. Về phần ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi vì sao lại được Đinh Gia gia chủ đệ đệ Đinh Quảng Đạt truy sát? Nguyên bản ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi cùng Đinh Gia thiếu chủ cũng là tốt hữu, bọn hắn tại Đinh Gia làm khách, Đinh Gia thiếu chủ tạm thời rời khỏi một hồi. Tại Đinh Gia bên trong đi dạo ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi, bọn hắn tại Đinh Gia hậu hoa viên một chỗ rậm rạp trong bụi rậm, nhìn thấy một cái dáng dấp cực kỳ buồn nôn lão đầu, hắn chính nằm sấp tại trên người một nữ nhân làm vận động. Theo, dáng dấp này buồn nôn lão đầu không ngừng vận động. Tên kia nữ nhân thân thể dần dần khô quắt xuống, giống như là một thân tiên huyết toàn bộ được hút khô rồi, cuối cùng trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Cái kia buồn nôn lão đầu tại làm xong việc tình sau, hắn thật giống yếu lập tức điều tức, không có thời gian đi quản ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi, cho nên hai huynh muội này mới thừa cơ hội này trốn thoát. Ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi rõ ràng cảm thấy cái kia buồn nôn lão đầu thực lực phi phàm, e sợ chuyển tay ngón tay là có thể ép chết hai người bọn họ rồi. Tiếp đó, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi vốn là muốn trốn về nhà mình, nhưng người của Đinh Gia nhanh chóng áp dụng hành động. Căn bản để cho bọn họ ngay cả chạy trốn về nhà cơ hội cũng không có, cho nên hai huynh muội này mới một đường trốn ra Thiên Vân Thành. Nghe được ở Văn Hiên tự thuật sau đó Diệp Thần Phong có thể khẳng định cái kia buồn nôn lão đầu tu luyện một loại nào đó ma công, như vậy đối phương rất có thể là người trong ma đạo rồi. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, cũng có hai tên ma tu lẫn vào trong đó, Diệp Thần Phong lúc đó cũng hiểu rõ một chút ma đạo tông môn sự tình. Theo lý tới nói, ma đạo tông cửa người cũng không quá hội bước ra U Minh quỷ vực, cho dù bước ra U Minh quỷ vực cũng sẽ cực kỳ điệu thấp đi việc, nhưng ma đạo tông cửa người xuất hiện tại Thiên Vân Thành Đinh Gia, đối phương có thể là nắm trong tay Đinh Gia. Này làm cho Diệp Thần Phong mơ hồ có loại dự cảm xấu. Thiên Vân Thành nếu là Thủy Gia đại bản doanh, Diệp Thần Phong cùng Thủy Gia tỉ muội cũng coi như là có chút giao tình rồi, xem ra hắn cần thiết đi gặp người quen cũ. Ma đạo tông trong môn phái người vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thiên Vân Thành, Diệp Thần Phong có nhất định muốn đi nhắc nhở vừa xuống nước ra tỉ muội. Đương nhiên bây giờ Diệp Thần Phong chả cũng không biết, lại có thêm khoảng 5 tháng thời gian, ma đế huyết thiên liền muốn thức tỉnh rồi. Ma đế huyết thiên thêm vào thập đại ma tướng, địa huyền giới chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó, e sợ muốn lần nữa nghênh đón một trận chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Chương 1617, bọn hắn nhất định phải chết. Thủy Gia cái này tứ phẩm tông môn, trên đất huyền giới thuộc về một cái điển hình buôn bán gia tộc, trên đất huyền giới rất nhiều nơi đều có Thủy Gia sản nghiệp. Thiên Vân Thành lấy tư cách Thủy Gia đại bản doanh vị trí. Cả tòa Thiên Vân Thành tự nhiên là được Thủy Gia quản lý hữu thanh hữu sắc rồi. Tại đem Đinh Quảng Đạt đám người xử lý, lại biết một chút liên quan với nước gia sự tình sau, Diệp Thần Phong ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi cùng đi đã đến Thiên Vân Thành bên trong. Trên đường phố là cực kỳ phồn hoa, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi lấy tư cách Thiên Vân người bên trong thành, huynh muội bọn họ hai đôi Thiên Vân Thành vẫn là tương đối quen thuộc. Ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi mang theo Diệp Thần Phong đi tới một tòa tử lâu trước. Trước mặt tòa tử lâu này cực kỳ xa hoa, tại tử lâu ngay phía trên mang theo một khối to lớn mặt bài, trên đó viết Thủy Nguyệt Lầu. Này ba chữ lớn. Ở Văn Hiên đối với Diệp Thần Phong mở miệng nói, tiền bối, hôm nay may mắn mà có người tại, ta xin tiền bối người ăn bữa cơm đi.
Tính xin hy vọng tiền bối ngươi không nên cự tuyệt. Một bên ở Uyển Nhi, người cũng nhìn xem Diệp Thần Phong, gò má nàng vi vi ửng hồng nói, tiền bối, ta ca nói không sai, chúng ta Vu gia chỉ là một cái gia tộc nhỏ mà thôi, chúng ta cũng không biết nên làm sao báo đáp tiền bối ngươi. Sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn thấy ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi đều mở miệng, hơn nữa hắn cảm giác ra đối phương chân thành, hắn ngược lại cũng không tiện cự tuyệt rồi, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, đợi cơm nước xong xuôi lại đi tìm Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm cũng có thể. Cho nên, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, được, chúng ta liền trước ăn bữa cơm đi. Bất quá, các ngươi cũng không nên nói báo đáp không báo đáp các loại bảo, ta cũng chỉ là thuận tay giải quyết xong cái kia mấy con ruồi mà thôi. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi dồn dập lộ ra vui mừng yêu chi sắc, vừa nãy tiến vào Thiên Vân Thành thời điểm, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi vừa vặn gặp Vu gia quản gia Triệu Bá. Vu gia chỉ thuộc về bát phẩm tông môn phạm trù, trong gia tộc thực lực cao nhất cũng chỉ có hợp biển cảnh tầng thứ. Cho nên, ở Văn Hiên để Triệu Bá đi thông báo cha của hắn đến một chuyến Thủy Nguyệt Lầu, đồng thời đơn giản hướng về Triệu Bá giới thiệu một chút, Diệp Thần Phong chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Trên đất huyền giới chính là lấy thực lực phi tôn, mà Diệp Thần Phong có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, cho nên ở Văn Hiên cảm thấy cần thiết để cha của mình đến cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ rồi, tự mình đến cho Diệp Thần Phong nói một tiếng tạ. Đương nhiên Diệp Thần Phong tại trong rừng cây giết Đinh gia gia chủ đệ đệ Đinh Quảng Đạt, ở Văn Hiên trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng, hắn cũng phải cùng phụ thân thương lượng vứt bỏ số lượng chuyện này. Ở Văn Hiên cùng tay Uyển Nhi đem Diệp Thần Phong đưa vào Thủy Nguyệt trong lầu. Nước này Nguyệt Lâu chính là thủy gia sản nghiệp một trong, tại rất nhiều người tu luyện trong thành trì đều có Thủy Nguyệt Lầu chi nhánh. Đương nhiên Thủy Nguyệt trong lầu tiêu phí thống nhất là muốn dùng linh thạch thanh toán, tay Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi bình thường căn bản sẽ không bước vào Thủy Nguyệt Lầu, ở nơi này phổ thông ăn một bữa cơm, liền đầy đủ nhường cho Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi xuất huyết nhiều một lần rồi. Tại Diệp Thần Phong, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi bước vào Thủy Nguyệt Lầu không bao lâu. Thiên Vân Thành Đinh gia bên trong đại sảnh, một tên ăn mặc màu đen tăng bào lão đầu, hắn ngồi ở vị trí đầu não trên mặt ghế. Ông lão này tướng mạo cực kỳ buồn nôn, cả khuôn mặt dường như quỷ quái bình thường trên mặt da thịt toàn bộ nhăn nheo thành một đoàn. Ông lão này tóc toàn bộ cạo sạch, chợt nhìn qua ngược lại như là một cái nhà sư. Ông lão này chính là ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi nhìn đến cái kia buồn nôn lão đầu, dựa vào làm loại chuyện kia. Có thể đem thân thể nữ nhân bên trong tiên huyết toàn bộ hút khô. Lão đầu này tên là Quỷ Diện Nhà Sư, hắn đến từ ở U Minh Quỷ vực bên trong, một thân thực lực tại luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Quỷ Diện Nhà Sư tại U Minh Quỷ vực bên trong thuộc về là ma đạo tán tu, bất quá, quỷ này mặt nhà sư cùng rất nhiều ma đạo tông cửa quan hệ cũng không tệ. Tại một tháng trước, Quỷ Diện Nhà Sư liền nghe nói ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh tin tức. Khi nghe đến tin tức này sau đó Quỷ Diện Nhà Sư liền cũng nhìn không được nữa, hắn công pháp tu luyện là muốn dựa vào nữ nhân tới tăng cao thực lực, nhưng ở U Minh Quỷ vực trong đều là ma đạo tông môn người, hắn tại U Minh Quỷ vực bên trong không thể không chút kiêng kỵ tu luyện. Mà ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh tin tức, này không thể nghi ngờ cho Quỷ Diện Nhà Sư một cái kinh hỉ, hắn lập tức bước ra U Minh Quỷ vực, dự định trước tiên ở bên ngoài hoạt động một chút rồi. Quỷ Diện Nhà Sư bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Đinh gia, mà quỷ này mặt nhà sư tại dùng nữ nhân công pháp tu luyện thời điểm, hắn đặc biệt yêu thích tại dã ngoại các loại bất đồng trong hoàn cảnh. Cho nên, trước đó mới sẽ được ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi trong lúc vô tình nhìn đến. Tại Quỷ Diện Nhà Sư trước mặt còn đứng một người trung niên nam nhân, tên này đàn ông trung niên cùng Đinh Quảng Đạt lớn lên có mấy phần tương tự, hắn chính là Đinh Quảng Đạt ca ca Đinh Nghiễm Thiên, đồng thời cũng là Đinh gia gia chủ. Tại Đinh gia trong đại điện chỉ có Quỷ Diện Nhà Sư cùng Đinh Nghiễm Thiên hai người này. Đinh Nghiễm Thiên cùng Đinh gia nhân viên chủ yếu đều trúng Quỷ Diện Nhà Sư kịch độc, bọn hắn đều bị Quỷ Diện Nhà Sư khống chế, bọn hắn chỉ có thể mặc cho Quỷ Diện Nhà Sư bài bố rồi. Vừa vặn Đinh Quảng Đạt bản mệnh ngọc bài đã nổ tung rồi. Hơn nữa Đinh gia hạ nhân trở về bẩm báo, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi sống sót về tới Thiên Vân Thành. Ở chỗ Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi bên người trả đi theo một tên tạo hóa cảnh thanh niên. Ma tu Quỷ Diện Nhà Sư sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không Đinh gia cũng sẽ không truy sát ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi. Đinh gia cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Bây giờ Đinh Quảng Đạt cũng đã chết,
này làm cho Đinh Nhiễm Thiên trong lòng nín một hơi. Ngồi ở chủ vị quỷ diện nhà sư, thanh âm hắn khàn giọng mở miệng, chuyện của ta tuyệt đối không thể khiến người khác biết, cái kia hai cái nhìn thấy người của ta nhất định phải chết, còn có hiện tại cùng hai người bọn họ ở chung với nhau người tuổi trẻ kia, hắn có lẽ cũng biết chuyện của ta, cho nên ba người bọn họ cũng phải đi chết, chính ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Đinh Nhiễm Thiên không dám có chút phản bác, hắn tại quỷ diện nhà sư trước mặt là hung hăng gật đầu. Hắn biết nhất định phải mau sớm đưa cho Nhọn Hiên đám người lên đường, bằng không quỷ diện nhà sư sự tình một khi tiết lộ, bọn hắn Đinh gia cũng nhất định sẽ đi theo chôn cùng. Đinh Nhiễm Thiên tại cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh sau, hắn lập tức dặn dò người đi một chuyến Vu gia, cũng lại nói rõ hắn Đinh Nhiễm Thiên đệ đệ Đinh Quảng Đạt đã bị chết ở tại ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi trên tay, nếu như Vu gia yếu giữ gìn hai người này lời nói, như vậy Đinh gia cũng sẽ áp dụng tương quan thủ đoạn. Nhưng nếu như Vu gia nguyện ý vào khoảng Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi đuổi ra Vu gia, như vậy Đinh gia có thể không đem lửa giận di chuyển còn ra trên người. Tại phân phó xong chuyện này sau, Đinh Nhiễm Thiên lại an bài người đi hướng về Thủy Nguyệt Lầu rồi, hắn nhất định muốn bằng tốc độ nhanh nhất, tìm một thích hợp nhất mượn cớ, có thể tại trước mặt mọi người cũng đã giết ở Văn Hiên đám người. Tại Đinh gia sẽ đối Diệp Thần Phong đám người áp dụng hành động thời điểm. Thiên Vân Thành, Thủy gia một chỗ độc đáo trong sân. Thủy gia đại tiểu thư Thủy Tử Yên cùng nhị tiểu thư Thủy Mộng Hàm, này hai tỷ muội ngồi ở sân trên mặt ghế. Thanh thuần Thủy Mộng Hàm nâng cái má, trong con ngươi của nàng tràn đầy tư niệm. Một bên Thành Thục cảm động nước tím mẹ, người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người biết mình cô em gái này nhất định là đang suy nghĩ Diệp Thần Phong rồi. Nhưng hôm nay Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm liền Diệp Thần Phong phải hay không còn sống cũng không biết. Mấy ngày nay, Thủy Mộng Hàm tương tư là càng ngày càng nghiêm trọng, Thủy Tử Yên đem Thủy Mộng Hàm kéo lên, nói ra, Mộng Hàm, chúng ta đi Thủy Nguyệt Lầu ăn cơm đi. Thủy Nguyệt Lầu ngày hôm qua vừa vặn nghiên cứu ra hai đạo kiểu mới thức ăn. Được tỷ tỷ mình từ trên ghế kéo lên Thủy Mộng Hàm, người cắn môi hỏi tỷ, chẳng lẽ còn không có Diệp Đại Ca tin tức sao? Ta tin tưởng Diệp Đại Ca khẳng định cũng từ trong di tích đi ra. Thủy Tử Yên sờ sờ Thủy Mộng Hàm đầu. Di tích lối vào đã sớm phong bế, Diệp Thần Phong có thể đi ra ngoài tỷ lệ hầu như là số 0, Thủy Tử Yên có phần đau thương thở dài một hơi, nói ra, Mộng Hàm, tạm thời vẫn không có Diệp Thần Phong tin tức, bất quá, gần nhất một cái tên là công tử thần bí người, chuyện của hắn ngược lại là làm đến sôi sùng sục lên. Thủy Mộng Hàm cũng nghe nói công tử thần bí sự tình, thế nhưng người đối công tử thần bí không có chút nào cảm thấy hứng thú, người chỉ muốn biết của nàng Diệp Đại Ca còn sống. Thủy Mộng Hàm bĩu môi ba nói ra, thần bí gì công tử? Ta xem hắn khẳng định không có Diệp Đại Ca ưu tú. Thủy Tử Yên là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tục truyền nghe thấy công tử thần bí nhưng là có thể điều khiển động nửa bước tiên khí lưu ly cung điện người, hơn nữa tại Âm Minh Tông một trận chiến triệt để khai hỏa công tử thần bí tên tuổi. Tại Thủy Tử Yên trong lòng hay là Diệp Thần Phong làm ưu tú, nhưng là cùng công tử thần bí so ra còn thật sự không đáng chú ý. Thủy Tử Yên lôi kéo Thủy Mộng Hàm trực tiếp đi ra sân, nói ra, được rồi, chúng ta đi trước Thủy Nguyệt Lầu nếm thử mới nghiên cứu ra hai món ăn đồ ăn. Chương 1618, người điên rồi sao? Thiên Vân Thành, Thủy Nguyệt trong lầu, Thủy Nguyệt Lầu tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất đối với bất kỳ người nào đều cởi mở, chỉ cần trên người ngươi có linh thạch đi vào tiêu phí. Mà muốn đến tầng thứ hai đi dùng cơm, thực lực nhất định muốn có thần niệm cảnh tầng thứ. Về phần tầng thứ ba không đối với bất kỳ người nào mở ra, chỉ có thủy gia nội bộ nhân viên mới có thể đến tầng thứ ba đi dùng cơm. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi ba người này, bọn hắn ngồi ở tầng thứ nhất dựa vào cửa sổ vị trí. Tại Diệp Thần Sư trước mặt bọn họ trên bàn, để năm đạo tinh mỹ thức ăn cùng với một bầu rượu ngon. Ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi cung kính cho Diệp Thần Phong rót rượu, bọn hắn đồng thời kính Diệp Thần Phong một chén rượu. Mà Diệp Thần Phong cũng biết nước này Nguyệt Lâu chính là thủy gia sản nghiệp. Khả nhân ở đèn, khóe mắt của nàng một mực len lén nhìn xem Diệp Thần Phong, cũng không biết là uống rượu duyên cớ đâu này. Vẫn là trong lòng nàng xấu hổ duyên cớ, ở Huyền Nhi gò má trước sau hiện ra đỏ ửng. Ở Huyền Nhi khẽ cắn môi, người cực kỳ ngoan ngoãn cho Diệp Thần Phong gắp thức ăn, xem ra ở Huyền Nhi thật sự đối Diệp Thần Phong có hảo cảm rồi, dù sao ở chỗ Huyền Nhi tuyệt vọng nhất thời điểm. Là Diệp Thần Phong xuất thủ cứu nàng cùng ca ca của nàng.
Chính lúc Diệp Thần Phong cùng hai huynh muội này chậm rãi quen thuộc lúc thức dậy, Thủy Nguyệt trong lầu lại đi vào hai trung niên nam nhân, này hai trung niên nam tầm mắt của người quét mắt một vòng sau, cuối cùng như ngừng lại Diệp Thần Phong đám người trên bàn. Này hai trung niên nam nhân nhanh chân hướng về Diệp Thần Phong đám người bên này đi tới, ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi nhìn thấy này hai trung niên nam nhân sau, ở Văn Hiên vội vàng đứng lên, nói ra, phụ thân, tiểu thúc, các ngươi đều tới a hát. Tiếp lấy, ở Văn Hiên lại nhìn một cái Diệp Thần Phong, đối lên trước mặt hai trung niên nam nhân, nói ra, vị này chính là đã cứu ta và Uyển Nhi tiền bối. Ở Uyển Nhi cũng điềm đạm đáng yêu nói, phụ thân, tiểu thúc, nếu không có vị tiền bối này, ta cùng ca hiện tại đã bị chết. Này hai trung niên nam nhân không nói một lời, chỉ là bọn hắn hai cái sắc mặt càng phát âm trầm. Này hai trung niên nam nhân trong đó thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, hắn chính là ở gia gia chủ ở Hưng Hoa, đồng dạng hắn cũng là ở Văn Hiên cùng ở phụ thân của Uyển Nhi, mà một cái khác thực lực tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, hắn chính là ở Hưng Hoa đệ đệ ở Hưng Lập. Nguyên bản Vu gia quản gia Triệu Bá căn cứ ở Văn Hiên dặn dò, hắn nhường cho Hưng Hoa lập tức đi một chuyến Thủy Nguyệt Lầu. Dù sao ở Văn Hiên chính là Vu gia thiên tài, Vu gia chỉ là bát phẩm tông môn, trong đó thực lực cao nhất cũng chỉ là tại hợp biển cảnh, mà ở Văn Hiên tuổi còn trẻ liền có hợp biển cảnh nhất trọng thiên thực lực, ở Văn Hiên ở chỗ gia có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng mà, ở chỗ Hưng Hoa chuẩn bị đi hướng Thủy Nguyệt Lầu thời điểm, người của Đinh gia tìm tới cửa đến. Đồng thời đem Đinh gia gia chủ theo như lời nói, toàn bộ chuyển cáo cho ở Hưng Hoa này làm cho ở Hưng Hoa Tần Lúc cảm giác sét đánh ngang tai. Ở Hưng Hoa lập tức cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập thương lượng một phen, cuối cùng vì bảo trụ bọn hắn Vu gia, bọn hắn chỉ có thể hy sinh ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi rồi, dù sao Vu gia không phải là đối thủ của Đinh gia, huống chi Đinh gia vẫn là phụ thuộc vào Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch. Ở chỗ Hưng Hoa cùng ở Hưng Lập xem ra, liền coi như bọn họ muốn bảo vệ ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, cuối cùng cũng chỉ biết rơi vào diệt môn cục diện đến không bằng thẳng thắn một điểm trực tiếp từ bỏ ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi. Tuy rằng ở Văn Hiên ở chỗ gia cũng coi là thiên tài, nhưng mà nếu như Vu gia đều diệt môn rồi, thiên tài còn có cái gì dùng? Lần sau, ở chỗ Hưng Hoa xem ra nhi tử cùng con gái chết rồi, hắn tuy rằng cũng sẽ đau lòng, thế nhưng hắn còn có thể tái sinh. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi nhìn thấy ở Hưng Hoa cùng ở Hưng Lập sắc mặt càng phát khó coi, ở Văn Hiên hỏi, phụ thân, tiểu thúc, hai người các ngươi là thế nào? Đùng, đùng. Ở Hưng Hoa một bạt tai trực tiếp phiến ở Văn Hiên gò má thượng mà ở Hưng Lập nhưng là một bạt tai phiến ở Uyển Nhi gò má thượng. Ở Hưng Hoa tức giận quát lên, hai người các ngươi gây chuyện đồ vật, hai người các ngươi như nào đây có mặt trở về Thiên Vân Thành đến? Hai người các ngươi tại sao không đi chết? Từ giờ khắc này, hai người các ngươi bị trục xuất Vu gia rồi, về sau hai người các ngươi cùng chúng ta Vu gia không có một chút nào quan hệ. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi trên gương mặt có một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay, ở Văn Hiên khởi điểm là vẻ mặt nghi hoặc thế nhưng hắn chậm rãi nghĩ thông suốt cả sự tình, nhất định là người của Đinh gia biết hắn và ở Uyển Nhi sống sót trở về rồi, người của Đinh gia hướng về Vu gia tạo áp lực rồi, mà hắn và ở Uyển Nhi nhưng là được Vu gia cho từ bỏ. Này làm cho ở Văn Hiên trong lòng là hoàn toàn mát thấu, khóe miệng hắn hiện lên một vệt trào phúng nụ cười, dĩ vãng ở chỗ gia cha của hắn cùng tiểu thúc đối với hắn là như vậy quan ái, nhưng hôm nay tại Đinh gia tạo áp lực dưới, Vu gia dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ hắn và ở Uyển Nhi. Đây là ở Văn Hiên làm sao cũng không nghĩ ra, sớm biết sự tình sẽ như thế, ở Văn Hiên tuyệt đối sẽ không trở về Thiên Vân Thành tới, hắn chính là gặp được Đinh gia cái kia ma tu nhưng đập. Hắn lo lắng Vu gia những người khác an toàn bộ, hắn mới trở về muốn cùng cha của hắn thương lượng kế sách ứng đối. Nhưng kết quả đây, ở Uyển Nhi cảm giác trên gương mặt đau rát đau nhức, người từ nhỏ vẫn không có bị người đập tới bạt tai đây. Nhưng lần này người lại bị tiểu thúc của chính mình cho tát một bạt tai, cảnh này khiến ở Uyển Nhi viền mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt trong chảy ra. Ở Uyển Nhi vẫn không có nghĩ tới cùng ở Văn Hiên như vậy rõ ràng. Người bất lực mà hỏi, phụ thân, tiểu thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Ở Hưng Hoa lớn tiếng quát lên, im miệng, ta đã không phải là của các ngươi phụ thân rồi, chính các ngươi gây ra sự tình, hai người các ngươi nhất định muốn chính mình phụ trách, hai người các ngươi đừng hỏng yếu liên lụy chúng ta Vu gia. Diệp Thần Phong đám người bên này chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ đưa tới Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ chú ý, chính lúc Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ yếu một mặt tức giận đi tới lúc,
từ cửa vào lại vào một tên thanh niên. Tên thanh niên này chính là Đinh gia gia chủ nhi tử Đinh Thánh Long, thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Nước này Nguyệt Lâu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn chính là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Đinh Thánh Long phụ thân Đinh Nghiễm Thiên cùng Lâm Kỳ Hạo có mấy phần giao tình, dù sao bọn họ đều là đại trưởng lão nhất mạch người. Đinh Thánh Long tại Lâm Kỳ Hạo bên tai thấp giọng nói rồi vài câu sau. Lâm Kỳ Hạo trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần lui đi, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau chút xử lý chuyện nơi đây. Đinh Thánh Long liền vội vàng gật đầu nói tạ. Này Đinh Thánh Long là bị Đinh Nghiễm Thiên phái ra thăm dò Diệp Thần Phong đáy ngọn nguồn, dù sao bọn hắn cũng không biết cùng ở Văn Hiên huynh muội hai đi chung với nhau thanh niên đến cùng là lai lịch gì. Nếu như Diệp Thần Phong là có bối cảnh người, như vậy Đinh gia tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Thế nhưng, nếu như Diệp Thần Phong không có bối cảnh, như vậy Đinh gia nhưng liền sẽ không khách khí. Thủy Nguyệt Lâu là Thủy gia sản nghiệp, Đinh Nghiễm Thiên có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong dám ở Thủy Nguyệt Lâu động thủ, bằng không Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể sống mà đi ra Thủy Nguyệt Lâu, cho nên Đinh Nghiễm Thiên mới yên tâm để con trai của hắn Đinh Thánh Long đi tới dò xét đáy ngọn nguồn. Đinh Thánh Long một mặt cao ngạo đi tới Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ, Vu gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập. Hai người bọn họ lập tức lui sang một bên đi. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi vẻ mặt có phần hốt hoảng nhìn xem Đinh Thánh Long, bọn hắn dù sao trước đó chả là bạn tốt đây. Mà Diệp Thần Phong cũng từ trên ghế đứng lên, Đinh Thánh Long không để ý đến ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi ý tứ hắn lúc trước thanh ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi cho rằng bạn tốt, hắn là muốn thanh ở Uyển Nhi chiếm được ánh mắt của hắn như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hắn chất vấn ta là Đinh gia thiếu chủ. Ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Diệp Thần Phong trong miệng ngậm một cái thật nhỏ chúc thăm, dùng để sau khi cơm nước xong cạo hàm răng, hắn vừa vặn thấy rõ ràng Đinh Thánh Long cùng Thủy Nguyệt Lâu trưởng quỹ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nước này Nguyệt Lâu chính là Thủy gia sản nghiệp, Đinh gia là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch, Đinh Thánh Long có thể cùng trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo hữu hảo như vậy xem ra Thủy Nguyệt Lâu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo cũng là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người. Đã như vậy, Diệp Thần Phong cũng không ngại ở nơi này động thủ một lần rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt Đinh Thánh Long, hắn thuận miệng nói ra, ta không môn không phái, nên tính là tán tu đi. Nghe được Diệp Thần Phong là tán tu, Đinh Thánh Long mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười đến rồi, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi, còn có ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, ba người các ngươi đi với ta một chuyến chúng ta Đinh ra cùng giữa các ngươi món nợ, hẳn là muốn hảo hảo tính toán một chút đi nha. Đinh Thánh Long cảm thụ Diệp Thần Phong trên người tạo hóa cảnh khí thế, hắn không có một chút nào sợ hãi, hắn uy hiếp nói, tiểu tử, nơi này là Thủy Nguyệt Lâu, này chính là Thủy gia sản nghiệp, không có ai có thể ở nơi này động thủ, nếu như ngươi dám ở chỗ này động thủ ngươi tuyệt đối sẽ được Thủy gia người đưa đi thấy Diêm Vương gia. Làm sao, phải hay không không phục lắm, có bản lĩnh ngươi ở nơi này liền động thủ với ta à? Nếu như không dám động thủ lời nói. Như vậy ba người các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi, chúng ta người của Đinh gia chờ ở bên ngoài các ngươi. Một bên ở gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập, hai người bọn họ hướng về ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi uống, hai người các ngươi còn không cút cho ta xuất Thủy Nguyệt Lâu, các ngươi nhất định muốn tùy ý Đinh gia xử trí. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi hốt hoảng nhìn xem Diệp Thần Phong nhưng Diệp Thần Phong trên mặt lại nhưng vẫn là phong đạm vân khinh. Trong miệng ngậm chúc thăm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Đinh Thánh Long, hỏi, ngươi thật sự yếu ta ra tay với ngươi. Đinh Thánh Long khẳng định Diệp Thần Phong không dám ở nơi này động thủ, dù sao Thủy gia chính là tứ phẩm tông môn, Diệp Thần Phong cái khu vực này khu tán tu, hắn làm sao dám ở chỗ này ngang ngược. Thế nhưng, Đinh Thánh Long ý nghĩ hoàn toàn 10 phần sai rồi. Diệp Thần Phong thân thể bên trong linh khí đột nhiên tuôn ra. Trong miệng chúc thăm hướng về Đinh Thánh Long nôn tới, chúc thăm bên trong được linh khí bao trùm lại rồi. Đinh Thánh Long mới chỉ là hợp biển cảnh thực lực, hắn căn bản vô pháp chống đối Diệp Thần Phong nhổ ra chúc thăm. Đinh Thánh Long ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, xì xì. Một tiếng, chúc thăm trực tiếp chui vào Đinh Thánh Long giữa chân mày, Đinh Thánh Long khẩu bên trong hoảng sợ đứt quãng nói ra, ngươi, ngươi dĩ nhiên thật sự dám động thủ. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Đinh Thánh Long khẽ nhếch miệng, hầu lung bên trong thanh âm đột nhiên ngừng lại, cả người hướng xuống đất thượng ngã xuống.
mà Thủy Nguyệt lầu tầng thứ nhất cũng lập tức yên tĩnh lại. Những kia ở xung quanh người xem náo nhiệt, bao quát trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, ở gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập, cùng với ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi đám người, bọn hắn mỗi một người đều sững sờ rồi. Đặc biệt là ở Hưng Hoa cùng ở Hưng Đợi một tí người, bọn hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là điên rồi. Diệp Thần Phong lại dám tại Thủy Gia Thủy Nguyệt trong lầu giết người. Này không phải là mình muốn chết ma. Chương 1619, lại giết, khẳng định choáng váng. Đinh gia thiếu chủ Đinh Thánh Long an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Tại Đinh Thánh Long mi tâm bên trên có một cái màu đỏ huyết điểm, Diệp Thần Phong khẩu bên trong phun ra chúc thăm trực tiếp đem Đinh Thánh Long não tay cho đâm xuyên qua, mắt mở thật to Đinh Thánh Long, hắn nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Thủy Nguyệt lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn vốn là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người, hắn và Đinh gia gia chủ có mấy phần giao tình, nguyên bản hắn để Đinh Thánh Long mau chút giải quyết chuyện nơi đây, tại Lâm Kỳ Hạo xem ra không người nào dám tại Thủy Nguyệt lầu gây sự, này bằng với là trước mặt mọi người cùng Thủy gia đối nghịch. Ở gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập, hai người bọn họ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn động tính quá lớn, bọn hắn may mắn đã vừa mới vào khoảng Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi trục xuất Vu gia rồi, bằng không bọn hắn Vu gia 100% hội bị liên lụy. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, hai người bọn họ nhìn trên mặt đất ngỏm rồi Đinh Thánh Long, hai người bọn họ sắc mặt hơi trắng bệch, dù sao chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Tại Đinh Thánh Long chết chưa bao lâu sau, Đinh Thánh Long phụ thân Đinh Nghiễm Thiên nổi giận đùng đùng đi vào Thủy Nguyệt Lầu. Đinh Nghiễm Thiên một mực chú ý Thủy Nguyệt Lầu tình huống bên trong đây. Hắn chỉ là để con của mình tay đến thăm dò Diệp Thần Phong đáy ngọn nguồn, ai biết Diệp Thần Phong lại dám tại Thủy Nguyệt trong lầu thanh Đinh Thánh Long giết đi. Trong vòng một ngày, Đinh Nghiễm Thiên đệ đệ Đinh Quảng Đạt chết rồi, bây giờ con của hắn tay Đinh Thánh Long cũng đã chết, này làm cho Đinh Nghiễm Thiên lửa giận thiêu đốt đã đến cực hạn. Đinh Nghiễm Thiên cũng không biết đệ đệ của hắn Đinh Quảng Đạt, đến cùng phải hay không chết trong tay Diệp Thần Phong. Thế nhưng, Diệp Thần Phong chỉ có vẻn vẹn tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Đinh Nghiễm Thiên thật sự là núi không trôi khẩu khí này rồi, hắn mạnh mẽ ép chế lửa giận, hắn đối với Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, nói ra, Lâm trưởng quỹ, chuyện nơi đây có thể hay không để cho ta tự mình xử lý. Hôm nay ta nhất định phải giết này tay nhỏ. Lâm Kỳ Hạo lông mày chỉ hơi hơi nhíu một cái, hắn lập tức liền gật đầu nói, Đinh gia chủ, tiểu tử này dám can đảm ở Thủy Nguyệt Lầu giết người, nguyên vốn hẳn nên do chúng ta Thủy gia tự mình muốn này tay nhỏ mệnh, nếu Đinh gia chủ mở miệng, như vậy này tay nhỏ liền để ngươi giải quyết đi. Sau đó, Lâm Kỳ Hạo rồi hướng Thủy Nguyệt Lầu tầng thứ nhất thực khách chắp tay, nói ra các vị, hôm nay các ngươi tại Thủy Nguyệt Lầu tiêu phí toàn bộ miễn phí, hôm nay là Thủy Nguyệt Lầu bắt chuyện không chu toàn. E sợ sau đó Thủy Nguyệt Lầu còn muốn gặp một lần huyết. Tại Thủy Nguyệt Lầu tầng thứ nhất ăn cơm thực khách, thân phận của bọn họ tôn quý không đi nơi nào, có thể miễn phí trong lòng bọn họ đã vô cùng cao hứng, từng cái dồn dập mở miệng. Lâm trưởng quý, không có chuyện gì, chúng ta cũng vừa hay nhàm chán, tiểu tử này dám ở Thủy Nguyệt Lầu giết người, hắn quả thực là chán sống. Lâm trưởng quý, hữu dụng được đến chỗ của chúng ta, người xin cứ việc phân phó. Mà Đinh gia gia chủ Đinh Nghiễm Thiên, hắn khi nghe đến Lâm Kỳ Hạo đồng ý sau đó hắn không đè thêm chế trong lòng tức giận, hắn từ bên hông rút ra một cái màu trắng bảo kiếm, cái này màu trắng bảo kiếm chính là trung phẩm pháp khí. Ánh kiếm lóe lên, nhất cổ lạnh lẽo sát khí từ màu trắng bảo kiếm bên trong phóng thích mà ra. Đinh Nghiễm Thiên thân thể bên trong tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tuôn ra chuyển động, trên trán trắng kiện gân xanh vi vi nhúc nhích. Trong con người dường như muốn ních xuất hỏa diễm đến rồi. Này Đinh Nghiễm Thiên là hoàn toàn bị lửa giận cho làm choáng váng đầu óc, bất quá, Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, tại Đinh Nghiễm Thiên xem ra hắn căn bản không cần phải có quá nhiều băn khoăn. Đinh Nghiễm Thiên thân ảnh chuyển động, cầm trong tay màu trắng bảo kiếm. Ánh kiếm lấp lánh, sát khí tại bốn phía khuếch tán. Diệp Thần Phong bước ra một bước, hắn đem ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi chắn phía sau. Mà ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi cảm thụ Đinh Nghiễm Thiên khí thế trên người, hai người bọn họ là thân thể lạnh run phát run lên. Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn là một mặt xem trò vui thái độ, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết ở Đinh Nghiễm Thiên trong tay rồi,
không riêng gì Lâm Kỳ Hạo có ý nghĩ như thế, liền ngay cả ở đây những người còn lại cũng đều là ý nghĩ như thế. Nhưng mà, dường như cọc gỗ bình thường đứng đấy Diệp Thần Phong, hắn đem sau lưng Hắc Huyền kiếm cho rút đi ra, nhất cổ không khuất phục thật khí thế, từ trên người hắn trong giây lát bạo phát. Diệp Thần Phong tại Âm Minh Tông thượng nhưng là kích phát rồi bất khuất kiếm ý loại tay, hắn bây giờ đã lĩnh ngộ thất giai bất khuất kiếm ý. Địa huyền giới có quan hệ công tử thần bí nghe đồn, đại thể đều là thần bí công tay năng lực điều khiển động sơ ly cung điện, chả có công tử thần bí lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng phượng hoàng áo nghĩa vân. Vân, cũng không có đề cập thần bí công tay hội một loại thất giai kiếm ý, cho nên Diệp Thần Phong mới yên tâm muốn thi triển bất khuất kiếm ý. Tối thiểu hiện tại Diệp Thần Phong chả không muốn khiến người khác biết thân phận của hắn, dù sao hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ mạnh mẽ đây. Hắc Huyền kiếm nắm tại trong tay phải, Diệp Thần Phong trên người bất khuất ác liệt khí thế dường như mãnh liệt hồng thủy. Thời khắc này, Diệp Thần Phong có một loại bế nghĩa thiên hạ cảm giác. Chu vi những người khác tại cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người bén nhọn bất khuất khí thế sau, bọn hắn cũng từng cái thay đổi sắc mặt, bao quát trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo. Ninh Quảng Trời đã muốn tới gần Diệp Thần Phong rồi, tuy rằng hắn cũng bị Diệp Thần Phong thả ra khí thế cho chấn nhiếp rồi, thế nhưng hắn không tin mình thực lực mạnh hơn Diệp Thần Phong, hắn chả không chiến thắng được Diệp Thần Phong. Ninh Nghiễm Thiên tướng khí thế dồn đến cực hạn, khóe mắt cơ bắp không ngừng nhảy, trong tay màu trắng bảo kiếm vung ra, đoạt mệnh ánh kiếm. Một đạo sát ý cuồn cuộn ánh kiếm hướng về Diệp Thần Phong cái cổ tay đánh tới rồi. Mà Diệp Thần Phong cũng vung ra tay bên trong Hắc Huyền kiếm, thất giai bất khuất kiếm ý. Nhất cổ khổng lồ kiếm khí từ Hắc Huyền kiếm thượng bạo phát ra. Bất khuất khí thế, ngông nghênh thật khí thế. Giờ khắc này Diệp Thần Phong tích lương cốt ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thật giống coi như là khổng lồ cự sơn ép ở trên người hắn, cũng không thể để sống lưng của hắn cốt cúi xuống nửa phần. Thất giai bất khuất kiếm ý, này chính là cao giai kiếm ý. Thất giai bất khuất kiếm ý phóng thích ra kiếm khí khổng lồ mà lại nhanh chóng. Trong không khí tông sắc quang mang lóe lên, kiếm khí bén nhọn tràn ngập chu vi, Đinh Nghiễm Thiên thả ra ánh kiếm trong nháy mắt tiêu tan tại trong không khí. Thế nhưng, bất khuất kiếm ý thả ra kiếm khí vẫn không có tiêu tan đây. Đinh Nghiễm Thiên thấy thế, hắn thế mới biết chính mình vừa vặn quá nôn nóng rồi, hắn vội vàng dùng trong tay màu trắng bảo kiếm đi chống đối, khẩu bên trong quát lên, tay nhỏ. Thực lực chúng ta chênh lệch đặt tại đó, đừng tưởng rằng hóa giải chiêu thức của ta, ngươi liền không dậy nổi, ngươi cho rằng có thể tổn thương được ta một sợi tóc sao. Nhưng mà, hiện thực xa xa muốn so tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều. Bất khuất kiếm ý kiếm khí đến, kết băng. Một tiếng, Ninh Nghiễm Thiên trong tay màu trắng bảo kiếm đứt gãy, trên cổ của hắn trong nháy mắt nhiều hơn một đầu vết máu. Rất nhanh, một tiếng. Ninh Nghiễm Thiên đầu trực tiếp lăn rơi đến trên mặt đất, khóe miệng hắn trả hiện lên từng tia nụ cười, đây là hắn tại trước khi chết, hắn cho rằng Diệp Thần Phong không đả thương được hắn, hắn đối thực lực của mình có tự tin. Nhưng hôm nay xem ra đây là cỡ nào trào phúng. Diệp Thần Phong trên mặt trước sau bình thản cực kỳ, hắn lạnh nhạt nói, ta là không gây thương tổn ngươi một sợi tóc, ta chỉ có thể muốn mạng của ngươi. Toàn bộ Thủy Nguyệt Lầu tầng thứ nhất lần thứ hai yên tĩnh lại. Trưởng quỹ Lâm Kỳ Pháp trong con ngươi vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, hắn dĩ nhiên một quát miểu sát tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ Đinh Nghiễm Thiên. Này Đinh Nghiễm Thiên trong tay màu trắng bảo kiếm chỉ là khu khu trung phẩm pháp khí, liền ngay cả linh khí cũng không tính được, lần sau Đinh Nghiễm Thiên chỉ là một cái tiểu gia tộc gia chủ, chiến lực của hắn cùng tốc độ căn bản vô pháp cùng đại tông môn thiên tài so sánh. Cho nên Diệp Thần Phong thất giai bất khuất kiếm ý, có thể mang Đinh Nghiễm Thiên miểu sát, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ở những người khác xem ra, Diệp Thần Phong miểu sát Đinh Nghiễm Thiên hành vi, này đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Lâm Kỳ Hạo trong con người vẻ mặt do dự bất định, nếu như hắn vừa vặn không có cảm giác sai, như vậy Diệp Thần Phong thi triển chính là kiếm ý, hơn nữa còn là cao giai kiếm ý, chỉ có đến thất giai kiếm ý mới có thể được gọi là cao giai kiếm ý. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư cùng hai tiểu thư muốn tới dùng cơm, ta mới vừa mới rời đi một hồi. Lâm Kỳ Hạo, ngươi là làm sao làm Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ? Một tên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đàn ông trung niên đi vào Thủy Nguyệt trong lầu. Tên này đàn ông trung niên gọi là Hoàng Trung. Lâm Kỳ Hạo là Thủy Nguyệt Lầu ở bề ngoài trưởng quỹ,
mà Hoàng Trung là phụ trách trong bóng tối giữ gìn Thủy Nguyệt Lầu An toàn bộ các loại biện pháp. Lâm Kỳ Hạo chính là Thủy gia đại trưởng lão nhất mạch người, mà Hoàng Trung chính là Thủy gia dòng chính nhất mạch người. Đinh gia gia chủ Đinh Nghiễm Thiên cùng con của hắn tay Đinh Thánh Long bị giết, này Đinh gia là phụ thuộc vào đại trưởng lão nhất mạch, đây không thể nghi ngờ là tại đánh đại trưởng lão nhất mạch mặt. Lâm Kỳ Hạo chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi, hắn hung tàn trừng lên Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy có thể để cho Thủy gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư người giết Diệp Thần Phong. Dù sao Lâm Kỳ Hạo cũng chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực, hắn không muốn tùy tiện đối Diệp Thần Phong động thủ. Hoàng Trung liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn nhanh nhíu chặt mày, hắn nói ra, dĩ nhiên có người dám đến Thủy Nguyệt Lầu quấy rối, vậy chờ đại tiểu thư cùng hai tiểu thư đã đến lại xử lý đi. Mà Diệp Thần Phong nghe được Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm lập tức muốn đã đến. Diệp Thần Phong tiện tay đem Hắc Huyền kiếm thả lại trên lưng, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác, những người khác đều cho rằng Diệp Thần Phong nhất định là choáng váng. Thủy gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư bên người khẳng định có cao thủ, mà Diệp Thần Phong tuy rằng có thể miểu sát Đinh Nghiễm Thiên, thế nhưng Diệp Thần Phong có thể thắng tạo hóa cảnh tứ trọng thiên cao thủ sao? Hắn có thể thắng tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên cao thủ sao? Chương 1620, ngoác mồm kinh ngạc. Thủy gia dòng chính nhất mạch Hoàng Trung, hắn đi ra hồi Thủy Nguyệt Lầu đi ngưỡng tiếp Thủy gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư rồi. Mà Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn mắt lạnh nhìn Diệp Thần Phong, hắn lạnh nói, tiểu tử, ta không biết ngươi tại sao cho tới bây giờ chả trấn định như thế. Thế nhưng, ngươi lại dám tại Thủy Nguyệt trong lầu liên tục giết người, ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta Thủy gia để ở trong mắt. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi rốt cuộc là cái nào trong tông môn người? Ta xem ngươi cũng không phải tán tu chứ. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, bọn hắn hai huynh muội này cũng một mặt ước ao nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại Thủy Nguyệt trong lầu liên tục giết Đinh gia gia chủ cùng thiếu chủ, nếu như Diệp Thần Phong chính là đại tông môn bên trong đệ tử thiên tài, như vậy hôm nay chuyện này hay là còn sẽ có chuyển cơ. Diệp Thần Phong bình tĩnh hồi đáp, vừa vặn ta không phải đã nói rồi sao? Ta không môn không phái, nếu như vẫn cứ muốn hỏi ta là cái nào tông môn người. Ta ngược lại thật ra chính mình thành lập một cái tông môn, ta chính là tông môn tông chủ. Lâm Kỳ Hạo khi nghe đến Diệp Thần Phong sau khi trả lời, hắn biết Diệp Thần Phong hẳn là sẽ không là đại tông môn bên trong đệ tử, bằng không thời điểm này Diệp Thần Phong nhất định sẽ tự giới thiệu rồi. Dù sao Thủy gia bên trong so với Diệp Thần Phong thực lực cao thủ cường hãn có rất nhiều, Diệp Thần Phong tại Thủy gia trước mặt vẫn đúng là không lật nổi bọt nước tới. Đang xác định Diệp Thần Phong chỉ là một cái môn phái nhỏ tông chủ, Lâm Kỳ Hạo là hoàn toàn yên tâm xuống, nhưng hắn luôn cảm giác Diệp Thần Phong có gì đó quái lạ, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại bất an. Mà chu vi xem náo nhiệt thực khách, bọn hắn cũng từ vừa vặn Diệp Thần Phong miểu sát Đinh Nghiễm Thiên trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thật sự là gan to bằng trời, Thủy gia tuyệt đối sẽ không để Diệp Thần Phong sống sót rời đi Thiên Vân Thành. Ở gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập, hai người bọn họ lại cách xa một ít ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi, trong đó ở Hưng Hoa đối với Lâm Kỳ Hạo, nói ra, Lâm trưởng quý, ở Văn Hiên cùng ở Huyền Nhi đã bị chúng ta trục xuất Vu gia rồi, cho nên nơi này chuyện đã xảy ra cùng chúng ta Vu gia không quan hệ. Kính xin Lâm trưởng quỹ cho chúng ta làm cái chứng nhận. Lâm Kỳ Hạo không nhìn được khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, các ngươi trước tiên ngậm miệng. Lâm Kỳ Hạo căn bản không có Thanh ở Hưng Hoa cùng ở Hưng Lập để ở trong mắt. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi nhìn thấy cha của mình cùng tiểu thúc, dĩ nhiên làm tuyệt tình như thế, hai người bọn họ là hoàn toàn thất vọng rồi. Ở Uyển Nhi thật chặt cắn môi, người lôi kéo Diệp Thần Phong tay áo, nói ra tiền bối. Là chúng ta làm phiền hàng ngươi. Ở Văn Hiên cũng liền vội vàng nói, tiền bối, nếu có kiếp sau, ta ở Văn Hiên cái mạng này chính là tiền bối ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ ở Uyển Nhi vai, nói ra, hôm nay hai người các ngươi sẽ không chết ta cũng sẽ không chết ta biết Thủy gia tỉ muội, hơn nữa cùng quan hệ của các nàng cũng không tệ lắm. Diệp Thần Phong thanh âm không tính thấp, ở đây những người khác cũng toàn bộ nghe rõ ràng. Ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi là một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, ngược lại là Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn nở nụ cười lạnh, tiểu tử, chết đến nơi rồi,
ngươi chả lại dám sắp xếp ra như vậy lời nói dối đến. Chúng ta Thủy gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư lập tức muốn đã đến, ngươi không cảm giác mình làm buồn cười không? Ngươi không cảm giác mình chính là một cái khiêu lương tiểu sử sao? Nếu như ngươi cùng chúng ta Thủy gia đại tiểu thư, hai tiểu thư rất thuộc, ngươi sẽ ở Thủy Nguyệt lầu tầng dưới chót dùng cơm sao? Một mình ngươi chỉ là không có danh tiếng gì môn phái nhỏ tông chủ, ngươi hội nhận thức chúng ta Thủy gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư. Ta lời nói thật, ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Thủy Nguyệt lầu tầng thứ nhất thực khách cũng đúng Diệp Thần Phong chỉ trỏ trỏ, không chút nào keo kiệt chào phúng Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần Thủy gia tỉ muội vừa đến, chính là Diệp Thần Phong tử kỳ rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi cũng có chút không tin dáng dấp, hắn cũng không có giải thích thêm rồi. Chính lúc thời điểm này, Thủy gia dòng chính nhất mạch Hoàng Trung xuất trước đi đến, hắn làm ra một cái mời tư thế thế. Sát theo đó, Thủy gia đại tiểu thư Thủy Tử Yên cùng hai tiểu thư Thủy Mộng Hàm đi vào. Tại Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm phía sau trả đi theo hai trung niên nam nhân, này hai trung niên nam nhân chính là một đôi huynh đệ, ca ca gọi là Hồ Một, đệ đệ gọi là Hồ Hai, thực lực của bọn họ tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, hai người bọn họ là chuyên môn bảo vệ Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm. Đại tiểu thư Thủy Tử Yên là thành thục đẹp, hai tiểu thư Thủy Mộng Hàm là thanh thuần đẹp. Đôi tỉ muội này một bước vào nước Nguyệt Lâu, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Thủy Nguyệt Lâu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo, hắn mặc dù là đại trưởng lão nhất mạch, thế nhưng hắn cũng không dám đối Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bất kính. Lâm Kỳ Hạo vội vã tiến lên nói ra, đại tiểu thư, hai tiểu thư, vừa vặn có người ở Thủy Nguyệt Lâu quấy rối, đối phương còn trước mặt mọi người giết Đinh gia gia chủ cùng thiếu chủ, kính xin đại tiểu thư cùng hai tiểu thư xử trí cái kia hung đồ. Ở gia gia chủ ở Hưng Hoa cùng đệ đệ của hắn ở Hưng Lập, hai người bọn họ cũng đứng không yên, bọn hắn cũng lập tức đi tới Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm trước mặt, ở Hưng Hoa cung kính nói, nước đại tiểu thư, nước hai tiểu thư, ta là ở gia gia chủ, ta cái kia hai cái bất thành khí tử nữ, bọn hắn cũng là cùng cái kia hung đồ cùng nhau, bất quá, ta sớm thì đem bọn hắn trục xuất vu gia rồi, chuyện nơi đây cùng chúng ta vu gia một chút quan hệ cũng không có. Nước đại tiểu thư, nước hai tiểu thư, chúng ta cũng là tận mắt thấy này hung đồ giết người, này hung đồ quả thực không đem Thủy gia để ở trong mắt. Nước đại tiểu thư, nước hai tiểu thư, này hung đồ quả thực là tội đáng muôn chết. Trong lúc nhất thời hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Thần Phong. Mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi thân thể là không cầm được run rẩy. Ở Hưng Hoa cùng ở Hưng Lập cảm giác mình làm quá đúng rồi, bọn hắn không muốn cùng ở Văn Hiên. Ở Uyển Nhi có nửa chút quan hệ rồi. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm không khỏi nhíu nhíu mày, các nàng vừa vặn ở bên ngoài đã từ Hoàng Trung khẩu bên trong hiểu được một chút chuyện nơi đây rồi, các nàng hai tỉ muội ánh mắt theo ở đây những người khác chỉ về, các nàng xem hướng về phía Diệp Thần Phong. Làm Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm. Đôi tỉ muội này lực, thân thể phảng phất được làm định thân thuật, hai người bọn họ không dám tin đem con mắt trợn to, lại trợn khuyển. Trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo thấy Thủy gia tỉ muội chậm chạp không nói lời nào, hắn mở miệng nói nhắc nhở, đại tiểu thư, hai tiểu thư, cái này hung đồ dám ở chúng ta Thủy Nguyệt lầu náo hồi việc, chúng ta nhất định phải đem đầu của hắn cắt đi, thanh đầu của hắn treo ở cửa thành 3 ngày, đến khiến người khác biết tại Thủy Nguyệt lầu gây chuyện kết cục. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm chậm rãi tỉnh táo lại, hai người bọn họ trong con ngươi trong nháy mắt lấp đầy lửa giận, đặc biệt là Thủy Mộng Hàm. Tại các nàng hai tỉ muội trong lòng đối Diệp Thần Phong đều có một loại đặc thù tình cảm. Lần sau, ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, nếu như không phải có Diệp Thần Phong như vậy hai người bọn họ đã sớm chết. Bây giờ Lâm Kỳ Hạo lại dám nói cắt lấy Diệp Thần Phong đầu. Chuyện này quả thật là để Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm lúng túng a hát. Hai người bọn họ nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt như có như không ý cười. Thủy Tử Yên thu hồi thành thục mê người khí chất. Từ trên người nàng bạo phát ngoại trừ nhất cổ hừng hực lửa giận, người khẽ kêu nói, Hồ Một, Hồ Hai, vả miệng cho ta. Lâm Kỳ Hạo nghe vậy hắn lập tức nói ra, đại tiểu thư, hai tiểu thư, chỉ là vả miệng không khỏi quá trò đùa chứ. Cái này hung đồ nhất định phải chết. Lâm Kỳ Hạo cho rằng Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm phẫn nộ là đúng Diệp Thần Phong hắn tiếp tục nói, vừa vặn này hung đồ còn nói nhận thức đại tiểu thư cùng hai tiểu thư đây. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Hồ Một loại Hồ Hai,
Bọn họ là Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đảm bảo hồi tiêu, bọn hắn tự nhiên là nghe Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm được rồi, hai người bọn họ hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Một cái hình ảnh rơi vào ở đây những người còn lại trong mắt. Tất cả mọi người một mặt cười nhạo nhìn xem Diệp Thần Phong, bọn hắn chờ Diệp Thần Phong xấu mặt đây. Diệp Thần Phong vừa vặn không phải nói nhận thức Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm đấy sao? Mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong ở Văn Hiên cùng ở Uyển Nhi, hai người bọn họ trong lòng có loại không nói ra được tâm tình, bọn hắn hiện tại cũng cho rằng Diệp Thần Phong vừa vặn là đang nói dối. Nhưng tại hồ một loại hồ hai vừa vặn bước ra hai bước thời điểm Thủy Mộng Hàm vội vàng quát lên, hồ một, hồ hai, hai người các ngươi làm gì? Ta tỷ là các ngươi phải trưởng Lâm Kỳ Hạo miệng. Thủy Tử Yên cũng gật gật đầu, nói ra, vừa vặn quái ta không nói rõ ràng, các ngươi cho ta trưởng Lâm Kỳ Hạo miệng. Thủy Tử Yên tức giận nhìn chằm chằm Lâm Kỳ Hạo, nói ra, ngươi cho rằng và miệng quá trò đùa. Xem ra ngươi muốn thanh đầu mình cắt đi. Bất thình lình xoay chuyển, làm cho ở đây tất cả mọi người phản ứng không kịp. Hả, Thủy Nguyệt Lầu trưởng quỹ Lâm Kỳ Hạo bản thân cũng ngây dại. Hồ một loại hồ hai tại ngắn ngủi ngây người sau đó hồ trong nháy mắt chế trụ Lâm Kỳ Hạo để Lâm Kỳ Hạo không cách nào nhúc nhích. Mà hồ thứ hai là không chút do dự đối Lâm Kỳ Hạo phiến lên và miệng. Dù sao Lâm Kỳ Hạo chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng thiên thực lực, hắn tại hồ một loại hồ hai trước mặt căn bản không có chống đối lực lượng. Đùng, 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 một. Trong không khí quanh quẩn một tiếng lại một âm thanh bàn tay. Hồ hai mỗi một cái tát đều là cực kỳ dùng sức, rất nhanh, Lâm Kỳ Hạo miệng liền máu me đầm đìa rồi, hàm răng từ trong miệng của hắn không đứt rời rơi. Lâm Kỳ Hạo trong miệng không ngừng phát ra minh nuốt thanh âm, nhưng hồ một loại hồ hai hoàn toàn không để ý đến. Đùng, 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 một. Chàng pháo tay vẫn còn tiếp tục, mà Thủy Mộng Hàm là không kịp chờ đợi xông hướng Diệp Thần Phong, người ôm một cái Diệp Thần Phong cánh tay trái. Con mắt đỏ rực nói ra, Diệp đại ca ta liền biết ngươi cũng có thể từ trong di tích đi ra ngoài, ta rất nhớ Diệp đại ca a hát. Thủy Tử Yên cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, người lần thứ hai khôi phục thành thục mê người dáng dấp, người ôm một cái Diệp Thần Phong cánh tay phải, nũng nịu nói ra, đệ đệ đã lâu không gặp, tỷ tỷ ta còn chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đây. Nếu như đệ đệ ngươi yêu cầu tỷ tỷ ta dùng thân thể hồi báo, tỷ tỷ ta cũng sẽ không cự tuyệt nha. Phù phù, phù phù, phù phù, một. Chung quanh rất nhiều thực khách trực tiếp khiếp sợ té lăn quay trên mặt đất, bọn hắn hoàn toàn là kinh điệu cầm. Từ vừa vặn hồ một loại hồ hai cho Lâm Kỳ Hạo vào miệng, lại đến bây giờ nước đại tiểu thư cùng nước hai tiểu thư đều thân cận kéo Diệp Thần Phong cánh tay, bọn hắn trong đầu suy nghĩ hoàn toàn đường ngắn. Mà vừa vặn chào phúng Diệp Thần Phong chính là một cái khiêu lương tiểu sử Lâm Kỳ Hạo, hắn vẫn cứ đang bị vào miệng. Hắn nhìn thấy Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm kéo Diệp Thần Phong hình ảnh, mà hắn chỉnh há miệng đã bị đánh chính là không còn hình dáng. Bây giờ xem ra Diệp Thần Phong cùng Lâm Kỳ Hạo, ai mới là khiêu lương tiểu sử? E sợ đã vừa xem hiểu ngay rồi. Nguyên lai Diệp Thần Phong thật sự nhận thức Thủy gia tỉ muội, hơn nữa quan hệ đã quen thuộc không thể quen đi nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.